Ken két. Khí tức lạnh lẽo ngập trời đóng băng không gian. Trong nháy mắt lan tràn tới trước mặt hai người, bên trong còn có một cỗ công kích linh hồn khiến cho hai người ngây dại. Mặt khác bên trong còn có lực lượng thời gian, không gian. Dưới cỗ khí tức lạnh lẽo cùng với nhiều loại công kích quỷ dị khiến cho hai người không thể chống lại, càng không thể giãy giụa ra bên ngoài. Phá! Trong khoảnh khắc hai người khôi phục lại chút lý trí, dường như đã toàn lực ra tay. Chân khí phô thiên cái địa từ trong người tuôn ra, dẫn động năng lượng thiên địa tuôn ra. Chung quanh thân hình trong khoảnh khắc có một mảng lớn băng bị nghiền nát, thân hình đánh ra vết nứt đen kịt trong không gian. Chỉ là trong nháy mắt lại có một cỗ lực lượng hàn băng kéo tới trước người hai người, cả không gian lập tức bị băng bao phủ. Cả không gian trong chốc lát giống như cứng lại, hai người bị bao phủ ở bên trong. Trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, thế nhưng lại không thể nhúc nhích. Trời tạo nghiệt thì còn có thể sống, thế nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây là tự mình các ngươi muốn chết. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên vừa dứt, năm ngón tay nắm chặt. Thời không lao ngục thuộc tính thủy hung hăng run rẩy, cả không gian to lớn dưới cỗ năng lượng đáng sợ va chạm bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phanh! Trong thời không lao ngục thuộc tính thủy to lớn, không gian quanh thân hai cường giả vũ tôn kia lập tức nổ tung. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm. Không gian lập tức bị chấn thành từng mảnh vỡ. Băng vụn ngập trời mang theo một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên khuếch tán. Trên không trung, năng lượng khủng bố rung động tạo ra hai cái khe đen kịt cực lớn trong không gian. Ầm ầm, không gian chung quanh tựa như sụp đổ, khí tức lạnh lẽo khuếch tán bao phủ những ngọn núi trung cơ nơ. Trực tiếp đánh nát những đỉnh núi này, mặt đất rạn nứt, cho bụi, đá vụn bắn tứ tung. Cả không gian bao la trời rung đất chuyển, từng khe nứt giống như mạng nhện trên đỉnh núi lan tràn ra bốn phía. Kinh khí khủng bố khuếch tán khiến cho tất cả cường giả trực tiếp lui lại, sắc mặt đại biến, ai còn dám ở lại. Trên không trung, tất cả từ từ biến mất, Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, thân ảnh lóe lên rồi đáp xuống bên người Tử Yên. Mà hai vũ tôn của Hóa Vũ Tông vừa rồi đã hóa thành mảnh vỡ trong không gian song song kia. Hồn anh cũng không có cách nào chạy thoát. Chết, Hỏa Chân Tôn giả và Địa Chân Tôn giả của Hóa Vũ Tông đã bị giết. Thanh niên này là ai? Không ngờ thực lực lại khủng bố như vậy. Mọi người chung quanh kinh ngạc, nhìn Lục Lâm Thiên mà gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng thật không ngờ thực lực của thanh niên mặc áo xanh này lại mạnh như vậy. Quan trọng hơn là Hóa Vũ Tông cũng không được thanh niên này đặt vào trong mắt. Ba cường giả Hóa Vũ Tông, trong đó có hai cường giả tôn cấp trong nháy mắt bị miểu sát. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Nhật Sát Các, Vạn Thú Tông lúc này cũng rung động. Cơ mặt Gia Cát Tây Phong run rẩy. Trong lòng thầm than may mà vừa rồi Lan Lăng Sơn Trang không đi lên. Thực lực của thanh niên mặc áo xanh này quá mạnh mẽ. Một vũ tôn ngũ trọng cùng với một vũ tôn tứ trọng trực tiếp bị miểu sát. Thực lực khủng bố không cần phải nói. Tất cả người còn lại của Hóa Vũ Tông còn đang rung động vì ba cường giả trong tông bị đánh chết. Lúc này cũng không có bất kỳ ai dám lên tiếng, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi và kinh ngạc. Tử Yên nhìn chung quanh, đôi mắt xinh đẹp có biến hóa. Khẽ thở dài một tiếng. Lục Lâm Thiên làm như vậy khiến cho nàng có một dự cảm không tốt. Sợ rằng sau khi chuyến đi tới Tử Vong Thâm Uyên này chấm dứt thì sự yên tĩnh ngắn ngủi trên đại lục cũng theo đó mà bị đánh vỡ. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên đi tới bên người Tử Yên, người còn lại của Lan Lăng Sơn Trang, không phải là Lục Lâm Thiên không muốn động thủ. Mà hiện tại còn không phải lúc, còn Công Tôn Hóa Nhai và mấy cường giả vương cấp còn lại cho dù có động thủ cũng không có tác dụng quá lớn. Được. Tử Yên khẽ gật đầu, thân ảnh hai người trước mắt bao nhiêu người nghênh ngang rời đi. Không có ai dám nói gì nữa. Ngay cả cái dám cũng không dám đánh. Dưới thực lực như vậy, ai còn dám đi chịu chết nữa. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang đã sớm trốn vào trong đám người, ánh mắt kinh hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hóa Vũ Tông ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Mãi đến khi hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Công Tôn Hóa Nhai mới nhìn về phía Lục Lâm Thiên biến mất mà hét lớn. Đám người Hóa Vũ Tông nhìn một mảnh bừa bộn phía trước, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi khó có thể phục hồi lại tinh thần. Trước kia chỉ cần nhắc tới cái tên Hóa Vũ Tông thì không có một tán tu nào dám không nể mặt. Huống chi lúc này Hóa Vũ Tông còn có cường giả đi theo tới Tử Vong Thâm Uyên. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ, hôm nay The Upsilon.ng phải hai người này không đặt Hóa Vũ Tông bọn họ vào trong mắt. Trong Vạn Thú Tông,
ánh mắt mọi người biến đổi. Công Tôn Xuân Thu bị đánh chết, tuy rằng Công Tôn Xuân Thu này cùng với tông chủ Lam Linh của Vạn Thú Tông còn chưa thành hôn, thế nhưng trên danh nghĩa đã đính hôn. Lúc này Công Tôn Xuân Thu đã chết, vốn cũng không có gì, thế nhưng ở bên trong lại liên quan tới không ít chuyện, đây chính là điều khiến cho ánh mắt của đám người Vạn Thú Tông biến hóa. Lam Linh nhìn thân ảnh áo xanh rời đi, đôi mắt xinh đẹp lóe lên, không biết vì sao trong lòng nàng có cảm giác người này rất là quen thuộc, có cảm giác giống như từng quen biết. Về phần Công Tôn Xuân Thu bị đánh chết, trong lúc mơ hồ trong lòng nàng còn thở dài một hơi. Không có bất kỳ sự đau lòng nào, trong lòng thậm chí còn có sự vui mừng không rõ. Đám người Hóa Vũ Tông đứng đó, ba người Hóa Vũ Tông chỉ có một mình Công Tôn Xuân Thu là còn thi thể. Còn Hỏa Chân Trưởng Lão và Địa Chân Trưởng Lão ngay cả xương cốt cũng không còn. Ha ha, chúng ta đi. Mắt thấy kết cục của Hóa Vũ Tông, Lạc Kiến Hồng cười ha hả một tiếng. Trong lòng cực kỳ sảng khoái, mang theo đám người Nhật Sát Các tiến vào trong sơn mạch phía trước. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Có lẽ mọi người đều đi tìm kiếm Thanh Lôi Huyền Đằng, chúng ta cũng không thể bị bỏ lại ở phía sau. Mắt nhìn phía trước, Gia Cát Tây Phong nói. Thanh Lôi Huyền Đằng quá mức quan trọng, tuyệt đối phải thu vào tổng tay. Công Tôn Hóa Nhai bất đắc dĩ thu hồi thi thể cháu mình. Thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nén sự tức giận trong lòng. Thực lực không bằng người, cho dù mang tên tuổi Hóa Vũ Tông ra cũng không có tác dụng. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông ở cùng một chỗ. Đám tán tu do dự một chỗ rồi cũng gia nhập. Thực lực của thanh niên áo xanh kia khủng bố như vậy, nếu như bọn họ không liên thủ, vậy thì càng không có một chút hy vọng nào. Lục trưởng môn, xem ra Đế Đạo Minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng không? Ngoài đỉnh núi, Tử Yên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe nàng nói, Tử Yên nói tới chuyện này sợ rằng là nói tới chuyện hắn ra tay với Hóa Vũ Tông, hắn nhíu mày, nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta sẽ giết. Cho dù xa cũng giết, cho dù nhiều cũng giết. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả sao? Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên nhìn qua không gian phía trước, lại quay đầu nhìn Tử Yên rồi nói. Tử Yên cô nương thân là thánh nữ thiên địa các, sợ rằng có một chút chuyện cũng biết rõ. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm lại người. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, không nói thêm gì, nở nụ cười dịu dàng, mắt nhìn phía trước nói. Lục trưởng môn, hiện tại chúng ta đi tìm Thanh Lôi Huyền Đằng kia sao? Thanh Lôi Huyền Đằng kia ta còn chưa từng gặp qua cho nên cũng không biết nó ở nơi nào. Tâm thần Lục Lâm Thiên tràn ra dò xét chung quanh, hắn cũng không biết Thanh Lôi Huyền Đằng này ở chỗ nào. Không cần tìm, sợ rằng Thanh Lôi Huyền Đằng này sẽ tự tìm tới chúng ta. Tử Yên nói, nếu như người của Lan Lăng Sơn Trang nói không sai thì Thanh Lôi Huyền Đằng kia đã có linh trí, không chờ chúng ta đi tìm nó. Một khi chúng ta tới địa bàn của nó sẽ tìm tới chúng ta. Ta cũng muốn nhìn xem Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí rốt cuộc sẽ có bộ dáng như thế nào. Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ mỉm cười nói. Tốt nhất ngươi không nên xem thường Thanh Lôi Huyền Đằng kia, nếu ta suy đoán không sai. Người của Lan Lăng Sơn Trang căn bản không gặp phải đối thủ của Thanh Lôi Huyền Đằng. Nếu không bằng vào một chút thực lực của Lan Lăng Sơn Trang trong này, sợ rằng ngay cả một người cũng không thể rời đi được. Tử Yên nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Lâm Thiên. Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Theo ta được biết, sau khi Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí, không chỉ có thực lực khủng bố mà còn vô cùng khó đối phó. Trước tiên cứ xem xét một phen cũng tốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, loại bảo vật như Thanh Lôi Huyền Đằng đã khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng hứng thú. Siêu siêu, thân ảnh hai người lướt đi, lập tức biến mất tại chỗ. Một lát sau, trong không gian phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ bị sương mù bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như được một tấm lụa trắng phủ lên. Giờ phút này bên ngoài vùng núi, bên trên những dãy núi bao la có vô số dây dài màu xanh từ phía trên đỉnh núi rũ xuống giống như là một thác nước đang trút xuống vậy. Siêu! Chỉ trong nháy mắt, những dây dài màu xanh này dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Siêu! Thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên đáp xuống chân núi. Ánh mắt nhìn về phía sơn mạch được sương mù màu trắng bao phủ, hai hàng lông mày nhíu lại. Khí tức nơi này có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thanh Lôi Huyền Đằng ở nơi này sao? Tử Yên nói. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn mây mù quanh quẩn trong sơn mạch.
khí tức nơi này rõ ràng không giống với những nơi khác, hai người cẩn thận, từng ly từng tí tiến vào bên trong. Siêu siêu, ngay khi thân hình hai người Lục Lâm Thiên, Tử Yên tiến vào trong sơn mạch, từng tiếng xé gió vang lên, chính là đám người Nhật Sát Các. Sau đó lập tức có trên trăm đạo thân ảnh đi tới, cũng đáp xuống vùng sơn mạch này. Chính là đám người Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông cùng với không ít tán tu. Chư vị, chính là nơi này, Thanh Lôi Huyền Đằng ở trong sơn mạch này. Tất cả mọi người nên coi chừng một chút, phân tán tìm kiếm, một khi phát hiện tung tích thì người bên cạnh lập tức tương trợ. Gia Cát Tây Phong nói. Cả đám gật đầu, chăm chú đề phòng chung quanh, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an cùng với chờ mong từng bước đi vào trong sơn mạch tràn ngập sương mù màu trắng. Trong sương trắng bao phủ, đám người Lan Lăng Sơn Trang biến mất trong sương mù. Cả đám đều bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí cùng với linh khí phòng ngự đều được bố trí bên ngoài thân hình. Phụ thân, hai người kia vừa mới đi vào đây. Trong đám người, mắt thấy hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên đi vào trong sơn mạch, Gia Cát Tử Vân nói. Đi vào thì làm sao? Thanh Lôi Huyền Đằng không phải dễ đoạt được như vậy. Người bình thường căn bản không biết được phương pháp thu thập Thanh Lôi Huyền Đằng, cho dù đi vào cũng là chịu chết. Gia Cát Tây Phong thấp giọng nói. Cho nên phụ thân mới kéo theo đám người kia đi vào trong này sao? Gia Cát Tử Vân nhìn không ít tán tu chung quanh rồi nói. Gia Cát Tây Phong xếp quạt lại, nói. Loại bảo vật như Thanh Lôi Huyền Đằng vô cùng khó gặp, huống chi lại là Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí. Sợ rằng cho dù dùng một kiện thần khí đổi Thanh Lôi Huyền Đằng cũng là việc khó. Cho nên chúng ta cần phải làm phân tán sự chú ý của Thanh Lôi Huyền Đằng kia. Chỉ tiếc Liễm Linh Thúc Công cùng với Lộc Linh lão tổ của con không có ở đây, bằng không thứ này chúng ta sẽ nắm chắc, làm sao có thể để cho người khác biết được cơ chứ? Phụ thân, vậy thì hiện tại chúng ta phải làm sao? Thực lực của Thanh Lôi Huyền Đằng kia quá mức kinh khủng. Có nắm chắc hay không? Gia Cát Tử Vân nói, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Thân là linh giả, Thanh Lôi Huyền Đằng này đối với hắn mà nói chính là hấp dẫn chí mạng. Nếu như hắn có được Thanh Lôi Huyền Đằng kia, thực lực sẽ tăng vọt không ít. Chúng ta đi tìm hang ổ của Thanh Lôi Huyền Đằng trước. Chỉ cần tìm được hang ổ của nó mới có thể thu được Thanh Lôi Huyền Đằng. Bằng không chỉ có chịu chết, có lẽ sơn mạch này đều nằm trong phạm vi của Thanh Lôi Huyền Đằng, nhiều người xông tới như vậy cũng sẽ khiến cho Thanh Lôi Huyền Đằng phân tâm. Khi đó chúng ta mới có cơ hội. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói. Vậy thì cứ để cho đám người kia tự sinh tự diệt đi. Gia Cát Tử Vân nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên tiến vào trong sơn mạch màu trắng. Tiến vào trong sơn mạch này Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp chấn động nhân tâm ngập tràn ở bên trong này. Uy áp thật mạnh. Cảm nhận cỗ uy áp này khuôn mặt Lục Lâm Thiên không khỏi ngưng trọng. Uy áp này dường như trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn, thế nhưng trước mắt mà nói cũng không làm ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Lục Lâm Thiên không chịu ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng Tử Yên lại chịu không ít ảnh hưởng, chỉ là cũng không có chuyện gì lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước nói. Chẳng lẽ đây là uy áp của Thanh Lôi Huyền Đằng sao? Uy áp cực kỳ đáng sợ. Tử Yên có thể cảm nhận rõ ràng được có một cỗ uy áp khiến cho tim nàng đập nhanh, cỗ uy áp này tác dụng vào linh hồn của nàng. Coi chừng một chút. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn về bốn phía. Không tốt. Tử Yên bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong mắt kinh hãi. Sao vậy? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, tâm thần dò xét, vô cùng cảnh giác. Thế nhưng khi triển khai tâm thần dò xét sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức đại biến. Tâm thần của hắn ở trong không gian này đã bị ảnh hưởng cực lớn. Giống như ở bên trong sơn mạch tràn ngập xương trắng này có sự ảnh hưởng cực lớn đối với linh hồn lực. Linh hồn lực của chúng ta bị ảnh hưởng cực lớn. Tử Yên nheo mắt, nói. Nếu như ta đoán không xia. Hẳn chúng ta đã bị Thanh Lôi Huyền Đằng làm ảnh hưởng. Bản thân Thanh Lôi Huyền Đằng này có lực khắc chế cực lớn với linh hồn lực. Hiện tại chúng ta lại đang ở trong khu vực của Thanh Lôi Huyền Đằng cho nên mới bị nó làm ảnh hưởng. Dường như ảnh hưởng đối với ta không lớn, có thể coi như không đáng kể. Lục Lâm Thiên cảm giác tình huống trong đầu mình, tuy rằng linh hồn lực của hắn tiết ra ngoài có chút ảnh hưởng, thế nhưng trong đầu, linh hồn lực của hắn hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Hít. Nhìn không trung tràn ngập sương mù, trên mặt đất không có sương mù, thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống mặt đất, nói với Tử Yên. Chúng ta đáp xuống đất thôi.
nếu như phi hành trong xương trắng này sẽ mất phương hướng. Nói không chừng còn gặp phải nguy hiểm, cũng không thể tìm kiếm được thanh lôi huyền đằng kia. Được, Tử Yên khẽ mỉm cười, đáp xuống đất nói. Thanh lôi huyền đằng này cực kỳ quỷ dị, tất cả phải cẩn thận, nói không chừng nó lại đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta. Cứ đến, ta cũng không ngại. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, thế nhưng trong lòng cũng chờ mong, muốn xem thanh lôi huyền đằng có linh trí sẽ mạnh như thế nào. Nếu như càng mạnh thì chỗ tốt hắn đạt được càng nhiều. Tử Yên cười nhạt, hai người Lục Lâm Thiên, Tử Yên lập tức đi về phía trước tìm kiếm. Thế nhưng tốc độ cũng không dám quá nhanh, một đằng cẩn thận tìm kiếm thanh lôi huyền đằng, mặt khác lại sợ thanh lôi huyền đằng đột nhiên đánh lén. Chỉ là trên người hai người đi cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. Trên không, khắp nơi đều là sương mù che đậy. Dùng thị lực của hai người Lục Lâm Thiên, Tử Yên lúc này tăng thêm rừng cây mọc san sát cũng bị ảnh hưởng rất lớn, không nhìn được quá xa. Lại uy áp ở trong không gian này khiến cho linh hồn dò xét của hai người chịu ảnh hưởng cực lớn. Khắp nơi trong sơn mạch đều là đại thụ che trời. Lớn nhất chỉ sợ có hơn 10 người cũng khó có thể ôm hết. Trên một cây đại thụ có một đạo lưu quang như ẩn như hiện ẩn nấp dưới một cái lá cây màu xanh. Chậm rãi bò giống như một con rắn nhỏ đang nhúc nhích, đột nhiên biến mất không thấy. Ồ! Lục Lâm Thiên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quét về phía sau. Sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Sao vậy? Tử Yên nói, nàng quay đầu lại, thế nhưng ở phía sau nàng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ một dấu vết nào. Hình như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, tâm thần tràn ra, thế nhưng cũng không có phát hiện ra thứ gì. Lục Lâm Thiên cẩn thận nhìn chung quanh một chút, bốn phía đều là đại thụ che trời, còn có mây mù nhàn nhạt màu trắng. Tâm thần dò xét cũng không phát hiện ra điều gì. Ta cũng không phát hiện ra thứ gì. Tử Yên nói. Mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, hai người tiếp tục tiến lên. Hai người vừa mới rời đi, quang mang màu xanh như ẩn như hiện lần nữa hiện lên. Vô cùng quỷ dị bò từ đại thụ xuống mặt đất, lặng lẽ theo đuôi hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên. Dùng tu vi của hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên lúc này cũng không nhận ra đạo lưu quang này ẩn nấp là bởi vì bên trong không gian này có sự áp chế với linh hồn lực cho nên cũng không phát hiện ra đạo lưu quang màu xanh này theo đuôi. Càng đi vào bên trong uy áp càng lớn. Một lát sau, thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đứng trên một dốc núi. Có lẽ chúng ta sắp tới gần thanh lôi huyền đằng kia rồi. Lục Lâm Thiên nói. Ta có một ít dự cảm không tốt. Dọc đường đi này quá yên tĩnh. Tử Yên nói. Coi chừng. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía Tử Yên. Trong sát na, trên mặt đất có một đạo lưu quang màu xanh giống như thiểm điện nhanh chóng phóng về phía Tử Yên. Phanh. Lưu quang màu xanh đột nhiên xuất hiện này giống như một đạo sấm sét trực tiếp bổ vào nơi Tử Yên vừa mới đặt chân. Tử Yên bị Lục Lâm Thiên kéo đi. Đạo lưu quang màu xanh này hung hăng đánh vào một gốc cây đại thụ che trời gần đó. Đại thụ che trời kia lập tức bị đạo lưu quang kia xuyên thủng, hiện ra một lỗ nhỏ bằng nắm tay. Cả cây đại thụ rạn nứt. Siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lưu quang màu xanh trực tiếp biến mất. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến đổi, hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ đây là một cái dây mây màu xanh to bằng cánh tay trẻ con. Tựa như điện mang, lóe lên rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là thanh lôi huyền đằng. Tử Yên giật mình. Nàng không ngờ thanh lôi huyền đằng này lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận gần nàng. Thiếu chút nữa nàng đã gặp phiền toái lớn. Tuy rằng bản thân biến thanh lôi huyền đằng này sẽ vô cùng quỷ dị, thế nhưng nàng cũng không ngờ nó lại quỷ dị tới mức này. Thanh lôi huyền đằng thật quỷ dị. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thanh lôi huyền đằng này quả nhiên có chút quỷ dị, hắn mỉm cười nói. Thế nhưng cũng tốt, xem ra phương hướng chúng ta đi là đúng. Ít nhất đây cũng nằm trong phạm vi của thanh lôi huyền đằng. Trong một sơn mạch màu trắng có mấy đạo thân ảnh cẩn thận đặt chân xuống đất. Mắt nhìn bốn phía, thế nhưng đám người này cũng không chú ý trên mấy cây đại thụ che trời sau lưng bọn họ có không ít đạo lưu quang màu xanh đang có quang mang lập lòe. Mấy người dừng lại một chút rồi định thả người nhảy đi. Siêu siêu. Lúc này trên những cây đại thụ che trời kia có mấy đạo lưu quang màu xanh như thiểm điện bắn xuống. Trong lúc vô thanh vô tức, mấy đạo lưu quy nác màu xanh này trực tiếp xuyên thủng không gian, xuyên qua LNG ngực và bụng mấy người này. Siêu siêu.
trong nháy mắt mấy người này mới phát hiện ra thân hình mình bị xuyên thủng. Trong mắt hiện lên sự kinh hãi, trực tiếp bị giết chết, thân hình đổ xuống đất. Siêu siêu, mấy đạo lưu quang màu xanh thu liếm, lộ ra mấy dây mây lớn bằng cánh tay trẻ con. Mấy dây mây này trong nháy mắt lập tức biến mất. Tại một nơi khác trong sơn mạch rộng lớn có một đạo thân ảnh xinh đẹp màu tím xuất hiện. Chung quanh nàng là xương trắng quanh quẩn, có một cỗ uy áp cực lớn lan tràn. Uy áp thật mạnh, đây là nơi nào? Bộ váy dài màu tím trên người nữ tử này nhẹ nhàng tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, người này chính là Lục Tâm Đồng. Sau khi Lục Tâm Đồng rời khỏi cửu chuyển mê lâm trận lập tức tìm ca ca khắp nơi, thế nhưng cũng không có tìm thấy. Nơi này có chút bất phàm, tiến vào trong trước rồi nói sau. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên, thân ảnh của Lục Tâm Đồng không chút do dự phóng vào trong sơn mạch. Phía trước dường như có người. Trong một rừng cây, Lục Lâm Thiên cùng với Tử Yên thận trọng tiến lên. Trong mắt Tử Yên xuất hiện không ít người. Là người Nhật Sát Các. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, không ngờ đi lâu như vậy hai người bọn họ lại gặp người của Nhật Sát Các. Rõ ràng hai người bọn hắn còn đi vào trong sớm hơn người của Nhật Sát Các. Chẳng lẽ, người Nhật Sát Các đi đường gần hơn sao? Nhất thời đám người Nhật Sát Các cũng nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Đối với thanh niên mặc áo xanh này đám người Nhật Sát Các đương nhiên không thể quên được. Hai vị, không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Không bằng chúng ta đi chung được không? Nguy hiểm cũng giảm bớt một chút. Lục Lâm Thiên đang định đi đường vòng. Đã mang lên mặt nạ như vậy Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm lộ thân phận. Thế nhưng Lạc Kiến Hồng đã nhìn qua Lục Lâm Thiên, sắc mặt biến hóa, có ý kết giao. Các ngươi nên cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên đang muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang màu xanh từ trên cây đại thụ gần đó bắn ra. Mục tiêu chính là người của Nhật Sát Các. Cẩn thận! Một tiếng quát nhẹ vang lên, trong tay Thiên Kiếm Tôn giả đột nhiên có một thanh trường kiếm xuất hiện. Đánh thẳng về phía đạo lưu quang màu xanh kia. Kiếm quang xé rách không gian, quanh thân lập tức bố trí hộ thân cương khí bằng chân khí, đem bản thân bao phủ vào bên trong. Siêu! Đạo lưu quang màu xanh này bỗng nhiên uốn khúc trên không chắc, không ngờ lại giống như vật còn sống, trực tiếp tránh thoát một kiếm của Thiên Kiếm Tôn giả. Siêu! Dưới đạo lưu quang màu xanh này dường như có một cỗ khí tức chuyên môn khống chế linh hồn khiến cho Thiên Kiếm Tôn giả bị đình trệ. Đạo lưu quang màu xanh này trực tiếp rơi vào trên hộ thân cương khí của Thiên Kiếm Tôn giả. Phanh! Hộ thân cương khí này không ngờ lại không thể ngăn cản đạo lưu quang màu xanh, lập tức rạn nứt. Lưu quang màu xanh này trực tiếp phá nát cương cháo của Thiên Kiếm Tôn giả, trực tiếp bắn về phía Thiên Kiếm Tôn giả. Siêu siêu! Mà ngay thời điểm này trước người Thiên Kiếm Tôn giả đột nhiên có một đạo lưu quang bắn tới, trực tiếp đánh gãy đạo lưu quang màu xanh kia. Lưu quang màu xanh bị chém nứt. Đoạn còn lại lập tức trở về trong mặt đất rồi biến mất không thấy. Siêu! Đoạn lưu quang màu xanh bị chặt đứt lập tức quỷ dị tiến vào trong cơ thể Thiên Kiếm Tôn giả. Hộ thân cương khí hộ thân của Thiên Kiếm Tôn giả tiêu tán, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất. Toàn thân ngốc trệ mấy giây lúc này mới lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Siêu siêu! Thứ vừa mới ra tay chặt đứt một đoạn thanh lôi huyền đằng giống như một đạo lưu quang vòng qua vòng lại, giống như một cái phi đao, lập tức trở lại trong tay phi đao tôn giả rồi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên người vừa mới ra tay tương trợ Thiên Kiếm Tôn giả chính là phi đao tôn giả. Thiên Kiếm trưởng lão, người không sao chứ? Lạc Kiến Hồng đi tới bên người Thiên Kiếm Tôn giả rồi hỏi. Không có chuyện gì quá lớn, thanh lôi huyền đằng này quả nhiên lợi hại, trực tiếp công kích linh hồn. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Thiên Kiếm Tôn giả ngưng trọng nói. Vừa rồi có bản thân hiểu rõ nhất non nửa đoạn thanh lôi huyền đằng dung nhập vào trong cơ thể lập tức hóa thành công kích linh hồn kinh khủng nhất, thiếu chút nữa thì hắn phiền phức lớn. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Lạc Kiến Hồng thấy Thiên Kiếm Tôn giả không có gì đáng ngại, lần nữa nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Vừa rồi đối phương đã cố ý nhắc nhở bọn họ. Không đáng nhắc tới. Âm thanh khàn khàn vang lên. Các hạ, thanh lôi huyền đằng này cực kỳ nguy hiểm, mọi người đi cùng nhau, nếu như đạt được thanh lôi huyền đằng thì chúng ta có thể chia đều. Lạc Kiến Hồng nhìn qua đôi nam nữ tuấn tú, xinh đẹp này. Hắn rất muốn lôi kéo hai người này, thực lực của hai người này rất mạnh, người của đế đạo minh hiện tại cũng không ở đây. Nếu như quả thực gặp phải thanh lôi huyền đằng, chỉ bằng vào mấy người Nhật Sát Các ở nơi này cũng không thể đối kháng với đám người Lan Lăng Sơn Trang.
ngại quá, chúng ta đã quen hành động một mình, cáo từ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt ý bảo Tử Yên rời đi. Thực lực hai người này vô cùng cường hãn, trong tán tu dường như không có nhân vật như thế a. Phi Đao Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên và Tử Yên biến mất, ánh mắt nghi hoặc nói. Hai người này khiến cho ta có cảm giác giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ? Lạc Kiến Hồng nhìn qua bóng lưng Lục Lâm Thiên và Tử Yên. Được đặc biệt là bóng lưng của thân ảnh màu xanh kia khiến cho hắn trong lúc mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Hai người Lục Lâm Thiên rời khỏi, lần nữa tìm kiếm nơi hạ lạc của Thanh Lôi Huyền Đằng. Thanh Lôi Huyền Đằng này dường như không có nơi nào là không có. Căn bản không có cách nào tìm được tung tích của nó. Thanh Lôi Huyền Đằng này quả nhiên là vật có linh trí. Hình như đang chơi trốn tìm với chúng ta. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Lục Lâm Thiên nói với Tử Yên. Cũng không có cách nào, Thanh Lôi Huyền Đằng vốn đã là vật quỷ dị. Dọc đường đi chúng ta chỉ gặp phải phụ đằng mà thôi. Còn không phải là chủ đằng. Chỉ có tìm được chủ đằng của nó mới có tác dụng. Tử Yên nói. Thanh Lôi Huyền Đằng quả thực khổng lồ, chúng ta đã đi lâu như vậy mà trên đường đều là phụ đằng của nó. Lục Lâm Thiên rung động, Thanh Lôi Huyền Đằng này rốt cuộc khổng lồ như thế nào, quả thực vô cùng đáng sợ. Chuyện này ta cũng không biết, thế nhưng hiện tại ta có một chuyện lo lắng. Tử Yên nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự ngưng trọng. Lo lắng chuyện gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Thanh Lôi Huyền Đằng này chính là vật từ thượng cổ. Cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Ta đang nghĩ vạn nhất uy lực của Thanh Lôi Huyền Đằng này chúng ta không có cách nào đối phó, vậy thì cũng chỉ có thể đợi nó đối phó chúng ta. Tử Yên có chút lo lắng nói. Hiện tại cũng không thể bỏ cuộc giữa đường. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng không có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Uy lực của Thanh Lôi Huyền Đằng càng lớn thì Lục Lâm Thiên càng cảm thấy hứng thú. Sợ gì, cùng lắm mạnh bằng đế giả là cùng. Được, được. Tử Yên dịu dàng cười, gật đầu nói. A hát. Tử Yên vừa dứt lời thì có một tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vang lên. Có biến. Lục Lâm Thiên, Tử Yên nhìn nhau, thân ảnh hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu. Sau khi lách mình mấy cái, thân ảnh hai người xuất hiện trên một ngọn núi. Lúc này trên sườn núi có 9 cỗ thi thể nằm ngổn ngang. 9 cỗ thi thể này trên người đều có mấy cái lỗ nhỏ bằng nắm tay trẻ con ở trên mi tâm, LNG ngực, sau lưng hoặc là bụng. Máu chảy đầm đìa, trực tiếp xuyên thủng thân hình bọn họ. Lục Lâm Thiên quét mắt qua, 9 người này đều là tán tu bên ngoài mà hắn đã từng gặp qua. Trong đó có một người là vũ tôn nhất trọng, còn lại đều là cường giả vương cấp. Từ khuôn mặt của bọn họ hiện tại dường như bị Thanh Lôi Huyền Đằng đột nhiên đánh chết. Thậm chí đại bộ phận người còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Kiểm tra qua vết thương của 9 người, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Siêu! Một đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện bắn tới. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức bắn về phía Lục Lâm Thiên. Trực tiếp xuyên thủng. Lục Lâm Thiên thành từng mảnh nhỏ. Phá! Một tiếng quát nhẹ vang lên, thân hình Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trên không trung. Vừa rồi thứ bị đánh nát chỉ là tàn ảnh mà thôi. Lúc trước hắn đã sớm có sự chuẩn bị, thủ ấn dược kết. Một đạo chảo ấn xé rách không gian trực tiếp bắt lấy đạo lưu quang màu xanh kia. Siêu siêu. Chảo ấn xé rách không gian tạo ra 5 vết rách trong không gian, trong nháy mắt rơi vào trên đạo lưu quang màu xanh kia. Một cỗ điện mang lập tức trút xuống khiến cho cánh tay Lục Lâm Thiên run lên. Cùng lúc có một cỗ năng lượng linh hồn trong nháy mắt trút xuống. Uy áp linh hồn giống như có thể khiến cho người khác mất đi sức phản kháng. Thế nhưng lại bị kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên ngăn cản. Siêu! Thừa dịp đạo lưu quang màu xanh này lập tức định thoát khỏi chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Trốn đi đâu? Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại. Linh hồn bị ảnh hưởng cũng chỉ trong nháy mắt, lúc này chảo ấn nắm chắc đạo lưu quang màu xanh kia. Đạo lưu quang màu xanh này tuy rằng lợi hại, khiến cho toàn thân nhũn ra. Bất quá đối với Lục Lâm Thiên mà nói, trên người hắn đã sớm được Tử Kim Huyền Lôi rèn rũa qua, cho nên điện mang trên đạo lưu quang này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng với hắn. Siêu! Chảo ấn của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ nắm lấy đạo lưu quang màu xanh kia. Lúc này hắn mới nhìn rõ, đạo lưu quang màu xanh này chính là một cái dây mây lơn bằng nắm tay trẻ con. Dây mây này vô cùng quỷ dị, toàn thân óng ánh, long lanh,
thế nhưng lại mang theo điện mang màu xanh. Gợn sóng chung quanh nó đều trực tiếp vặn vẹo. Phanh! Chảo ấn trong tay Lục Lâm Thiên dùng sức kéo một cái, trực tiếp rút dây mây này ra. Lúc này mới phát hiện ra dây mây này tới từ lòng đất. Siêu! Dây mây màu xanh trực tiếp đứt gãy, phần còn lại đột nhiên tiến vào mặt đất rồi biến mất không thấy, chỉ còn lại một nửa nhưng lại hóa thành một cỗ năng lượng trong nháy mắt tiến vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên rồi trực tiếp phóng vào trong đầu, công kích linh hồn bàng bạc, cực kỳ cường hãn. Đương nhiên công kích linh hồn này Lục Lâm Thiên đã miễn dịch, trực tiếp bỏ qua. Thân ảnh lao thẳng tới chỗ Thanh Lôi Huyền Đằng đang rút lại, lúc này mặt đất đã khôi phục như cũ. Lại không thấy. Lục Lâm Thiên phiền muộn lẩm bẩm nói, chủ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng này không biết ở nơi nào. Ngươi không sao chứ? Tử Yên đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên than nhẹ, ánh mắt lóe lên, nói. Chúng ta đi chiếu cố chủ đằng của nó đi. Ngươi tìm được chủ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng rồi sao? Tử Yên nghi hoặc hỏi. Còn chưa, thế nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Ánh mắt lại biến đổi, ngưng trọng nói. Vừa rồi ta đã đánh một đạo ấn ký linh hồn lên trên đoạn phụ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng vừa rồi. Nhưng Thanh Lôi Huyền Đằng dường như có năng lực thôn phệ ấn ký linh hồn. Ấn ký linh hồn của ta đang biến mất, chúng ta phải nhanh lên. Âm thanh vừa dứt, tâm thần tỏa ra, dò xét chung quanh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đuổi về phía trước, Tử Yên theo sát phía sau. Trong rừng cây, hơn 10 người cẩn thận. Từng ly từng tí tiến về phía trước, sắc mặt ngưng trọng, thấp thỏm bất an. Chính là đám người Công Tôn Hóa Nhai. Hỏa chân trưởng lão cùng với địa chân trưởng lão trong tông đều bị đánh chết. Bọn họ đi cùng một chỗ, không có cường giả đảm bảo, Thanh Lôi Huyền Đằng kia lại cực kỳ quỷ dị, dọc đường đi đám người này không dám chủ quan chút nào. Siêu siêu, lo cái gì thì cái đó tới, trên không trung mấy đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện bắn xuống. Cẩn thận! Công Tôn Hóa Nhai hét lớn một tiếng, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một kiện khải giáp. Trực tiếp bổ ra một đao. Siêu! Đao mang cắt vỡ không gian, hung hăng chém lên đạo lưu quang màu xanh kia. Thế nhưng đạo lưu quang này chỉ bị chậm lại một chút, lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống thân đao. Khục! Công Tôn Hóa Nhai lập tức bị đẩy lui, linh hồn bị áp chế, ánh mắt thoáng đình trệ. Đạo lưu quang màu xanh kia lập tức đánh tới. Giống như muốn xuyên thủng ngực Công Tôn Hóa Nhai vậy. Phá! Lúc này một tiếng hét lớn giống như sấm sét vang lên. Không gian lóe lên, một đạo thân ảnh tục tằn màu xanh xuất hiện trước người Công Tôn Hóa Nhai. Bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn bành tướng, đánh về phái trước. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống không trung đánh vào đạo lưu quang màu xanh kia. Ầm ầm, quyền ấn dẫn tới năng lượng thiên địa bàng bạc, uy thế kinh người. Khủng bố khiến cho không gian chung quanh rạn nứt. Gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Đạo lưu quang màu xanh kia cũng biến mất không thấy. Phong Vũ trưởng lão. Nhìn thấy người này tới, người Hóa Vũ Tông vốn đang kinh hãi lập tức có chút sợ hãi xen lẫn vui mừng. Siêu siêu. Lão giả thân hình có chút tục tằn này chính là Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông. Sau lưng hắn còn có không ít trưởng lão của Hóa Vũ Tông. Làm sao các ngươi lại ở chỗ này? Hỏa chân cùng với địa chân đâu? Nhìn đám người Công Tôn Hóa Nhai, Phong Vũ tôn giả có chút nghi hoặc hỏi. Phong Vũ trưởng lão, hai vị trưởng lão hỏa địa đã bị người ta đánh chết. Công Tôn Hóa Nhai bất đắc dĩ thở dài. Cái gì, là ai làm? Trong nháy mắt Phong Vũ tôn giả giận dữ, hỏa chân cùng với địa chân một người là Vũ tôn ngũ trọng, một người là Vũ tôn tứ trọng. Lần trước ở trong thiên môn cốc. Sau khi Hóa Vũ Tông bị trọng thương, cường giả tôn cấp vô cùng quan trọng. Hai cường giả tôn cấp tứ trọng, ngũ trọng bị chết. Tổn thất bực này hiện tại Hóa Vũ Tông không thể nào gánh nổi. Nếu cứ như vậy nội tình của Hóa Vũ Tông sẽ ngày càng yếu. Không biết là ai, là một thanh niên tán tu động thủ. Công Tôn Hóa Nhai nói, Phong Vũ trưởng lão nổi giận, hắn cũng không khác là bao. Hiện tại Hóa Vũ Tông không thể chịu nổi tổn thất như vậy mấy lần nữa. Bồi dường được một cường giả tôn cấp đã vô cùng khó khăn. Người có tu vi tôn cấp ngũ trọng, tứ trọng thì càng không cần phải nói. Tán tu mà cũng dám động vào người của Hóa Vũ Tông ta. Coi Hóa Vũ Tông là quả hồng mềm dễ bóp sao. Sắc mặt Phong Vũ tôn giả tái nhợt, dữ tợn nói. Bàn chân đạp mạnh mặt đất thoáng lắc lư, một cái khe nứt lớn lập tức xuất hiện.
Lục Tâm Đồng phi hành trong sương mù màu trắng lúc này lại đột nhiên dừng lại. Nhìn mấy thi thể trên mặt đất, mấy người này đều là cường giả vương cấp, thế nhưng lại chết một cách quỷ dị như vậy. Trên người đều có một lỗ nhỏ như nắm tay trẻ con. Ánh mắt kinh hãi giống như đến khi chết còn không biết được mình chết như thế nào. Trên một tảng đá đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang màu xanh quỷ dị, cuối cùng hóa thành một dây mây màu xanh, chậm rãi kéo tới Lục Tâm Đồng. Dường như Lục Tâm Đồng cảm giác được thứ gì đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sau lưng nàng, dây mây trên tảng đá đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy sau lưng không có gì, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng hiện lên sự nghi hoặc, sau lưng nàng dường như không có gì. Siêu! Ngay khi Lục Tâm Đồng quay người, dây mây màu xanh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Tâm Đồng, chậm rãi rũ sống, lặng lẽ không có một chút tiếng động. Lục Tâm Đồng không ngờ lại không phát giác ra một chút nào. Không cảm giác được năng lượng chấn động. Siêu siêu! Lúc này ngay khi khoảng cách còn một chút, dây mây màu xanh kia đột nhiên bắn về phía Lục Tâm Đồng, lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh trên không trung, sau đó dùng xu thế phá không lập tức phóng về phía Lục Tâm Đồng. Hừ, đồ vật quỷ quái gì, ta đã sớm nhận ra ngươi theo dõi ta rồi. Trong sát na dường như Lục Tâm Đồng đã sớm có sự chuẩn bị. Thân ảnh lóe lên bỗng nhiên đánh ra một đạo khói độc về phía đạo lưu quang màu xanh kia. Tốc độ của Lục Tâm Đồng nhanh thế nhưng dường như tốc độ của dây mây màu xanh này còn nhanh hơn, đạo lưu quang này uốn éo vô cùng quỷ dị tránh khỏi đạo khói độc của Lục Tâm Đồng, lần nữa bắn về phía Lục Tâm Đồng, mang theo tiếng xé gió sắc bén vang vọng trong không gian. Thiên linh hồn châm, nhanh như thiểm điện, sắc mặt Lục Tâm Đồng biến hóa, tay phải cong thành chảo mang theo khói độc ngập trời đánh ra một đạo lưu quang màu trắng. Một cỗ uy áp kinh người khuếch tán. Lưu quang màu trắng này chỉ bắn ra được một lát thì bên trong có khói độc ngập trời lan tràn ra. Tiếng ông ông vang vọng không ngừng. Từng đạo châm mang theo lực lượng xuyên thủng không gian hung hăng đánh vào đạo lưu quang màu xanh kia. Siêu! Thiên linh hồn châm đánh vào, dường như đạo lưu quang màu xanh này cũng không ngăn chặn được, lập tức biến mất trên không trung. Thiên linh hồn châm của ta! Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, vừa rồi nàng còn chưa nhìn rõ vật đánh lén mình là vật gì. Thế nhưng vật quỷ dị kia lại mang theo thiên linh hồn châm của nàng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, thiên linh hồn châm là vật do Lục Tâm Đồng luyện hóa, tuy rằng ở trong không gian này có thể tạo thành không ít uy áp đối với linh hồn lực, thế nhưng Lục Tâm Đồng cũng có thể đại khái cảm giác được phương hướng của thiên linh hồn châm. Siêu! Quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thiên linh hồn châm này không thể để mất, Lục Tâm Đồng trực tiếp đuổi theo. Hai người Lục Lâm Thiên, Tử Yên đuổi theo, cũng chú ý chung quanh có phải là đạo lưu quang màu xanh kia không. Lục Lâm Thiên đuổi theo qua hai ngọn núi khổng lồ tới trước ngọn núi thứ ba mới dừng lại. Ngọn núi khổng lồ này cao vê upsilon t trong mây, giống như một con rồng bay lên cao, tràn ngập khí thế nguy nga. Chung quanh xanh biếc vô cùng, ngọn núi này ngăn cản trước mắt hai người giống như là điểm cuối của khối đại lục lơ lửng này. Trên ngọn núi trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấy không ít tảng đá lớn. Trên những tảng đá này có không ít bí văn, một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy áp lực từ trên đó truyền ra. Uy áp càng ngày càng mạnh. Tử Yên bước tới, trong tâm thần dò xét, uy áp ở nơi này càng ngày càng mạnh. Mạnh tới mức khiến cho linh hồn nàng bị áp bách, trong lúc vô hình có một cỗ khí tức khiến cho trong lòng nàng rung động. Ồ! Giờ phút này Lục Lâm Thiên nhíu mày, vừa rồi hắn còn cảm giác thấy ấn ký linh hồn, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn không cảm giác được. Có lẽ thanh lôi huyền đằng đã thôn vệ ấn ký linh hồn của Hoan. Có người tới. Tử Yên cảm giác chung quanh, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Còn chưa dứt lời thì đã có mười mấy đạo thân ảnh đang phóng tới. Từng đạo thân ảnh xuất hiện mang theo một cỗ khí tức không kém. Đúng là đám người Gia Cát Tây Phong, bên cạnh còn có không ít tán tu. Thực lực của mấy tán tu này không tầm thường, trên người còn có thương thế. Mọi người tới đây. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đương nhiên không có kẻ nào dám trêu vào hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên, bọn họ muốn trốn còn không kịp nữa là. A hát! Giữa không trung có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này dường như từ phía sau ngọn núi khổng lồ này vậy. Siêu siêu! Không chần chờ chút nào, đám người Lan Lăng Sơn Trang lập tức lao thẳng về phía có tiếng kêu. Hai người Lục Lâm Thiên, Tử Yên nhìn nhau. Lập tức phóng về phía trước. Lúc này bên cạnh ngọn núi khổng lồ có một hạp cốc lớn.
trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ thi thể. Giống. Tiếng thú giống vang vọng, một đầu yêu thú phi hành lục giai trực tiếp bị một đạo lưu quang màu xanh xuyên thủng thân hình. Thân hình khổng lồ từ trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất. Cả hạp cốc thoáng run rẩy. Phanh phờ na. Trong hạp cốc lúc này có hơn 20 đạo lưu quang màu xanh phóng ra. Đem hơn chục đạo thân ảnh bao phủ vào bên trong. Dưới những đạo lưu quang này, đại bộ phận người phía dưới đều được hai lão giả dùng kiếm bảo hộ. Siêu siêu. Hơn chục đạo lưu quang màu xanh kia giống như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, vây công hơn chục người kia. Trên mặt đất đã có vài cỗ thi thể của nhân loại còn có thi thể của yêu thú tọa kỵ. Minh Hữu Lan Lăng Sơn Trang, nhanh hỗ trợ. Người bị vây trong hạp cốc lập tức quát lớn giống như nhìn thấy cứu tinh. Mà mười mấy đạo thân ảnh này chính là đám người Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông. Đám người Lan Lăng Sơn Trang nhìn thấy người bị vây công là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông đã cầu cứu đương nhiên bọn họ không thể không cứu. Sắc mặt Gia Cát Tây Phong khẽ biến hóa, quay đầu nói với một người tán tu bên người. Chư vị, hiện tại chúng ta liên thủ với nhau, xuất thủ tương trợ mấy vị bằng hữu Vạn Thú Tông thôi. Dứt lời, Gia Cát Tây Phong đạp mạnh mặt đất, quang mang màu trắng xuất hiện dưới chân, trong chớp mắt không gian lắc lư, thân hình trực tiếp phóng về phía trước, lao thẳng về phía một đạo lưu quang màu xanh. Một đạo chân khí tinh luyện mang theo xu thế sấm sét nhanh chóng được đánh ra. Tiếp đó hai cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang cũng nhanh chóng bắn về phía trước, chân khí tuôn ra, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn đánh văng gợn sóng trong không gian, trực tiếp đánh về phía mấy đạo lưu quang đang vây công đám người Vạn Thú Tông. Lan Lăng Sơn Trang vẫn còn một cường giả tôn cấp ngũ trọng. Chỉ là khi trước đã bị đạn hán mặc hoàng bào bên người một lão giả thần bí đánh cho trọng thương, nửa chết nửa sống. Sợ rằng không có 5-3 năm đừng mong có thể ra tay. Hiện tại người này vẫn đang được người khác dắt lấy. Siêu siêu. Đám tán tu do dự một lát rồi không có ai nhúc nhích. Uy lực của thanh lôi huyền rằng kia trên đường đi mọi người đã thử qua. Lúc này không ai dám đi chịu chết, cũng không muốn trêu vào thanh lôi huyền đằng kia. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lan Lăng Sơn Trang tụ tập đám tán tu này lại sợ rằng muốn sử dụng ở lúc cuối cùng. Đương nhiên, loại chuyện lôi kéo để người khác liều mạng vì mình này đám tán tu cũng không ngốc. Sợ rằng sẽ không có ai dí ra. Gia nhập liên minh chỉ là vì lợi ích ngắn ngủi mà thôi. Phanh phanh. Âm thanh trầm thấp vang lên, ba cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang bất đắc dĩ gia nhập, áp lực trên người Doãn Ngạc cùng với hai cường giả tôn cấp dùng kiếm của Vạn Thú Tông lúc này mới giảm đi nhiều. Che chở người của Vạn Thú Tông từ đầu khiến cho bọn họ có chút quá sức. Chỉ là hai mươi mấy đầu lưu quang màu xanh công kích tới, tình cảnh của mấy cường giả Vạn Thú Tông này vẫn không khả quan hơn chút nào. Lục Lâm Thiên nhìn Vạn Thú Tông, những trưởng lão vương cấp kia đều đang được mấy cường giả tôn cấp bảo hộ. Lam Linh càng là mục tiêu bảo vệ quan trọng. Siêu siêu. Giữa không trung, âm thanh xé gió vang vọng, hai mươi thân ảnh đi tới. Người đi đầu trên người có khí tức cường hãn tràn ra khiến cho Lục Lâm Thiên phải quay đầu nhìn lại. Phong Vũ Tôn giả. Ánh mắt biến đổi, sắc mặt Lục Lâm Thiên đồng thời biến hóa. Người tới không phải là ai khác mà là Phong Vũ Tôn giả của Hóa Vũ Tông. Phong Vũ Tôn giả này đã là Vũ Tôn cửu trọng, Vũ giả tam hệ, thực lực cũng không yếu. Người Hóa Vũ Tông tới, ánh mắt Tử Yên cũng chú ý tới Phong Vũ Tôn giả. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi cười khổ. Sợ rằng một lát nữa sẽ có phiền phức, Hỏa Chân Tôn giả cùng với Địa Chân Tôn giả tăng thêm công Tôn Xuân Thu chết, Phong Vũ Tôn giả này nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Tử Yên cũng không quá lo lắng Lục Lâm Thiên không địch lại. Huống chi trên người Lục Lâm Thiên còn có 9 đầu hung khôi mà hắn ngoài ý muốn thu được. Chỉ 9 chiếc hung khôi này cũng đã đủ chế trụ Phong Vũ Tôn giả rồi. Nhìn ánh mắt Tử Yên, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Ngược lại cũng không sợ Phong Vũ Tôn giả. Nếu như có cơ hội giết Phong Vũ Tôn giả này, tuyệt đối sẽ làm cho Hóa Vũ Tông trọng thương. So với việc đánh chết hai mươi mấy Vũ Tôn tứ trọng, ngũ trọng trước đó còn có trọng lượng hơn nhiều. Dùng tu vi của Phong Vũ Tôn giả này nếu như bị đánh chết, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, đây mới thực sự là chuyện động tới căn cơ của Hóa Vũ Tông. Cường giả của Hóa Vũ Tông nhiều như thế nào thế nhưng cường giả như Phong Vũ Tôn giả này Lục Lâm Thiên phỏng đoán cũng không có mấy người. Ngay khi Lục Lâm Thiên suy tư, Phong Vũ Tôn giả không biết Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn mấy cường giả tôn cấp trong Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đang đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng, ánh mắt không ngừng biến hóa.
Phong Vũ tiền bối, xin giúp bọn ta một tay. Một tôn giả sử dụng kiếm của Vạn Thú Tông lập tức nhận ra Phong Vũ tôn giả. Bị người ta nhìn thấy, lại mở miệng xin giúp đỡ. Phong Vũ tôn giả cũng không có cách nào không hỗ trợ. Dù sao đều là người thiên địa minh, thân ảnh hắn lóe lên, lập tức đi tới phía trước. Quang mang lóe lên, cả không gian to lớn đột nhiên co rút lại. Phá! Phong Vũ tôn giả quát lớn một tiếng, một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào trên những đạo lưu quang kia. Phanh! Dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt, lưu quang màu xanh lập tức bị đứt, hóa thành năng lượng tiêu tán. Năng lượng này khiến cho không ít người chung quanh cảm thấy linh hồn run lên. Siêu siêu! Dường như cảm nhận được thực lực của Phong Vũ tôn giả, hơn 10 giây thanh lôi huyền đăng mang theo lưu quang màu xanh lập tức bắn về phía Phong Vũ tôn giả. Hừ! Phong Vũ tôn giả hừ lạnh một tiếng, một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng hội tụ. Không gian chung quanh lập tức cứng lại, một cỗ hỏa diễm ngập trời hội tụ. Vỡ cho ta! Thủ ấn trong tay Phong Vũ tôn giả đánh xuống, trong không gian nóng bỏng, hỏa diễm cuồn cuộn lập tức bao phủ hơn 10 đạo thanh lôi huyền đăng. Phanh phanh! Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, không gian to lớn đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Kình phong cuồng bạo mang theo hỏa diễm ngập trời khuếch hát tần. Kình khí ngập trời mang theo năng lượng thiên địa lan tràn trên không trung. Hơn 10 đạo thanh lôi huyền đằng cũng bị vỡ nát, bộ phận còn thừa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thực lực thật mạnh. Thực lực của Phong Vũ tôn giả khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, trợn mắt líu lưỡi. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân lập tức đánh nát thanh lôi huyền đằng kinh khủng kia. Ken két. Phong Vũ tôn giả đối phó với đại bộ phận thanh lôi huyền đằng, những đạo còn lại cũng bị mấy cường giả tôn cấp của Vạn Thú Tông và Lan Lăng Sơn Trang phá hủy. Những phần còn thừa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà trong lúc đó có hai cường giả vương cấp của Vạn Thú Tông bị năng lượng kia dính vào, trực tiếp bị phá hủy linh hồn mà chết. Chuyện này khiến cho sắc mặt đám người Vạn Thú Tông cực kỳ khó coi. Chúng ta đi vào. Thanh lôi huyền đằng chung quanh hạp cốc đều bị phá hủy. Trong đám tán tu có không ít người đã bắt đầu tiến vào hạp cốc. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy không ít tán tu tiến vào hạp cốc, ánh mắt Gia Cát Tây Phong trầm xuống. Vừa rồi bọn hắn liều mạng thế nhưng đám tán tu này lại không tiến lên, thế nhưng chuyện có lợi đám người này so với ai khác còn nhanh hơn. Đi. Dường như Gia Cát Tây Phong cũng lo lắng cái gì đó, lập tức phất tay theo đuôi. Vạn Thú Tông thấy thế cũng không chịu chậm chân. Bọn họ có thể cảm giác được trong hạp cốc này không bình thường có nên mới tiến đến đây. Đương nhiên lúc này không thể chậm hơn người khác. Ánh mắt Phong Vũ tôn giả lóe lên, trường bào tung bay, thân ảnh trực tiếp phá không mà đi. Loại bảo vật như thanh lôi huyền đằng này nhất định hắn phải có được. Lục Lâm Thiên cũng không có sốt ruột, mọi người đi vào trong hạp cốc gần hết hắn mới ra hiệu cho Tử Yên tiến vào trong hạp cốc. Bên ngoài hạp cốc. Đám người Nhật Sát Các cùng với không ít tán tu cảm thấy động tĩnh cũng kéo tới. Cả đám đều tiến vào trong hạp cốc. Trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu tím đang phóng về phía trước. Đây chính là Lục Tâm Đồng một đường đuổi theo thiên linh hồn châm của mình. Thứ này rốt cuộc là gì sao lại trốn nhanh như vậy? Cảm nhận liên hệ với thiên linh hồn châm, thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lóe lên, tiếp đó đã xuất hiện trên vách núi đá dựng đứng. Một khe đá hẹp xuất hiện trước mắt nàng. Dường như ở bên trong. Lục Tâm Đồng do dự, thiên linh hồn châm ở bên trong, nàng cắn răng, thân ảnh xinh đẹp tiến vào trong khe đá. Lục Lâm Thiên theo mọi người tiến vào hạp cốc. Diện tích của hạp cốc không nhỏ, thế nhưng sau khi đi được mấy chục thước trong hạp cốc xuất hiện một cái hang vô cùng lớn. Hang này nhìn qua vô cùng cổ xưa, một cỗ năng lượng bàng bạc từ nơi này lan tràn ra. Giống như năng lượng nồng đậm ở bên trong hạp cốc đều từ nơi này tràn ra. Dưới năng lượng bàng bạc bực này, đám người tiến vào trong hạp cốc do dự, thế nhưng nhìn thấy người phía trước đi vào cũng không dám chậm trễ. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Tử Yên cẩn thận gấp bội, hai người cũng tiến vào trong nham động. Ánh mắt chăm chú nhìn chung quanh hai người là sương mù nhàn nhạt, chắc quanh có vô số nham thạch phát sáng rực rỡ. Trên vách đá lúc này không ngừng có điện mang màu xanh lưu chuyển phát ra tiếng xì xèo, chiếu sáng một vùng trong nham động. Năng lượng ở nơi này càng thêm nồng đậm. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên lóe lên, tâm thần nàng cảm giác được khí tức năng lượng nồng đậm tới mức dị thường ở chung quanh, nồng đậm tới mức khủng bố. Chẳng lẽ đây cũng là nơi năng lượng thiên địa hội tụ sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc,
năng lượng thiên địa vô hình trong cái nham động này so với bên ngoài còn nhiều hơn. Thậm chí càng vào bên trong càng dày đặc, mà ở bên trong còn có điện mang màu xanh trên vách đá khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ thần dị. Siêu! Trong lúc mọi người sợ hãi than trong hang động, đột nhiên năng lượng trong nham động bạo động, điện mang trên vách đá cũng đại thịnh. Trong nháy mắt từng đạo điện mang trên vách đá giống như chảy xuống phía dưới. Âm thanh xé gió vang vọng, vô số điện mang màu xanh này đều là thanh lôi huyền đằng chằng chịt. Cơ hồ có hàng trăm, hàng ngàn điện mang màu xanh giống như từng đầu linh xà màu xanh từ trong nham động bắn về phía mọi người. Không tốt, là thanh lôi huyền đằng. Nhiều thanh lôi huyền đằng vậy sao? Đám đông trong nham động lập tức rối loạn, từng đạo thân ảnh bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí bằng chân khí, quang cháo linh lực. Khải giáp phòng ngự, từng kiện binh khí xuất hiện, bộ phát trong hang động này. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng kinh người trong nham động nổ vang, lập tức bộc phát ra. A hát. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Dưới linh hồn áp chế, không ít thân hình bị xuyên thủng. Linh hồn bị áp chế cho nên hồn anh không có cách nào chạy thoát ra ngoài. Cẩn thận! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, không gian thuộc tính thổ lan tràn ra chung quanh, đem Tử Yên bảo vệ vào bên trong. Trong không gian thuộc tính thổ cũng có không ít thanh lôi huyền đằng phá không bay tới. Thế nhưng lại bị không gian thuộc tính thổ ngăn cản, cuối cùng bị trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đánh vỡ trong không gian thuộc tính thổ. A hát! Thanh lôi huyền đằng chẳng chịt công kích tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, lập tức có không ít người mất mạng. Cường giả trong đại môn đại phái cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ người trong sơn môn mình. Bảo vệ cũng cực kỳ miễn cưỡng. Đương nhiên lúc này đám người Hóa Vũ Tông có Phong Vũ Tôn giả bảo hộ cho nên thoải mái nhất. Trốn, chạy mau. Trong nháy mắt đã có người cấp tốc chạy ra. Thanh lôi huyền đằng chằng chịt này cũng không phải dễ đối phó. Không tốt, đường lùi đã bị phong bế. Ra không được. Cửa vào bị đóng rồi. Mọi người quay đầu lại mới nhìn thấy cửa vào lúc này đã bị thanh lôi huyền đằng chằng chịt bao phủ, không có cách nào thoát ra ngoài. Siêu siêu. Lưu quang màu xanh xuyên thủng không Gina mang theo khí thức áp chế linh hồn bằng bạc, cả không gian lung lay sắp đổ, từng đạo công kích đánh ra khiến cho không gian xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian, một mảng lớn nham thạch bị đánh vỡ. Lao ra ngoài, nhanh. Phong Vũ Tôn giả mỉm cười. Mắt nhìn mọi người trong nham động bị đánh chết, trong mắt lén lút hiện lên sự vui vẻ, che chở người Hóa Vũ Tông cấp tốc tiến lên. Ầm ầm. Trong nham động ầm ầm vang vọng, kình phong khủng bố khuếch tán, nham động không chịu nổi công kích như vậy khiến cho nó sắp sụp đổ. Cái nham động này sắp sụp đổ, nhanh xông về phía trước. Nhanh. Nham động sắp sụp đổ, từng đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về phía trước. Dưới những đạo lưu quang màu xanh kia, không ít thân ảnh trực tiếp bị đánh chết, từng đạo công kích đánh xuống, khiến thanh lôi huyền đằng trực tiếp bị phá hủy. Chúng ta mau đi. Thừa lúc loạn, Lục Lâm Thiên cùng với Tử Yên đều có thực lực bảo vệ chính mình lập tức vọt về phía trước. Cái nham động này sắp sụp đổ, Lục Lâm Thiên cũng không muốn bị nhốt ở bên trong. Lúc này những đạo thanh lôi huyền đằng này tuy rằng là lợi hại, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không quá đặt vào trong mắt. Những đạo thanh lôi huyền đằng này cũng không phải là chủ đằng. Hắn lại không bị linh hồn uy áp, cho nên thanh lôi huyền đằng này đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Phanh phanh. Từng mảnh không gian nổ tung, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên. Cả không gian nổ tung, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên kéo tay Tử Yên, lập tức phá không bắn ra khỏi nham động. Mà khi hai người chạy ra khỏi hang, một không gian bao la xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy không gian bao la này, Lục Lâm Thiên kinh ngạc dừng bước. Một cỗ năng lượng kinh người lập tức ập vào người hắn. Trời! Lục Lâm Thiên cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi thế nhưng cũng bị cảnh trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy bên ngoài hang động này chính là một mảnh không gian bao la. Nhìn trước mắt, cả không gian mây mù lượn lờ, giống như đột nhiên xuất hiện một phiến không gian vậy. Cách mây mù xa xa còn có không ít đảo nhỏ lơ lửng như ẩn như hiện trong mây mù giống như tiên cảnh. Phía chính giữa là một khe nứt cực lớn chừng nghìn mét xuất hiện. Khe nứt này giống như bị một người nào đó mạnh mẽ bổ ra, mây mù bên trên khe nứt lượn lờ. Mà trên cái khe nứt này có vô số điện mang màu xanh chằng chịt, dưới điện mang màu xanh có một mảnh lôi vân cuồn cuộn. Ầm ầm. Trên lôi vân, tiếng ầm ầm vang vọng không thôi.
Lôi vân chiếm giữa khoảng không phía trên khe nứt, bên trong khe nứt không ngừng bắn ra điện mang màu xanh. Điện mang hội tụ tạo thành uy thế kinh người, liếc mắt nhìn lại cũng khiến cho lòng người sợ hãi. Đây là nơi nào? Trong vách đá, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện ở trong thâm uyên tối tăm, mờ mịt. Bên trong thâm uyên này mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, khí tức khiến tim đập nhanh lan tràn ra khiến cho Lục Tâm Đồng thở gấp. Dưới cỗ khí tức linh hồn khủng bố này, lúc này Lục Tâm Đồng mới cảm giác linh hồn mình run lên, có chút run sợ. Đồng thời dưới cỗ uy áp khủng bố kia Lục Tâm Đồng cũng cảm nhận được thiên linh hồn châm của mình ở bên trong thâm uyên. Nàng cắn răng, dù sao cũng đã tiến vào trong nơi này. Không có một chút do dự nào, tiểu độc ma này lập tức đi về phía trước. Khí tức cổ xưa mà bàng bạc bao phủ xuống, uy áp linh hồn kinh người bao phủ giống như khắc chế linh hồn. Lục Tâm Đồng là người gan lớn thế nhưng mỗi một bước tiến lên cũng phải cẩn thận từng chút một. Siêu siêu. Lối ra, Lục Lâm Thiên và Tử Yên đi ra ngoài, phía sau còn có không ít thân ảnh nhanh chóng đi ra. Người của Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Nhật Sát Các được sự bảo hộ của cường giả rốt cuộc cũng đi ra không ít. Thế nhưng xem ra cũng có đệ tử trong sơn môn nằm lại trong nham động, sợ rằng đã bị đánh chết rồi. Mọi người đi ra, mắt nhìn không gian phía trước, cả đám đều rung động. Ai cũng không ngờ tới sau hạp cốc này lại có một động thiên khác. Phanh phanh phanh. Ngay khi mấy cường giả tán tu từ trong nham động vọt ra, từng âm thanh bạo liệt cực lớn từ trong nham động sau lưng vang lên. Cả không gian rung chuyển, một cỗ khí tức bàng bạc trong nham động phóng lên cao. Ầm ầm. Không gian chung quanh vang lên tiếng nổ ầm ầm, giống như tiếng sấm, lại giống như núi lở khiến cho người ta kinh hãi. Cả không gian nổ tung, trong nháy mắt sụp đổ ở sau lưng mọi người. Những người bị chôn vùi bên trong sợ rằng cũng không sống được. Năng lượng bạo tạc, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện, uy năng khiến cho người khác hãi hùng, khiếp sợ. Siêu siêu. Năng lượng khủng bố khuếch tán, mọi người nhanh chóng lui lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua, lúc này người ra khỏi nham động cũng chỉ có người của mấy sơn môn như Nhật Sát Các, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang. Trong đó trừ Hóa Vũ Tông dưới sự bảo hộ của Phong Vũ Tôn giả là không có tổn thất ra, trong Nhật Sát Các, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đều tổn thất vài trưởng lão vương cấp. Mà còn lại vốn chỉ có 5-60 cường giả tán tu tới đây, lúc này số người đi ra khỏi nham động còn chưa đủ 10 người. Đều là một ít cường giả thực lực mạnh nhất. Thanh Lôi Huyền Đằng, đó là Thanh Lôi Huyền Đằng. Nham động sụp đổ, không có người nào đi tính toán. Đại bộ phận mọi người lúc này đều nhìn vào phía dưới lôi vân, nhìn vào vô số điện mang rậm rạp, che phủ không gian. Siêu. Trong ánh mắt của mọi người vô vố điện mang bao phủ thâm uyên rốt cuộc cũng có động tác, bắt đầu run rẩy mang theo một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc, trong nháy mắt cuồng bạo. Cả thâm uyên rung động giống như có vật khủng bố nào từ dưới lòng đất đang chui lên. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trong thâm uyên sâu thẳm tuôn ra. Một cỗ khí tức cuồng bạo khuếch tán. Bên trong năng lượng bàng bạc có một cỗ áp lực khiến cho tim Lục Lâm Thiên đập nhanh hơn. Ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy tim đập nhanh thì càng không cần phải nói tới những người khác. Đại bộ phận người dưới uy áp linh hồn này mắt bắt đầu đỏ lên, toàn thân run run. Ầm ầm. Dưới vực sâu vô tận dường như có thứ gì đó vang vọng, giống như muốn chui lên mặt đất. Càng lên tới gần mặt đất càng khiến cho lòng người rung động. Soạt. Lúc này trong thâm uyên vang lên tiếng loạt soạt. Trong vực sâu rộng lớn kia có vô số dây mây màu xanh chẳng chịt bò lên, giống như cây thường xuân lan tràn ra chung cơ nơ. Từng dây mây màu xanh giống như độc xà đang nhúc nhích. Dây mây toàn thân màu xanh lục còn mang theo lá xanh biếc, mũi nhọn giống như rắn ngẩng đầu, có ngàn vạn dây mây từ dưới thâm uyên lao lên. Siêu siêu. Cùng một lúc âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Trong không gian to lớn này, sau lưng mọi người có vô số dây mây màu xanh xuất hiện. Những dây mây màu xanh này trong nháy mắt bao phủ cả không gian mà tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy. Tất cả không gian mà tầm mắt mọi người nhìn thấy đều bị dây mây màu xanh bao phủ, bên trên tràn ngập điện mang màu xanh. Là vô số phụ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng. Mọi người rung động, bên ngoài gặp phải một đạo phụ đằng Thanh Lôi Huyền Đỉnh cũng đã không chịu đựng nổi, thế nhưng không ngờ nơi này lại có ngàn vạn Thanh Lôi Huyền Đằng. Đây là Thanh Lôi Huyền Đằng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Dây mây đầy trời này giống như ngàn vạn con rắn đột đang trừng mắt nhìn mọi người. Khí tức linh hồn bàng bạc uy áp khiến cho có người bắt đầu ngây dại. Trời!
phiền phức lớn rồi. Tất cả mọi người đều vì thanh lôi huyền đằng mà rung động. Dưới cỗ khí tức bàng bạc này không một ai biết nếu như ngàn vạn thanh lôi huyền đằng này đánh xuống thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì. Siêu siêu. Vấn đề mà mọi người lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Từng đạo thanh lôi huyền đằng trong không gian lập tức bắn ra, mục tiêu trực chỉ mọi người. Không xong, phiền phức lớn rồi. Tất cả mọi người biến sắc, lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự, chống lại thanh lôi huyền đằng đang bắn tới. Một cây thanh lôi huyền đằng mang theo điện mang màu xanh cuồng bạo tuôn ra khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Cỗ điện mang màu xanh này trong khoảnh khắc va chạm với mọi người. Phanh phanh, âm thanh bạo liệt kinh người vang lên, không ít thanh lôi huyền đằng bị chấn nát, những đạo thanh lôi huyền đằng này cũng không có lớn bằng nắm tay trẻ con như bên ngoài mà chỉ lớn bằng ngón tay mà thôi. Dường như nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng bé hơn không ít. Sau khi một đám thanh lôi huyền đằng bị đứt lập tức có vô số thanh lôi huyền đằng mang theo năng lượng bàng bạc cùng với điện mang màu xanh giống như độc xà phóng về phía trước. Xoẹt! Tán tu có thể đi từ trong nham động ra đều là cường giả trong cường giả. Giờ phút này sắc mặt cả đám ngưng trọng, chân khí, linh lực cường hãn quanh thân tuôn ra. Công kích các loại thuộc tính cơ hồ cùng một lúc đánh về phía thanh lôi huyền đằng. Xì xì! Điện mang bắn tung tóe, từng đạo công kích đánh tới. Không ít thanh lôi huyền đằng bị đánh nát ở trên không trung, một nửa còn lại nhanh chóng lui về. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, tiếp tục có càng nhiều thanh lôi huyền đằng kéo tới khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Đám cường giả vạn thú tông, nhật sát các, lan lăng sơn trang che chở người có thực lực yếu hơn cũng cực kỳ chật vật. Siêu siêu, cơ hồ tất cả mọi người giờ phút này đều bị thanh lôi huyền đằng chằng chịt vây vào giữa. Trong không gian, thanh lôi huyền đằng chẳng chịt mang theo điện mang màu xanh tạo thành một bức tường bằng thanh lôi huyền đằng dày đặc vây khốn mọi người vào bên trong. Cỗ khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh càng khiến cho linh hồn run rẩy, thực lực bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta phiền phức rồi. Tử Yên truyền âm nói. Những đạo thanh lôi huyền đằng này không bị phá hủy, coi như là bị phá hủy cũng lập tức giải ra lại. Đến bên cạnh ta, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này cũng không quá ngưng trọng. Trong không gian thuộc tính thổ, những đạo thanh lôi huyền đằng này cũng không có cách nào vây công được hắn, tạm thời còn có thể đối phó. Thế nhưng những người khác thì không phải như vậy. Lục Lâm Thiên không sợ uy áp linh hồn, những người khác thì không cách nào làm được vậy. Dưới uy áp, thực lực bị ảnh hưởng cực lớn, lần nữa có mấy tán tu trực tiếp bị đánh chết. Siêu siêu! Tất cả thanh lôi huyền đằng trong không gian bạo động, bắt đầu công kích. Vô số thanh lôi huyền đằng từ bốn phương tám hướng kéo tới, rậm rạp phóng về phía tất cả mọi người. Đáng chết! Trong Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong trầm giọng quát, thủ ấn ngưng tụ, lập tức đánh ra một đạo trưởng ấn đánh nát không ít thanh lôi huyền đằng. Hắn thật không ngờ thanh lôi huyền đằng này lại nhiều như vậy. Phụ thân, thanh lôi huyền đằng này quá lợi hại, làm sao chúng ta có thể thu được thanh lôi huyền đằng này đây? Gia Cát Tử Vân ở sau lưng Gia Cát Tây Phong nhìn phụ thân rồi hỏi. Thanh lôi huyền đằng này lợi hại như vậy khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ, sợ là không được mất mạng ở nơi này. Còn vui chính là nếu như có thể đạt được thanh lôi huyền đằng này thực. Lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Trong trang có một mật quyển từng nói tới thanh lôi huyền đằng này. Đồn rằng thanh lôi huyền đằng này chỉ sinh ra ở nơi có năng lượng nồng đậm. Đặc biệt là thanh lôi huyền đằng sau khi có linh trí muốn thu được nó không thể dùng được biện pháp bình thường. Nhất định phải tìm được chỗ thanh lôi huyền đằng sinh ra, đem linh căn của nó luyện hóa mới được. Nếu không thì vĩnh viễn không có khả năng đạt được thanh lôi huyền đằng này. Gia Cát Tây Phong thu quạt xếp lại, ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này lại có một mảng lớn thanh lôi huyền đằng bị chấn nát. Phụ thân, vậy thì linh căn của nó ở chỗ nào? Gia Cát Tử Vân sốt ruột hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng có lẽ ở gần nơi này, thanh lôi huyền đằng này đã có linh trí đương nhiên sẽ thủ hộ linh căn của bản thân mình. Gia Cát Tây Phong nói, vốn ban đầu hắn mang nhiều người tới đây là muốn tạo ra cơ hội cho chính mình tìm kiếm linh căn của thanh lôi huyền đằng, chỉ có đạt được linh căn của thanh lôi huyền đằng mới chính thức đạt được thanh lôi huyền đằng này, nếu không tất cả chỉ là phí công. A hát! Lần nữa có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai cường giả tán tu đều là tôn cấp nhất trọng dưới sự vây công của vô số thanh lôi huyền đằng lập tức bị đánh chết. Hộ thân cương khí không ngăn cản được những đạo thanh lôi huyền đằng này. Phá! Trong vạn thú tông, một tôn giả dùng kiếm đánh ra một đạo kiếm quang tràn ngập hỏa diễm đem một mảng lớn thanh lôi huyền đằng đốt cháy,
chỉ là lập tức lại có thanh lôi huyền đằng phô thiên cái địa cuốn tới, khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Trong đám người lúc này chỉ có Phong Vũ Tôn giả là thoạt nhìn thoải mái nhất. Thanh lôi huyền đằng khủng bố này khiến cho trong mắt hắn hiện lên sự tham lam. Đây chính là trọng bảo. Cùng một lúc, Phong Vũ Tôn giả không có một chút do dự nào, toàn thân câu dẫn năng lượng thiên địa, thân ảnh lóe lên rồi xé rách gợn sóng trong không gian, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian mênh mông trên bầu trời. Uy áp từ trong năng lượng thuộc tính hỏa lan tràn ra. Phá! Một tiếng quát nhẹ vang lên, một đạo trưởng ấn khổng lồ của Phong Vũ Tôn giả nện xuống, dưới khí tức nóng bỏng ngập trời, không gian chung quanh trưởng ấn trực tiếp rạn nứt, từng đạo gợn sóng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Vô số thanh lôi huyền đằng dưới nhiệt độ kinh khủng lập tức héo rũ. Phanh! Trưởng ấn khổng lồ đánh xuống, một mảng lớn thanh lôi huyền đằng bị phá hủy, diện tích phá hủy hơn 1.000 mét. Siêu! Trong nháy mắt này dường như thanh lôi huyền đằng cũng chịu ảnh hưởng. Thanh lôi huyền đằng ngập trời đang kéo tới thoáng đình trệ. Trong vách đá tối tăm mơ hồ có tia chớp lóe lên, lục tâm đồng chậm rãi tiến về phía trước, áp chế uy áp khiến cho tim mình đập nhanh. Thân hình xinh đẹp trong lúc bất chi bất giác đi tới cái khe dưới mặt đất. Trong cái khe dưới mặt đất có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn lục tâm đồng run rẩy. Lục tâm đồng chậm rãi đi vào trong khe hở. Cái khe thoạt nhìn vô cùng nhỏ này thế nhưng càng đi vào trong lại càng to lớn, càng vào bên trong không gian cũng càng lớn. Năng lượng chấn động thật mạnh. Lục tâm đồng rung động, năng lượng chấn động ở trong hạp gốc này đã tới tình trạng khủng bố. Siêu siêu. Trong không gian bao la, theo một kích của Phong Vũ Tôn giả, dường như thanh lôi huyền đằng đã gặp phải đả kích, vô số thanh lôi huyền đằng nhỏ cuồn cuộn, dưới ánh mắt của mọi người những đạo thanh lôi huyền đằng này lập tức xung hợp lại một chỗ. Siêu siêu. Vô số thanh lôi huyền đằng cuồn cuộn giống như vạn tên cùng bắn mang theo tiếng xé gió cùng với lôi quang lập lòe. Dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người vô số đạo thanh lôi huyền đằng dung hợp thành một dây mây màu xanh đường kính chừng hơn 100 mét. Mà chiều dài của nó thì không có ai nhìn ra, không ai có thể nhìn thấy tận cùng của nó. Chỉ là ước chừng dây mây này cũng dài trên ngàn mét, giống như một con rồng màu xanh đang ngẩng đầu mà đứng, toàn thân tràn ngập điện mang màu xanh, cực kỳ chói mắt. Quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ thiên địa, uy áp tràn ngập không gian. Oanh! Thanh lôi huyền đằng hội tụ, cả không gian đột nhiên run rẩy. Dây mây cực lớn này xuất hiện, một cỗ khí tức viễn cổ trên dây mây lặng lẽ lan tràn ra chung quanh. Dưới cỗ khí tức này linh hồn của tất cả mọi người run rẩy, hồn anh cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Chung quanh dây mây khổng lồ màu xanh, năng lượng bàng bạc chấn vỡ không gian, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện dọc theo dây mây. Dưới dây mây màu xanh khổng lồ này mọi người cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho mọi người không có cách nào kháng cự, loại khí tức này cực kỳ cường đại, đặc biệt là đối với linh hồn khiến cho linh hồn mọi người trực tiếp run rẩy. Dưới cỗ khí tức này tất cả mọi người trong lúc vô hình đều bị áp chết. Người duy nhất không bị áp chế ở đây sợ rằng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên. Bởi vì Lục Lâm Thiên có kim đao màu vàng đang bắn ra kim quang thủ hộ không gian trong đầu. Đây là chủ đằng của thanh lôi huyền đằng sao. Thật khổng lồ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên phía trước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dây mây khổng lồ như vậy so với bản thể của Thanh Long Hoàng tộc còn lớn hơn nhiều. Hắn thật không ngờ trên đời này còn có tồn tại vật như vậy. Cũng không biết nó tồn tại như thế nào, đặc biệt là cỗ uy năng là quá mức đáng sợ, cũng không biết thứ này tồn tại bao nhiêu năm rồi. Đây là chủ đằng của Thanh Lôi Huyền đằng sao? Gia Cát Tây Phong lúc này nhìn về phía trước, ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Khiếp sợ tới cực điểm. Thanh lôi huyền đằng có linh trí giá trị tương đương với thần khí A. Chủ đằng thanh lôi huyền đằng, chính là nó. Phong Vũ Tôn giả cũng rung động, dùng tu vi của hắn hiện tại cũng bị áp chế về linh hồn. Trong khe nứt, thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến lên, cũng không biết đã đi bao xa, nàng có cảm giác thiên linh hồn châm của mình ở phía trước. Nhìn không gian này trong lòng Lục Tâm Đồng trong lúc vô hình càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần. Giống như ở trong nơi này có một đầu hung thú ngập trời. Một cỗ uy áp bao phủ chung quanh khiến cho linh hồn nàng run rẩy. Mỗi một bước tiến lên đều cần dùng ngàn quân. Uy áp thật mạnh. Lục Tâm Đồng rung động, uy áp bực này đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy. Lần đầu tiên chính là uy áp linh hồn bàng bạc trên người ca ca. Mà lần thứ hai chính là ở đây.
Nếu như không phải có hồn linh khí phòng ngự linh hồn do độc cô gia luyện chế, sợ rằng bản thân nàng khó có thể vào được nơi này. Sợ rằng ngay cả hồn linh khí phòng ngự linh hồn bình thường cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả như vậy. Lục Tâm Đồng nghi hoặc, không biết trong cái khe dưới đất này rốt cuộc có vật khủng bố gì mà lại có uy năng mạnh như vậy. Siêu siêu. Lúc này trong không gian, trên mặt đất, thạch bích bắt đầu có vô số đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ Lục Tâm Đồng vào bên trong. Toàn bộ lưu quang màu xanh này đều là thanh lôi huyền đằng chẳng chịt. Đây là thứ quái quỷ gì? Sắc mặt Lục Tâm Đồng nghi hoặc, có thể nàng không biết đây là vật gì, thế nhưng điện mang màu xanh này lại phóng thích ra uy áp linh hồn bàng bạc, trong lúc vô hình khiến cho trong lòng Lục Tâm Đồng cảm thấy ngưng trọng. Siêu siêu. Một đạo thanh lôi huyền đằng xuyên thủng không gian bắn về phía Lục Tâm Đồng. Siêu. Tay Lục Tâm Đồng đánh ra từng đạo linh hỏa rít gào, phá hủy những đạo thanh lôi huyền đằng tới gần. Chỉ là càng ngày càng có nhiều thanh lôi huyền đằng cuồng bạo kéo tới, giống như là điên cuồng, nhanh như thiểm điện công kích tới. Bên trong có uy áp linh hồn cực lớn trực tiếp làm cho Lục Tâm Đồng có cảm giác khó mà chống lại, mặc dù nàng đã có hồn linh khí phòng ngự linh hồn của độc cô gia tộc. Điện mang chằng chịt, rậm rạp từ bốn phương tám hướng công kích tới. Lục Tâm Đồng lập tức bố trí tử linh hồn năng giáp, thế nhưng càng thấy vô lực. Trong không gian to lớn như vậy giờ phút này tràn ngập điện mang màu xanh, giống như là vạn đầu độc xà màu xanh cùng phóng tới, điên cuồng công kích. Tiếng xé gió hội tụ lại với nhau, vô cùng rung động, chấn động nhân tâm. Đại La kiếm trận. Lục Tâm Đồng khẽ kêu một tiếng, khói độc trên bộ giáp quanh quẩn, thủ ấn biến hóa, trong mi tâm bắn ra một vật. Ông! Một tiếng kiếm minh viên ác lên, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện. Kiếm khí sắc bén. Đúng là Đại La kiếm trận. Đại La kiếm trận vừa mới xuất hiện, đột nhiên hóa thành vô số bóng kiếm trước người Lục Tâm Đồng. Vô số bóng kiếm phân hóa, diễn sinh, cực kỳ huyền ảo quay chung quanh. Giữa không trung, khí tức bàng bạc mà sắc bén lan tràn, từng đạo bóng kiếm cắt vỡ không gian. Trước mũi kiếm, mơ hồ hiện lên quang mang đen kịt. Lập tức căn cản vô số dây mây màu xanh quỷ dị kia ở bên ngoài. Siêu siêu. Ngàn vạn lưu quang màu xanh gặp Đại La kiếm trận lập tức bị cứt đứt. Thế nhưng về sau lại càng thêm điên cuồng, giống như không đánh chết Lục Tâm Đồng thì không bỏ qua vậy. Khí tức mạnh mẽ bực này khiến cho cả không gian run lên. Sắc mặt Lục Tâm Đồng ngưng trọng, đối mặt với lưu quang màu xanh điên cuồng công kích, chống lại uy áp linh hồn kinh khủng kia, nàng nghiến răng. Đại La kiếm trận hóa thành hơn vạn đạo kiếm quang xoay tròn, vô cùng huyền ảo. Cả không gian giống như bị kiếm quang che khuất, trong lúc nhất thời ngàn vạn đạo lưu quang màu xanh kia khó mà công kích tới được. Trên vực sâu, mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, dây mây màu xanh khổng lồ như vậy so với cự long còn khổng lồ hơn. Tuy rằng nhìn như chỉ là một dây mây mà thôi, thế nhưng dưới lưu quang màu xanh này, uy thế khiến cho không gian vặn vẹo, vô cùng khủng bố, chấn động nhân tâm. Linh hồn mọi người bị uy áp, có cảm giác như khí thế ngút trời, tràn ngập thiên địa. Chủ đằng, đây là chủ đằng của thanh lôi huyền đằng. Tử Yên truyền âm, kích động nói với Lục Lâm Thiên. Sợ rằng khó đối phó. Lục Lâm Thiên sờ mũi, uy năng khủng bố này đang lan tràn. Chủ đằng thanh lôi huyền đằng này tuyệt đối không dễ đối phó. Siêu. Dây mây màu xanh cực lớn giống như một đầu điện long màu xanh đang ngẩng đầu đứng đó. Không biết vì sao thanh lôi huyền đằng vừa rồi còn điên cuồng đối phó với mọi người lúc này lại đứng đó. Giống như cảnh giác nhìn mọi người, cũng không có ý tứ công kích. Thân hình cuồn cuộn, thậm chí còn khiến cho mọi người có cảm giác nó đang muốn thối lui. Lúc này dưới uy năng khủng bố kia lại khiến cho mọi người cũng không dám chủ động ra tay trêu chọc nó. Dưới chủ đằng thanh lôi huyền rằng khủng bố, ánh mắt Gia Cát Tây Phong nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm gì đó. Lục Lâm Thiên nhìn chủ đằng thanh lôi huyền đằng, lại nhìn qua đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà. Một đạo trưởng ấn nóng bỏng bắn về phía trước, trưởng ấn xuyên thủng không gian, hung hăng đánh về phía thanh lôi huyền đằng. Thanh lôi huyền đằng khổng lồ có đường kính hơn 100 mét, muốn né tránh đạo trưởng ấn này tuyệt đối là điều khó có thể làm được. Trưởng ấn trong nháy mắt va chạm vào thanh lôi huyền đằng. Trưởng ấn xuyên thủng không gian, vô cùng nóng bỏng đột nhiên đánh vào trên người thanh lôi huyền đằng. Siêu! Dưới không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn vào. Chỉ thấy đạo trưởng ấn này trực tiếp đánh vào phía trên thanh lôi huyền đằng, thế nhưng chỉ khiến cho lưu quang màu xanh lắc lư một chút,
cũng không thể nào làm dung chuyển tới thanh lôi huyền đằng. Siêu! Cùng một lúc, thanh lôi huyền đằng mang theo uy năng khủng bố giống như sấm sét hung hăng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ quá nhanh, thanh lôi huyền đằng khổng lồ trực tiếp đánh về phía trước tựa như một khối thiên thạch màu xanh cực lớn. Mau lui lại! Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, lôi kéo Tử Yên nhanh lui lại. Mặc dù hắn chỉ đánh ra một kích thăm dò, thế nhưng cũng thật không ngờ lại không có cách nào dung chuyển thanh lôi huyền đằng kia. Phanh phanh! Cơ hồ là ngay lập tức thanh lôi huyền đằng khổng lồ đánh vào chỗ Lục Lâm Thiên vừa mới đứng. Dưới tiếng nổ mạnh, cả đạo thanh lôi huyền đằng khổng lồ giống như một thiên thạch màu xanh cực lớn từ phía trên rơi xuống. Cả ngọn núi khổng lồ trực tiếp run rẩy, trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Trong đó có một cái khe lớn tới 100 mét, giống như đột nhiên bổ ra một khe nứt hơn 100 mét trên đỉnh núi vậy. Đá vụn bắn tứ tung, cả ngọn núi lay động. Siêu! Công kích khủng bố như vậy, Lục Lâm Thiên kéo tay Tử Yên xuất hiện ở phía xa. Trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh đội hình Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông. Nhìn thấy cái khe lớn kia, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chủ đằng thanh lôi huyền đằng này không ngờ lại có uy lực mạnh như vậy. Lực lượng kinh khủng kia, Lục Lâm Thiên phỏng đoán nếu như mình chịu một kích của nó, sợ rằng cũng không khả quan. Siêu! Một kích không chung, thanh lôi huyền đằng giống như là có đôi mắt vô hình, lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Dường như đã bị Lục Lâm Thiên làm cho tức giận, thể tích cực lớn lần nữa phóng về phía Lục Lâm Thiên. Hỗn trướng! Thanh lôi huyền đằng khổng lồ đánh xuống lại khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông mắng to. Thanh lôi huyền đằng to như vậy đánh tới đương nhiên bọn họ cũng bị liên lụy, không thoát khỏi. Nhanh tránh đi. Chân khí, linh lực trên người các cường giả tuôn ra, thân hình nhanh chóng lui lại. Phanh. Thanh lôi huyền đằng cực lớn đánh xuống, giống như nộ long rít gào. Dường như Lục Lâm Thiên đã sớm có sự chuẩn bị, lôi kéo Tử Yên lần nữa trốn thoát. Chỉ là người của Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông lại không có may mắn như vậy. Cường giả có thể trốn. Cũng không thiếu người thiếu thực lực yếu kém căn bản không thể trốn thoát. Đành phải bố trí thủ đoạn phòng ngự. Phanh! Ngọn núi lay động, đá nứt vỡ, khe nứt lan tràn ra bốn phía. Kinh khí kinh khủng này khiến cho những người nằm trong tầm ảnh hưởng lập tức kêu lên thảm thiết. Siêu! Thân hình Lục Lâm Thiên Tử Yên tiếp tục xuất hiện ở trong đội hình Ba Sơn Môn. Thanh lôi huyền đằng kia dường như mang thù, hai lần không có cách nào đánh trúng Lục Lâm Thiên cho nên lần nữa đánh tới. Chủ đằng mang theo uy năng khủng bố lần lượt phóng tới. Phanh phanh. Dưới va chạm mạnh mẽ như vậy không gian bị phá hủy, ngọn núi run rẩy. Vết nứt đen kịt xuất hiện trong không gian. Siêu, siêu. Đám người Lan Lăng Sơn Trang đều nằm trong tầm ảnh hưởng của thanh lôi huyền đằng. Mấy cường giả tôn cấp bất đắc dĩ chống lại, chân khí, linh lực tuôn ra. Phanh phanh. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Gia Cát Tây Phong cùng với hai người có tu vi tôn cấp khác chống lại, chân khí, linh lực va chạm với thanh lôi huyền đằng. Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, công kích như thái sơn áp đảo của thanh lôi huyền đằng trong nháy mắt chút xuống. Công kích bực này thêm linh hồn áp chế khiến cho ba người Gia Cát Tây Phong biến sắc. Phốc phốc, cơ hồ là cùng lúc, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, đặc biệt còn có áp chế linh hồn đập vào thân hình ba người. Trong nháy mắt Gia Cát Tây Phong và hai cường giả tôn cấp hoàn toàn không có cách nào chống lại. Khải giáp trên người rạn nứt, miệng phun ra máu tươi. Phanh phanh. Kinh khí khủng bố như vậy khiến không gian rốt cuộc không thể thừa nhận năng lượng khủng bố như thế. Trên không gian bắt đầu vang vọng tiếng ầm ầm, thân hình ba người tựa như chim gãy cánh bắn ngược về phía sau. A hát. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mất đi người bảo vệ, đám người Lan Lăng Sơn Trang. Mấy trưởng lão vương cấp thực lực kém một chút đều bị lan tới, hồn anh không thể trốn thoát, trực tiếp bị đánh chết. Còn lại mấy người cũng hoảng hốt nhau hao trốn đi, thế nhưng cả đám bị ảnh hưởng của kình phong cho nên cũng phun ra máu tươi. Siêu! Cùng một thời gian thân hình hai người Tử Yên và Lục Lâm Thiên đã xuất hiện sau lưng Vạn Thú Tông. Thanh lôi huyền đằng khổng lồ kia như hình với bóng, lần nữa như sấm sét đánh tới. Hỗn trướng, đồ vô sỉ! Doãn Ngạc trực tiếp tức giận mắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên áo xanh này đang dựa vào công kích của thanh lôi huyền đằng mà đối phó với Vạn Thú Tông hắn. Nhìn thanh lôi huyền đằng đánh tới, mấy cường giả tôn cấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng trốn. Thế nhưng trong đội hình Vạn Thú Tông cũng không thiếu người có tu vi vương cấp.
Doãn Ngạc bất đắc dĩ vung tay áo lên, cũng chỉ có thể cùng với hai trưởng lão tôn cấp dùng kiếm ngăn cản Thanh Lôi Huyền Đằng. Phanh phanh phanh, Thanh Lôi Huyền Đằng đánh xuống, cùng với trưởng ấn, kiếm quang của đám người Doãn Ngạc va chạm. Không gian nổ tung, năng lượng khổng lồ đột nhiên khuếch tán, cả không gian tan thành từng mảnh nhỏ. Phốc phốc, kết cục của Vạn Thú Tông cũng không kém Lan Lăng Sơn Trang bao nhiêu. Doãn Ngạc cùng với hai tôn giả dùng kiếm cũng không có cách nào chống lại. Miệng phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Đệ tử trong môn hoảng hốt trốn, mấy trưởng lão vương cấp chết. Mấy tán tu chung quanh vô cùng kinh ngạc. Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông cũng run rẩy và kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Thanh Lôi Huyền Đằng kia lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Siêu! Trong không gian dưới khe hở ở lòng đất, khí tức khủng bố vô hình khuếch tán tới. Kiếm quang sắc bén, điện mang màu xanh bắn về phía trước mang theo không gian rung động, vặn vẹo. Gợn sóng trong không gian bắt đầu bị nghiền nát. Quay mắt nhìn về phía dây mây chằng chịt, vô tận, tăng thêm linh hồn áp chế khiến cho Lục Tâm Đồng có cảm giác bản thân mình càng ngày càng khó có thể chống đỡ. Tuy rằng lúc này nàng có thể chống đỡ, thế nhưng nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị mệt chết. Không thể cứ như vậy được. Sắc mặt Lục Tâm Đồng ngưng trọng, nghiến răng, bàn tay trắng như ngọc chỉ về phía ngàn vạn đạo kiếm quang che khuất bầu trời. Siêu siêu. Không gian rung rung, hơn vạn đạo kiếm quang mang theo quang mang chói mắt bắn ra. Kiếm quang xuyên thủng không gian, phá hủy một mảng lớn Thanh Lôi Huyền Đằng, rốt cuộc cũng tạo ra một kẽ hở trong ngàn vạn Thanh Lôi Huyền Đằng. Siêu. Cơ hội không thể bỏ qua, thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lập tức bắn ra. Xuyên qua Thanh Lôi Huyền Đằng màu xanh chằng chịt. Uy áp kinh người trên Đại La kiếm trận lan tràn, kiếm quang phá không khuếch tán, trong lúc mơ hồ có chút huyền ảo, thân hình cấp tốc tiến về phía trước. Cũng không biết đi bao xa, dưới Thanh Lôi Huyền Đằng chằng chịt Lục Tâm Đồng đã sớm mất đi cảm giác phương hướng. Tăng thêm lúc này có một cỗ uy áp linh hồn cường hãn, Lục Tâm Đồng thậm chí còn có chút hỗn loạn. Hồn linh khí phòng ngự của Độc Cô gia tộc lúc này dường như cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Trong vô số Thanh Lôi Huyền Đằng rậm rạp, chằng chịt, Lục Tâm Đồng đều phá tan, không biết phía trước là chỗ nào. Lục Tâm Đồng nhìn thấy một thạch động, thế nhưng có chút quỷ dị là bên cạnh thạch động này lại không có một dây mây nào. Chưa kịp suy nghĩ, Lục Tâm Đồng trực tiếp tiến vào bên trong, nàng không thể để đám dây mây quỷ dị này vây ở trong này được. Thân ảnh xinh đẹp tiến vào sơn động, áp lực trên người Lục Tâm Đồng lập tức giảm nhiều. Thế nhưng cảm giác áp bách trong đầu lại càng thêm kịch liệt. Cảm giác uy áp khiến cho linh hồn nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Trời! Nhìn trong sơn động, Lục Tâm Đồng nghẹn họng nhìn châm chối, da đầu run lên. Chỉ thấy trong sơn động này chính là một thế giới màu xanh. Sơn động này giống như lớn hơn vạn mét, trong sơn động có từng đạo điện mang màu xanh rũ xuống giống như thác nước. Tất cả chúng đều lớn bằng cánh tay, giống như đứa trẻ cũng có. Tất cả đều giống như cự long màu xanh đang ầm ầm rít gào. Ầm ầm, âm thanh trong sơn động vang dội không thôi, điện mang màu xanh chớp giật bốn phía sơn động, khí thế cuồng bạo ngút trời khiến cho da đầu Lục Tâm Đồng trực tiếp run lên. Mà trong sơn động này, bốn phía đều là lôi điện màu xanh chằng chịt, quay chung quanh một hồ năng lượng lớn chừng trăm mét. Trong cái hồ năng lượng này có một cái dây mây màu xanh lớn bằng cánh tay trẻ con lan tràn ra. Trực tiếp uốn lượn xoay quanh một đạo lôi đình màu xanh lớn bằng cánh tay trẻ con. Dây mây màu xanh này toàn thân là màu xanh lục, óng ánh mê người. Trên dây có lá xanh, cực kỳ mê người. Trên vực sâu, vô số kình khí cuồng bạo khuếch tán. Vừa rồi đám người Vạn Thú Tông cùng với Lan Lăng Sơn Trang bị ảnh hưởng tới cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên đã lần nữa chạy tới sau lưng đám người Hóa Vũ Tông. Luận tốc độ, Lục Lâm Thiên cũng có một ít tự ngạo. Tiểu tử, cút ngay cho bản tôn. Chỉ là Phong Vũ tôn giả này cũng không phải là đám người Doãn Ngạc, Gia Cát Tây Phong. Rõ ràng hắn đã nhìn thấy động cơ của Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc áo xanh này rõ ràng cố ý dẫn dắt Thanh Lôi Huyền Đằng tới Ba Sơn môn bọn họ. Phong Vũ tôn giả vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp đó chân khí thuộc tính thổ quanh thân tuôn ra, quang mang dưới bàn chân lóe lên. Thân ảnh phá không bắn ra. Trường bào trong tay mạnh mẽ vung lên. Một đạo trưởng ấn màu vàng mang theo âm thanh sắc bén hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên đang trốn tránh. Trước trưởng ấn, không gian nứt vỡ, nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Lâm Thiên. Uy thế kinh người tràn ngập thiên địa.
Phong Vũ Tôn giả này là Vũ giả tam hệ, sau khi đột phá Vũ Tôn cửu trọng, thực lực so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Lúc này ra tay cũng không lưu tình với Lục Lâm Thiên. Không ngờ Phong Vũ Tôn giả đã sớm có sự chuẩn bị, ánh mắt của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt này ngưng trọng. Một cỗ khí tức quỷ dị quanh thân lan tràn ra, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Đồng thời ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn nghênh tiếp. Trong sát na hai đạo trưởng ấn hung hăng va chạm vào một chỗ. Oanh! Hai đạo trưởng ấn khủng bố va chạm. Trong sát na hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian phía dưới trực tiếp bị nghiền nát, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Cả không trung hung hăng run rẩy, một cỗ kình khí kinh khủng hóa thành một cơn lốc hình tròn, đột nhiên khuếch tán. Dưới cỗ kình khí khủng bố này tất cả mọi người chung quanh đều bị đẩy lui, cực kỳ chật vật. Khục khục. Cùng một lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp lui lại, bàn chân lưu lại hai dấu chân sâu trên mặt đất, đá vụn bắn ra. Trong sơn động dưới lòng đất, Lục Tâm Đồng chăm chú nhìn vào dây mây màu xanh ở trong hồ nước bằng năng lượng. Siêu. Đột nhiên, dây mây màu xanh lại giống như độc xà, nhanh như thiểm điện mang theo điện mang bàng bạc trong nháy mắt xuyên thủng không gian, như sấm sét phóng về phía Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biến sắc, trong tay xuất hiện một đạo khói độc phá không trực tiếp va chạm với dây mây màu xanh này. Siêu. Đạo linh lực màu đen của Lục Tâm Đồng căn bản không thể nào ngăn cản dây mây màu sơ, thậm chí còn suy yếu, giống như trong lúc vô hình đã bị áp chế. Không xong. Trong lòng Lục Tâm Đồng hoảng hốt, lực lượng thời gian được thi triển, khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian. Thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lui lại, thế nhưng dây mây màu xanh kia lại giống như hình với bóng, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của Lục Tâm Đồng. Siêu siêu. Ngay trong nháy mắt này dây mây màu xanh quỷ dị này quấn quanh thân hình mềm mại của Lục Tâm Đồng. Vô số dây mây rậm rạp, chằng chịt trong nháy mắt quấn quanh toàn bộ thân hình Lục Tâm Đồng. Không tốt! Lục Tâm Đồng kinh hãi, thúc giục tử linh hồn năng giáp, khói độc phô thiên cái địa tràn ra. Thế nhưng cũng không thể thoát khỏi đám dây mây màu xanh này. Linh hồn trong đầu cũng bị áp chế khó có thể phản kháng. Dây mây này tựa như độc xà. Mà mũi nhọn của nó lóe lên điện mang màu xanh. Điện mang màu xanh lóe lên, trong nháy mắt bắn tới mi tâm của Lục Tâm Đồng. Nhìn từ xa, Lục Tâm Đồng giống như đang bị một đầu quái vật giống như dây mây thôn phệ. Phiền phức lớn. Lục Tâm Đồng kinh hãi, dây mây màu xanh quỷ dị này phóng vào trong đầu nàng. Dây mây quỷ dị xâm nhập, một đạo lục quang phóng vào trong óc Lục Tâm Đồng hóa thành một đạo thú ảnh cực lớn. Thú ảnh này giống như rồng mà không phải là rồng. Toàn thân màu xanh lục, điện mang quanh quẩn. Thú ảnh này xuất hiện trong đầu Lục Tâm Đồng, lập tức nàng cảm nhận được uy áp tuyệt đối. Ngao! Thú ảnh rít gào, sau đó lao thẳng về phía hồn anh của Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Cái miệng dữ tợn mở ra, mục tiêu chính là hồn anh của Lục Tâm Đồng. Ầm ầm! Trong không gian trong đầu, Lục Tâm Đồng lập tức thúc dụng hồn linh khí hình cung điện tử thủ hồn anh. Phanh phanh! Đầu thú ảnh màu xanh hung hăng va chạm, cái đuôi lớn co lại, hồn linh khí phòng ngự trực tiếp bị đánh bay. Phốc phốc, Lục Tâm Đồng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Đánh bay hồn linh khí, thú ảnh giống rồng này lập tức phóng tới hồn anh của Lục Tâm Đồng. Một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc buông xuống, mất đi hồn linh khí phòng ngự, Lục Tâm Đồng khó có thể chống lại linh hồn áp bách cực lớn này. Hồn anh không thể nhúc nhích. Ngao. Thú ảnh giống rồng này rít gào một tiếng, mở cái miệng dữ tợn ra. Lập tức đem hồn anh đang không cách nào nhúc nhích của Lục Tâm Đồng thôn vệ vào trong miệng. Siêu. Trong chớp mắt, trong mắt Lục Tâm Đồng hiện lên vẻ uể oải, tuyệt vọng. Hồn anh bị cắn nuốt, hai con mắt vô lực nhắm lại. Trên vực sâu, Lục Lâm Thiên bị Phong Vũ Tôn giả đẩy lui, cánh tay run lên. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngớt, cố gắng nuốt xuống ngụm máu tươi trực trào ra. Trong lòng cũng kinh ngạc, Phong Vũ Tôn giả này đúng thật là không dễ chọc. Ồ, một trưởng đẩy lui Lục Lâm Thiên, thế nhưng trong lòng Phong Vũ Tôn giả so với Lục Lâm Thiên còn khiếp sợ hơn nhiều. Vừa rồi hắn cũng không coi tên tán tu này vào trong mắt. Tối đa tên này chỉ có tốc độ nhanh một chút mà thôi, dường như cũng không phải là vũ giả đơn hệ. Vốn hắn muốn một chiêu giải quyết người này, nhưng thật không ngờ thanh niên mặc áo xanh này lại chống lại một trưởng của hắn. Mà nhìn qua còn không có vấn đề quá lớn. Đây chính là điều khiến cho Phong Vũ Tôn giả kinh ngạc.
tuy rằng vừa rồi hắn cũng không toàn lực ra tay, thế nhưng dưới một trưởng kia, Vũ Tôn Bát Trọng cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Siêu! Trên vực sâu, dây mây khổng lồ vừa rồi còn như tức giận ngập trời lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì mà không tiếp tục công kích Lục Lâm Thiên. Chỉ giống như cự long ngẩng đầu, cảnh giác, không nhúc nhích. Khí tức bàng bạc lặng lẽ tràn ngập vào thân hình mọi người. Người này rất mạnh. Mắt nhìn thanh niên áo xanh chống lại một cường giả khủng bố như Phong Vũ Tôn giả, mà lại không bị thương. Đám người Nhật Sát Các, còn có mấy tan tu cùng với người của Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Thực lực của Phong Vũ Tôn giả sợ rằng không ai không biết, thế nhưng cũng không ai ngờ tới thực lực của thanh niên áo xanh kia lại mạnh như vậy. Khó trách dám ra tay với Hóa Vũ Tông. Phong Vũ trưởng lão, chính là người này đánh chết hai vị trưởng lão Hỏa Chân, Địa Chân. Còn xuất thủ với Công Tôn Xuân Thu. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh của Công Tôn Hóa Nhai vang lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này có Phong Vũ Tôn giả, thù này đương nhiên phải báo, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Nghe vậy ánh mắt Phong Vũ Tôn giả biến đổi, hàn ý từ trong ai mắt bắn ra, nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, thì ra là ngươi. Dám động vào người của Hóa Vũ Tông ta, ngươi chết chắc rồi. Âm thanh giận dữ như sấm rền vang vọng trong không gian. Phong Vũ Tôn giả triệt để giận dữ, sát ý không chút che giấu trực tiếp tập trung lên người Lục Lâm Thiên. Thù này đương nhiên không thể không báo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt, đánh chết mấy người của Hóa Vũ Tông hắn đã nghĩ tới Phong Vũ Tôn giả này rồi. Một Phong Vũ Tôn giả, Lục Lâm Thiên biết rõ người này không dễ chọc. Thế nhưng cũng không phải là không thể trêu vào. Liếc mắt nhìn Phong Vũ Tôn giả, âm thanh khàn khàn vang lên. Người của Hóa Vũ Tông trêu vào ta, đó mới là đáng chết. Ha ha! Phong Vũ Tôn giả giận quá hóa cười, hàn ý ngập trời, tiếng cười đột nhiên chấm dứt, miệng quát. Vậy bây giờ ngươi trêu vào người Hóa Vũ Tông ta, cũng phải chết. Lúc này ngay cả Thanh Lôi Huyền Đằng Phong Vũ Tôn giả cũng lười quản. Dù sao thực lực của đám người ở đây hắn cũng không đặt vào trong mắt. Đánh chết kẻ này rồi đi đoạt Thanh Lôi Huyền Đằng cũng không muộn. Tiếng quát vừa dứt, sát ý trong hai mắt Phong Vũ Tôn giả lan tràn ra. Bàn chân điểm mặt đất, lăng không lao về phía Lục Lâm Thiên mang theo một cỗ năng lượng đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Phóng thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Siêu! Thân hình Phong Vũ Tôn giả lập tức đi tới trước người Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Đối mặt với Phong Vũ Tôn giả, tự nhiên Lục Lâm Thiên không thể khinh thường. Phong Vũ Tôn giả này tuy rằng mới đột phá Vũ Tôn cửu trọng không lâu. Còn không lâu bằng lão đại lệ quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ. Thế nhưng thực lực so với lệ quỷ tuyệt đối mạnh hơn không ít. Khí tức bàng bạc trên người Phong Vũ Tôn giả lan tràn ra, Lục Lâm Thiên bước ra một bước. Nhưng gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, làm thân hình nhanh chóng lui lại. Muốn trốn sao, không thoát đâu. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lui lại, Phong Vũ Tôn giả cho rằng Lục Lâm Thiên muốn chạy trốn, âm thanh tràn ngập sự hung bạo quát. Giờ phút này hận ý của hắn đối với thanh niên áo xanh trước mắt cơ hồ đã tới mức ngập trời. Nào chịu để cho Lục Lâm Thiên thối lui. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo quyền ấn trong tay Phong Vũ Tôn giả phá không bắn ra. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian, quang mang đại thịnh, hung hăng nện xuống Lục Lâm Thiên. Mắt thấy Phong Vũ Tôn giả mạnh mẽ ra tay, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng không biến hóa chút nào. Quang mang lóe lên, gợn sóng trước người trong lúc vô hình bị đồng hóa. Thân hình hắn run lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng quỷ dị. Phanh. Đạo quyền ấn này của Phong Vũ Tôn giả hung hăng nện xuống nơi Lục Lâm Thiên vừa mới đạp chân. Một quyền nện xuống cả ngọn núi khổng lồ giờ phút này chấn động kịch liệt. Nơi quyền ấn đánh xuống xuất hiện một khe nứt cực lớn, vết nứt lan tràn ra chung quanh, kéo dài tới vực sâu. Đá vụn bắn tứ tung, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Thật mạnh. Thực lực như vậy khiến cho vô số ánh mắt kinh hãi, đám người Hóa Vũ Tông thì nhìn Lục Lâm Thiên rồi cười lạnh. Phong Vũ trưởng lão đã ra tay thì thanh niên áo xanh kia nhất định sẽ chết. Hừ! Phong Vũ Tôn giả tràn ngập tin tưởng với một quyền của mình, thế nhưng không ngờ một kích lại thất bại. Hắn nhíu mày, sắc mặt khó coi, tâm thần dò xét, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên lao thẳng sang bên cạnh. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới hiện lên, Phong Vũ Tôn giả đã lần nữa lao tới. Trong tay lại đánh ra một đạo quyền ấn hung hăng đập tới. Dưới quyền ấn, không gian nứt vỡ từng khúc,
không gian chắc quanh lập tức vặn vẹo. Hừ, Lục Lâm Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trên nhẫn chữ vật đột nhiên có bốn đạo lưu quang đỏ thẫm xuất hiện. Bốn đạo lưu quang xuất hiện hóa thành bốn đạo thân ảnh đỏ thẫm, chính là bốn đầu hung khôi của Lục Lâm Thiên. Bốn đầu hung khôi này toàn thân đều là màu đỏ, bí văn quanh thân quanh quẩn. Dáng người tục tằn, cao ngất, bốn đầu khôi lỗi này xuất hiện, hai mắt trống rỗng mở ra, toàn thân trong nháy mắt này tràn ngập một cỗ sát khí ngập trời. Siêu! Một đầu hung khôi trong đó đột nhiên nhảy ra, hai tay huy động, quang mang quanh thân đại thịnh, dẫn tới năng lượng bàng bạc. Một đạo chảo ấn xé rách không gian đem theo vết nứt đen kịt trong không gian đột nhiên đánh về phía đạo quyền ấn của Phong Vũ Tôn giả. Phanh! Một chảo một quyền va chạm, âm thanh trầm thấp vang vọng. Nơi hai đạo năng lượng va chạm, không gian xuất hiện quang mang đen kịt, trong nháy mắt kình khí cường hãn khuếch tán ra toàn bộ không trung. Siêu! Dưới một quyền này một đầu khôi lỗi trực tiếp bị đẩy lùi. Ầm ầm! Cùng một lúc, ba đầu hung khôi còn lại lập tức tiến lên, sát khí ngập trời. Lúc này hóa thành ba đạo khí tức vô hình, trong nháy mắt bắn ra. Khí tức ba đầu hung khôi này vô cùng sắc bén, hung hãn khiến cho cả không trung không có ánh sáng lúc này cũng phải lờ mờ đi. Ba đầu hung khôi hóa chảo thành quyền, ba đạo quyền ấn lập tức đánh về phía Phong Vũ Tôn giả. Uy thế kinh người kia trực tiếp đánh vỡ không gian trước mặt. Khôi lỗi bát giai hậu kỳ. Sau khi giao thủ Phong Vũ Tôn giả mới biến sắc, công kích của ba đầu khôi lỗi bắn tới, thân hình hắn lui lại, thủ ấn biến hóa. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ, nhanh như thiểm điện hóa thành ba đạo quyền ấn nghênh đón công kích. Ầm ầm ầm. Sáu đạo quyền ấn va chạm, âm thanh kinh thiên vang vọng trên không trung. Từng vòng kình phong đáng sợ lấy nơi quyền ấn va chạm làm trung tâm giống như một cơn lốc khuếch tán về bốn phía. Khiến cho đám người chung quanh lần nữa bị đẩy lui, vô cùng chật vật. Trong cơn lốc kình khí cuồng bạo, ba đầu hung khôi cũng bị đẩy lui. Khục. Cùng lúc đó sắc mặt Phong Vũ Tôn giả ngưng trọng, thân hình lảo đảo lui lại một bước mới đứng vững thân hình. Khí tức toàn thân hỗn loạn một chút, ngạnh kháng cùng với mấy đầu khôi lỗi kia khiến cho cánh tay hắn cảm thấy tê dại, sắc mặt trở nên khó coi hơn rất nhiều. Đám khôi lỗi này không ngờ lại cường hãn như vậy. Siêu siêu. Tâm thần khẽ động, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười nhạt. Bốn đầu hung khôi chỉnh tề đứng trước người hắn, khí tức sát phạt tràn ra, khí thế khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bốn đầu khôi lỗi bát giai hậu kỳ A. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn vào, ánh mắt kinh ngạc. Có thể ngạnh kháng cùng với Phong Vũ Tôn giả đương nhiên chỉ có khôi lỗi bát cấp hậu kỳ. Nhìn khí tức trên bốn đầu khôi lỗi này, dường như còn không phải là khôi lỗi bình thường. Trên người tiểu tử này còn có vật khủng bố như vậy sao? Trong mắt đám người Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang phức tạp. Bên trong ánh mắt phức tạp là vẻ tham lam. Khôi lỗi này không phải là vật bình thường, lại nói luyện chế ra một đầu khôi lỗi có đẳng cấp như vậy so với bồi dưỡng một cường giả ngang cấp tuy rằng không tốn nhiều thời gian như vậy. Thế nhưng độ khó cùng với tâm huyền đều như nhau. Đối với Lục Lâm Thiên, người Ba Sơn Môn đều thống hận không thôi. Thế nhưng thống hận thì thống hận, cũng không dám làm thế nào. Sắc mặt Phong Vũ Tôn giả vô cùng khó coi, bốn đầu khôi lỗi này khó đối phó, cơ mặt hắn co rúm lại. Trong lòng giận dữ như nổ tung, hắn thật không ngờ trên người thanh niên áo xanh này lại có bốn đầu khôi lỗi bát cấp hậu kỳ đáng sợ như vậy. Rốt cuộc người này có địa vị gì, còn có loại bảo vật như khôi lỗi bát cấp hậu kỳ. Cường giả Nhật Sát Các nhìn nhau, âm thầm suy đoán. Dùng thực lực của thanh niên áo xanh này cũng không sợ Hóa Vũ Tông chút nào cho nên tuyệt đối không phải là người bình thường. Thế nhưng bọn họ cũng không biết người này tới từ thế lực phương nào. Sao lại không động thủ? Tiếp tục đi. Mắt thấy sắc mặt Phong Vũ Tôn giả vô cùng khó coi, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Bốn đầu hung khôi cũng đủ để làm cho Phong Vũ Tôn giả luống cuống tay chân. Toàn bộ thực lực của hắn hiện tại còn chưa phải lúc bày ra. Mộ Tê khi bày ra chính là lúc hắn giết chết, mà bây giờ còn có Thanh Lôi Huyền Đằng kia ở một bên tùy thời hành động cho nên Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn cảm thấy Thanh Lôi Huyền Đằng này so với Phong Vũ Tôn giả dường như còn khó đối phó hơn một chút. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng có bốn đầu khôi lỗi này thì ngươi có thể đào thoát sao? Sắc mặt Phong Vũ Tôn giả khó coi, ngoài miệng nói vậy thế nhưng trong lòng tuyệt đối ngưng trọng. Vậy cứ thử xem, ta không vội,
Bất quá ta cam đoan trước khi ta chết Hóa Vũ Tông cũng không còn một kẻ nào sống sót. Về phần cuối cùng ta có thể chết hay không đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Công Tôn Hóa Nhai còn có hơn chục người có tu vi vương cấp kia. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không cần kiêng kỵ Phong Vũ Tôn giả này nữa. Đương nhiên nếu nói trong lòng Lục Lâm Thiên chính thức không quan tâm tới Phong Vũ Tôn giả này là nói điêu. Nếu ép Phong Vũ Tôn giả này quá, hậu quả tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ nói tới hồn anh tự bạo, nếu như ép Phong Vũ Tôn giả này quá, một khi hồn anh tự bạo, hậu quả ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không muốn đỡ upsilon.ng vào. Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? Sắc mặt Phong Vũ Tôn giả khó coi. Đối phương đã trần trụi uy hiếp hắn. Đối phương có bốn đầu khôi lỗi ngăn cản hắn, sau đó lại ra tay với những người còn lại của Hóa Vũ Tông thì quả thực chính là tàn sát. Nói không sợ uy hiếp là giả, giờ phút này Phong Vũ Tôn giả tuyệt đối sợ cái uy hiếp này. Không tin thì ngươi cứ thử xem. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn chủ đằng thanh lôi huyền đằng trên không trung, nói. Ta cảm thấy trước tiên nên đối phó với thanh lôi huyền đằng trước a. Hừ. Sắc mặt Phong Vũ Tôn giả âm trầm, có bốn đầu khôi lỗi trấn nhiếp lúc này hắn mới nghĩ tới trước mắt còn có thanh lôi huyền đằng kinh khủng kia. Trước tiên đạt được thanh lôi huyền đằng này mới là quan trọng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thanh lôi huyền đằng. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào Lục Lâm Thiên và Phong Vũ Tôn giả, có lẽ bởi vì Lục Lâm Thiên nhắc nhở cho nên lúc này bọn họ mới nhớ tới, thứ bọn họ nên chú ý là thanh lôi huyền đằng mới đúng. Tử Yên cô nương, phải làm thế nào mới thu được thanh lôi huyền đằng? Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Tử Yên, thanh lôi huyền đằng ở trước người, thế nhưng hắn lại không biết cách thu nó vào trong túi. Tử Yên chậm rãi nói, ghi chép về thanh lôi huyền đằng ta cũng không gặp nhiều. Cơ hồ đều có hạn, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Tử Yên suy nghĩ những gì mà mình biết mà không nói. Bởi vì bảo vật như thanh lôi huyền đằng quá mức chân quý, thiên địa các cũng quan tâm. Do dự một chút, trong mắt hiện lên thần thái khác thường, nàng truyền âm nói. Cũng được, nói cho ngươi biết vậy. Đồn rằng muốn đạt được thanh lôi huyền đằng, đặc biệt là thanh lôi huyền đằng có linh trí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có luyện hóa linh căn của thanh lôi huyền đằng thì mới chính thức thu được thanh lôi huyền đằng. Cái gì là linh căn của thanh lôi huyền đằng? Lục Lâm Thiên nói. Sau khi thanh lôi huyền đằng có linh trí thì rễ của nó sẽ trở thành linh căn. Tương đương với hồn anh của linh giả. Chỉ có luyện hóa linh căn của nó thì mới chính thức thu được thanh lôi huyền đằng. Thanh lôi huyền đằng này đã có linh trí, sợ rằng cũng biết thủ hộ linh căn của mình. Thế nhưng linh căn cũng không rời khỏi chủ đằng. Ta đoán có lẽ ở phía dưới chủ đằng này chính là linh căn của nó. Tử Yên truyền âm nói, dù sao đã nói ra cho nên nàng không giấu giếm. Không biết vì sao trong lòng nàng ở trước mặt nam tử này lại không thể giấu giếm được cái gì. Trong lúc mơ hồ khiến cho trong lòng nàng cảm thấy bất an. Luyện hóa linh căn mới có tác dụng sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, bảo vật như thanh lôi huyền đằng quả thật không thể bỏ qua. Trong động sâu dưới lòng đất, Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi im, khí tức suy yếu gần tới tử vong. Tử linh hồn năng giáp ảm đạm, dây mây xanh biếc toàn thân vẫn cuốn quanh trên người Lục Tâm Đồng. Mũi nhọn sắc bén liên tiếp cắm vào trong mi tâm của nàng. Trong đầu, hồn anh của Lục Tâm Đồng trực tiếp bị thú ảnh như rồng thôn vệ vào trong miệng. Lục Tâm Đồng chỉ cảm thấy bản thân mình đang ở trong một không gian hư vô màu xanh. Trong không gian màu xanh này khắp nơi đều là hư vô. Khắp nơi đều là dây mây quỷ dị mà chằng chịt, dây mây nhỏ giống như sợi tóc, đang cuốn quanh hồn anh của nàng. Một cỗ lực lượng ngập trời đang cắn nuốt hồn anh của nàng. Dưới linh hồn uy áp Lục Tâm Đồng căn bản không có cách nào ngăn cản. Những dây mây này dường như muốn cắn nuốt sạch sẽ hồn anh của nàng, coi hồn anh của nàng là thuốc bổ. Hừ, ta sẽ khiến cho đầu quái vật nhà ngươi không sống khá giả gì. Trong ý thức cuối cùng của hồn anh, trong lòng Lục Tâm Đồng trầm xuống. Độc khí phô thiên cái địa khuếch tán. Hồn anh nàng đã sớm tu luyện thành thiên độc hồn anh, cho nên hồn độc khủng bố lập tức lan tràn ra. Siêu siêu. Không biết vì sao dây mây này dường như không thích hồn độc, lập tức có chút bài xích. Ngao. Trong đầu Lục Tâm Đồng, thú ảnh giống rồng mà không phải là rồng kia rít gào. Hư ảnh màu xanh bắt đầu xuất hiện khói đen nhàn nhạt. Dây mây này không thích hồn độc, trong nháy mắt này Lục Tâm Đồng cũng thanh tỉnh hơn một chút.
hồn độc phô thiên cái địa càng khuếch tán ra. Đây chính là đường sống của nàng, bất cứ một cơ hội nào Lục Tâm Đồng cũng không bỏ qua. Ầm ầm. Trên vực sâu, thanh lôi huyền đằng khổng lồ kia không biết tại sao lại run lên mang theo điện mang màu xanh bốn phía đánh văng mây mù. Cẩn thận! Thanh lôi huyền đằng run lên dọa cho không ít người sợ hãi. Tử Yên cô nương, nàng cẩn thận một chút, ta đi tìm linh căn của nó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua không trung, cướp đoạt thanh lôi huyền đằng này hiện tại cũng chỉ có một mình Phong Vũ Tôn giả là có uy hiếp với hắn. Cho nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Siêu! Dứt lời, quang mang màu trắng dưới chân Lục Lâm Thiên lóe lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thân hình lao thẳng xuống vực sâu. Thanh lôi huyền đằng này từ trong thâm uyên kéo dài ra, sợ rằng linh căn cũng ở dưới vực sâu. Cảm nhận Lục Lâm Thiên tiếp cận, thanh lôi huyền đằng khổng lồ nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Lúc này thân ảnh bốn đầu hung khôi đột nhiên xuất hiện mang theo một cỗ kình phong nóng bỏng. Bốn đạo chảo ấn ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía thanh lôi huyền đằng. Hừ, muốn đoạt thanh lôi huyền đằng sao? Nằm mơ! Phong Vũ Tôn giả cho rằng Lục Lâm Thiên muốn cưỡng ép thu lấy thanh lôi huyền đằng cho nên đâu chịu để cho thanh lôi huyền đằng vào trong tay người khác. Hắn biến sắc, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình lập tức lao về phía trước. Ken két! Bốn đầu hung khôi va chạm với thanh lôi huyền đằng. Bốn đạo chảo ấn đỏ thẫm xé rách không gian mang trực tiếp xé rách một mảng lớn điện mang màu xanh. Chỉ là cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với thanh lôi huyền đằng. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia hung khôi còn bị đẩy lui. Siêu siêu! Đẩy lui bốn đầu hung khôi, thanh lôi huyền đằng khổng lồ lập tức bắn về phía Phong Vũ Tôn giả. Phá! Một tiếng quát nhẹ vang lên, chân khí phô thiên cái địa trong cơ thể Phong Vũ Tôn giả phô thiên cái địa tuôn ra. Một đạo quyền ấn cực lớn được ngưng tụ, kình phong sắc bén khiến cho không gian xuất hiện vô số vết nứt đen kịt. Phanh! Một quyền hung hăng nện vào phía trên thanh lôi huyền đằng, cùng với thanh lôi huyền đằng trùng trùng điệp điệp va chạm vào một chỗ. Lực lượng va chạm không gian chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số khe nứt, lập tức bị nghiền nát thành vô số mảnh vỡ. Đi! Cùng một lúc một đạo quyền ấn trong tay Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đánh ra. Lục Lâm Thiên không ngại cùng với Phong Vũ Tôn giả đối phó với thanh lôi huyền đằng. Một người đối phó với thanh lôi huyền đằng này quả thực khó có thể chịu nổi. Tiêu hao thanh lôi huyền đằng càng nhiều đến lúc đó luyện hóa linh căn của nó cũng dễ hơn một chút. Phanh! Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, quang mang chút xuống, không gian run rẩy. Phanh! Hai người đồng thời đánh ra một kích, lực lượng ngập trời chút xuống, thanh lôi huyền đằng khổng lồ này cũng trực tiếp bị đẩy lui, đánh văng một đám sương mù. Hung hăng đập vào một lục địa đang lơ lửng trên không trung. Ầm ầm! Dưới cỗ lực lượng cực lớn, thanh lôi huyền đằng bị đẩy lui về phía sau. Khối lục địa lo lửng kia trong sát na chia năm xẻ bảy, lung lay rồi hóa thành mảnh vỡ. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Vô số ánh mắt nghẹn khuất, chiến đấu như vậy bọn họ cũng không dám tiến tới quá gần. Xì xì! Thanh lôi huyền đằng khổng lồ bị đẩy lui, thân hình cực lớn bị đẩy lui, dường như dần dần phai nhạt. Điện mang trên thể tích lớn đại thịnh, cả vực sâu trong nháy mắt gió nổi mây phun, lôi vân đại thịnh, cả ngọn núi khổng lồ cùng với mây mù xa xa đều xuất hiện điện mang màu xanh. Mây mù bao phủ, trong nháy mắt thanh lôi huyền đằng biến mất không thấy gì nữa, giống như đột nhiên biến mất. Ngay cả một chút dấu vết cũng bị mây mù che đậy. Chỉ có điện mang kinh khủng chấn động nhân tâm là còn ở trên không trung mà thôi. Ngao! Thanh lôi huyền đằng khổng lồ vừa mới bị mây mù bao phủ thì trong mây mù truyền đến một tiếng gầm gừ cực lớn, giống như rồng ngâm, hổ gầm. Âm thanh rít gào xuyên thấu không gian, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Lục Lâm Thiên ra sợ rằng dưới âm thanh này cũng bị uy áp linh hồn. Người thực lực thấp một chút lập tức khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi tiếng gầm vừa mới dứt trong mây mù đột nhiên có một đầu dị thú khổng lồ lao ra. Hư ảnh dị thú này giống rồng mà không phải là rồng. Toàn thân màu xanh lục, vừa giống thật thể lại giống như hư ảnh. Thể tích chừng vạn mét, so với thanh long hoàng tộc bát giai còn khổng lồ hơn nhiều. Toàn thân có điện mang màu xanh quanh quẩn. Dị thú này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức cả không gian này vô cùng áp lực. Không gian chung quanh đầu dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia sụp đổ. Lộ ra vết nứt đen kịt mấy chục thước trong không gian. Quang mang màu đen từ bên trong lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người lạnh lẽo. Trời!
nhìn thân ảnh dị thú khổng lồ này tất cả mọi người biến sắc, quả thực khiến cho mọi người vô cùng kinh sợ. Uy áp thật mạnh. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, uy áp trên người dị thú này tuy rằng Lục Lâm Thiên có kim đao màu vàng, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được cỗ uy áp khủng bố này. Các ngươi đều phải chết. Trong miệng hư ảnh dị thú vang lên tiếng nhân loại khô khốc. Thân hình khổng lồ vặn vẹo, bầu trời thâm uyên lúc này chấn động. Thân hình khổng lồ lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên và Phong Vũ Tôn giả giống như một đạo lưu quang màu xanh chói mắt bắn về phía trước mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, phá hủy không gian. Thanh Lôi Huyền Đằng thật khủng khiếp, lần này vận khí không tệ. Phong Vũ Tôn giả mỉm cười, giống như Thanh Lôi Huyền Đằng này đã là vật trong túi hắn vậy. Trong khoảnh khắc một đạo quyền ấn lập tức hội tụ, quyền ấn hóa thành một đạo quang mang đỏ thẫm mà mơ hồ ẩn chứa năng lượng đáng sợ cuồng bạo như tia chớp bắn ra. Một quyền này được đánh ra, năng lượng thuộc tính hỏa bàng bàng giống như thiêu đốt cả không gian run rẩy. Đi! Lục Lâm Thiên cũng có ý định như vậy, ánh mắt run lên, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Cũng trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn, cùng một lúc bốn đầu hung khôi cũng không nhàn rỗi, ầm ầm xé rách không gian đánh tới. Công kích như vậy dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Trong gợn sóng vang vọng tiếng xé gió. Lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đập vào thân hình dị thú kia. Ầm ầm, lực lượng khủng bố như vậy khiến cho cả thiên địa run rẩy kịch liệt. Kinh khí khủng bố chấn động, trực tiếp xé rách không gian tạo ra từng vết nứt trong không gian, quang mang màu đen hiện lên. Khục khục, kinh phong đáng sợ hóa thành một cơn lốc khuếch tán, Lục Lâm Thiên và bốn đầu hung khôi lập tức bị đẩy lui. Mà Phong Vũ Tôn giả dường như cũng không chịu nổi, thân hình rút lui. Trên phương diện thực lực bình thường thì Phong Vũ Tôn giả mạnh hơn Lục Lâm Thiên. Chỉ là hiện tại Lục Lâm Thiên không bị uy áp linh hồn làm ảnh hưởng, hắn thì trong lúc vô hình lại bị áp chế, cho nên lúc này kết cục không quá tốt. Ngao! Dị thú khổng lồ gào thét, Lục Lâm Thiên, Phong Vũ Tôn giả cùng với bốn đầu hung khôi liên thủ đánh ra một kích dường như nó cũng không chịu nổi, thân hình có chút suy yếu. Thân hình khổng lồ trực tiếp bị đẩy lui, cái đuôi lớn cuồn cuộn, ở phía xa. Một tòa lục địa lơ lửng trong mây mù giống như tiên cảnh lại bị phá hủy. Siêu. Dưới vực sâu, thiên độc hồn anh của Lục Tâm Đồng không ngừng tản ra hồn độc phô thiên cái địa. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể ăn mòn đám dây mây chằng chịt này. Trong giây lát những dây mây này run lên, giống như bị chấn động cực lớn. Nhờ cơ hội này, hồn độc của Lục Tâm Đồng cũng phô thiên cái địa tràn ra. Thực lực thật mạnh. Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Thực lực của hư ảnh dị thú này so với linh tôn cửu trọng bình thường còn mạnh hơn. Thanh Lôi Huyền Đằng quỷ dị như vậy quả thực đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên gặp phải. Uy năng khủng bố, trực tiếp có thể so sánh với thần khí. Phong Vũ Tôn giả, chúng ta hợp tác, liên thủ đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng này trước. Về phần ai đạt được Thanh Lôi Huyền Đằng này thì phải dựa vào bổn sự của chính mình, người cảm thấy ra sao? Lục Lâm Thiên nhìn Phong Vũ Tôn giả cách đó không xa nói. Lục Lâm Thiên cũng không muốn một mình đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng này. Phong Vũ Tôn giả nhìn hư ảnh dị thú cực lớn, thực lực của Thanh Lôi Huyền Đằng này hắn đã thử qua, đương nhiên không muốn một mình đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng, đến lúc đó để tiểu tử này làm ngư ông đắc lợi. Ánh mắt hắn trầm xuống, nói. Thành giao, thú ảnh này hẳn là do Thanh Lôi Huyền Đằng biến thành. Nếu không giải quyết thứ này, ai cũng đừng mong có được Thanh Lôi Huyền Đằng. Phong Vũ Tôn giả. Vậy thì ngươi cũng đừng giữ lại nữa a. Ngay cả khôi lỗi ta cũng lấy ra rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Ngao. Thú ảnh khổng lồ lần nữa lao thẳng tới, uy thế kinh người tràn ngập khiến cho mọi người ở phía xa bị áp bách, chân khí, linh lực trên người bị đình trệ. Gia Cát Tây Phong vốn còn định tìm kiếm linh căn, thế nhưng hiện tại miệng đầy máu tươi. Dưới uy áp khủng bố kia thân hình hắn cơ hồ khó có thể nhúc nhích, đâu còn có thể đi tìm kiếm linh căn. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ ngưng trọng, đau lòng không thôi. Nhìn hư ảnh dị thú giống rồng mà không phải là rồng lần nữa lao tới, Phong Vũ Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, dường như Lục Lâm Thiên không động thủ thì hắn cũng không muốn động thủ. Kháo! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, cũng không thèm để ý nữa. Tâm thần khẽ động, bốn đầu hung khôi lần nữa đánh ra. Bốn đạo quyền ấn giống như gợn sóng đánh về phía trước. Nhìn Lục Lâm Thiên thúc giục bốn đầu khôi lỗi. Thân hình Phong Vũ Tôn giả trong nháy mắt tiến lên, khi thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa đã tới trước hư ảnh dị thú. Thủ ấn biến hóa, từng đạo thủ ấn biến hóa,
thủ ấn biến hóa, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen kịt. Phanh phanh, dưới một kích của bốn đầu hung khôi, không gian xuất hiện từng vết nứt đen kịt. Một mảng lớn mây mù bị đánh nát. Vô số dây mây chằng chịt, nhỏ trong không gian lần nữa run lên. Trên thiên độc hồn anh của Lục Tâm Đồng lần nữa tràn ra không ít hồn độc. Ngao, dị thú rít gào, sau khi đánh bay bốn đầu hung khôi, thân hình cũng theo đó dừng lại. Dưới công kích của bốn đầu hung khôi, rõ ràng nó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, thân hình ảm đạm hơn một chút. Phần không ấn. Phong Vũ Tôn giả hét lớn một tiếng, cùng lúc ở trong khe nứt không gian trước mặt Phong Vũ Tôn giả có một đạo thủ ấn bằng hỏa diễm cực lớn hung hăng đánh về phía trước. Thủ ấn khổng lồ bằng hỏa diễm xuất hiện giống như mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Cả không gian lập tức đỏ thẫm, biển mây trên không trung thâm uyên cũng bị nhuộm đỏ. Thủ ấn bằng hỏa diễm khổng lồ mang theo khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt đánh vào trên người dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia. Phanh phanh. Tiếp đó không gian chung quanh thủ ấn bằng hỏa diễm lập tức bạo liệt, không gian bạo liệt, thân ảnh dị thú cũng bị đẩy lui. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân ảnh Phong Vũ Tôn giả lập tức bị đẩy lui về phía sau, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Đầu dị thú giống rồng mà không phải là rồng này vô cùng khủng ố, hoàn toàn không thua kém. Uy lực thật khủng khiếp. Công kích khủng bố như vậy khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, thán phục không thôi. Phong Vũ Tôn giả không hổ là Vũ Tôn cửu trọng, thực lực cũng quá kinh khủng. Trong không gian chằng chịt dây mây màu xanh lần nữa lại run lên, hồn độc của Lục Tâm Đồng chút xuống lần nữa. Thời điểm này thân hình Lục Tâm Đồng bị khống chế thế nhưng trong hồn anh cuối cùng cũng khôi phục được một ít thanh tỉnh. Biết rõ mình cũng không có cơ hội chạy trốn nào, tuy rằng không biết tại sao nàng lại ở trong không gian quỷ dị này, thế nhưng sức chống cự của vật quỷ dị này càng ngày càng yếu bớt, đây cũng chính là cơ hội tốt nhất cho nàng. Thời không lao ngục. Trên vực sâu, Phong Vũ Tôn giả bị đẩy lui, Lục Lâm Thiên lập tức ra tay, thân ảnh lao thẳng tới đầu dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia. Thời không lao ngục thuộc tính thổ đồng thời lan tràn ra. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ xuất hiện lực trói buộc cực lớn ngăn cản thân hình dị thú khổng lồ kia. Ô ô! Cùng lúc bốn đầu hung khôi dưới sự chỉ huy của Lục Lâm Thiên nhanh chóng đánh ra bốn đạo chảo ấn xé rách không gian, giống như gợn sóng xuyên thấu thời không lao ngục, ầm ầm đánh vào người dị thú. Thiên độc hồn anh, phá cho ta! Trong không gian chằng chịt dây mây màu xanh, hồn anh của Lục Tâm Đồng quát nhẹ một tiếng, hồn độc phô thiên cái địa chút xuống muốn đánh tan vật quỷ dị này. Sau khi Lục Tâm Đồng khôi phục thanh tỉnh thì mới phát hiện ra vật quỷ dị này không ngờ có linh hồn lực. Không gian quỷ dị này dường như cũng chính là không gian trong linh hồn của vật này. Hồn độc phô thiên cái địa chút xuống, Lục Tâm Đồng định toàn lực liều mạng. Hồn độc chút ra, ăn mòn không ít dây mây phô thiên cái địa. Trên dây mây màu xanh biếc đã bị nhiễm khói độc màu đen, thế nhưng lần nữa lại bị ngăn cản. Không gian quỷ dị này cũng không dễ phá vỡ như vậy. Linh hồn uy áp vô hình kia khiến cho Lục Tâm Đồng cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc bị ngăn cản, quanh thân hồn anh của Lục Tâm Đồng đột nhiên có một đạo quang mang trắng đen lan tràn ra. Quang mang trắng đen lan tràn, một cỗ khí thức bàng bạc không ngừng khuếch tán trong không gian quỷ dị này. Quang mang trắng đen đại thịnh. Khí tức mênh mông bao phủ không gian quỷ dị này. Dưới khí tức mênh mông này, dây mây quỷ dị trong không gian run lên, giống như bị áp chế. Đế giả chi nguyên. Trong lòng Lục Tâm Đồng mừng thầm, dưới tình huống dùng toàn lực đế giả chi nguyên trong hồn anh trong lúc vô hình bị ký. Những linh hồn lực trong không gian quỷ dị này tuy rằng có thể áp chế linh hồn nàng, thế nhưng đế giả chi nguyên của sư tổ xuất hiện thì bọn chúng lập tức bị áp chế. Dưới cỗ khí tức này không gian run rẩy. Dây mây chằng chịt lập tức cảm giác được trên người Lục Tâm Đồng có một cỗ khí kỳ lạ, cả đám dây mây run rẩy, trong nháy mắt đã bị một cỗ hồn độc phủ lên. Trên vực sâu, thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên bao phủ, bốn đạo chảo ấn của bốn đầu hung khôi đánh xuống. TNG nháy mắt không biết tại sao đầu dị thú kia lại ngốc trệ một lát. Ken két, bốn đạo chảo ấn xé rách thân hình khổng lồ của dị thú lập tức bị trọng thương. Bốn đạo chảo ấn của bốn đầu hung khôi mang theo 20 vết nứt đen kịt trong không gian, trực tiếp xé rách thân hình dị thú. Trong không gian quỷ dị, khí tức lần nữa suy yếu. Dưới sự phụ trợ của dế giả chi nguyên, hồn độc không ngừng lan tràn, đem không gian quỷ dị này nhuộm thành màu đen. Ngao! Trong đầu Lục Tâm Đồng,
hư ảnh dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia lập tức bị khói đen lan tràn tới, hai mắt khép lại, bắt đầu uể oải, suy yếu. Trên vực sâu bao la, hư ảnh cự thú biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đơn thuần hắn chỉ tăng gấp khôi uy năng của thời không lao ngục thuộc tính thổ, tăng thêm bốn đầu hung khôi kia cũng khó có thể làm gì được Thanh Lôi Huyền Đằng. Thế nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt, chẳng lẽ hắn mạnh hơn Thanh Lôi Huyền Đằng kia sao? Phong Vũ Tôn giả cũng kinh ngạc, dường như có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên ẩn giấu thực lực, ít nhất vừa rồi cũng không giống như công kích mạnh nhất của Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Lúc này trong thâm uyên có vô số hư ảnh Thanh Lôi Huyền Đằng lóe lên, lớn nhỏ không đồng đều, rậm rạp giống như vạn tiễn tể phát trực tiếp tiến vào vực sâu không thấy. Oanh! Trong thâm uyên một tiếng trầm đỡ Upsilon, C vang lên. Cả ngọn núi khổng lồ rung động. Ầm ầm. Điện mang màu xanh ngập tràn trong mây mù cũng run rẩy, giống như là có năng lượng nào đó sắp bộc phát, trên không trung, gió nổi mây phun. Không gian run rẩy bất định khiến cho mọi người run rẩy, bất an. Giống như có chút không thích hợp. Giống như không ổn. Tất cả mọi người nhìn nhau, đều cảm giác được một cỗ dự cảm không tốt. Không tốt, Tử Yên, chạy mau. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khó coi, ngọn núi này đang run rẩy, bắt đầu rạn nứt. Điện mang trong biển mây mù kia bắt đầu bành trướng, tất cả đã chứng minh không gian này sắp nổ tung. Truyền âm nói xong Lục Lâm Thiên không có chút do dự nào thu hồi bốn đầu hung khôi, thân hình nhanh chóng xông lên không trung. Đệ tử Hóa Vũ Tông, chạy mau. Phong Vũ Tôn giả đang định đi tìm Thanh Lôi Huyền Đằng, thế nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố chung quanh, hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người nhanh chóng chạy trốn, ngọn núi lớn gần thâm uyên khổng lồ trực tiếp run rẩy. Trong biển mây mù, lôi điện màu xanh bành trướng, cả thiên địa này bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo xuất hiện khiến cho tất cả mọi người hãi hùng, khiếp vía. Trong thiên địa, một loại lực lượng hủy diệt, đáng sợ lặng lẽ lan tràn trong không gian. Dưới cỗ khí tức hủy diệt này trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, trong lúc vô hình có dự cảm không tốt. Tất cả mọi người cấp tốc trốn, toàn lực bố trí thủ đoạn phòng ngự. Giống như chạy trối chết phóng lên trời. Phanh! Không gian to lớn trên thâm uyên rốt cuộc cũng bạo tạc, nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả thiên địa trong giây phút này vì bạo tạc mà run rẩy. Ầm ầm! Trong thâm uyên âm thanh bạo tạc cực lớn vang vọng, không gian bao la chung quanh bắt đầu có vô số ngọn núi cực lớn bắt đầu nổ thành phấn vụn. Cả thâm uyên rồi tiếp đến là những lục địa nhỏ trôi nổi rồi cơ hồ tất cả lục địa đều vang lên tiếng nổ tung. Trong khoảnh khắc bị nổ tung thành bụi phấn. Ầm ầm. Trong sát na cả không gian tràn ngập bụi bặm, đá bắn tứ tung. Điện mang màu xanh đại thịnh, sương mù tràn ngập thiên địa. Trong không gian, tất cả vật chất hữu hình trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Trong ánh mắt của mọi người tất cả biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến không gian vỡ nát, một vòng quang mang đen kịt khuếch tán ra chắc quanh, cả phiến không gian mất đi. Dưới kình khí khủng bố như vậy, người chậm một chút trên không trung ngay cả tiếng kêu thê thảm cũng không kịp thốt lên thì dã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy. Nhật Sát Các, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đều có cường giả vương cấp bị lan tới, trong nháy mắt cả đám hóa thành mảnh vỡ. Siêu! Trên không trung xa xa, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên đánh ra một cỗ kình phong đánh nát những kình phong lan tới trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lập tức nghẹn lại, nhìn chân chối. Không gian bao la trên thâm uyên giống như tiên cảnh lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn bị hóa thành cho tàn. Xảy ra chuyện gì? Tử Yên quay đầu lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện sau lưng, nàng hít sâu một hơi. Bộ ngực cao ngất run rẩy kịch liệt, cỗ khí tức kinh khủng vừa rồi nếu như nàng bị lan tới gần sợ rằng tuyệt đối cũng chín chết một sống. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên cũng nghi hoặc. Nhìn chăm chú về phía xa. Năng lượng nồng đậm trong không gian này đột nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Còn khí tức của Thanh Lôi Huyền Đằng kia giờ phút này cũng tiêu thất, giống như triệt để biến mất trong thiên địa. Đáng chết! Trong tất cả sơn môn lớn đều có người lớn tiếng mắng. Trong mỗi một sơn môn vừa rồi đều có không ít trưởng lão vương cấp không thoát khỏi, bị chết và tổn thương không ít. Đặc biệt là Vạn Thú Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Vốn có mười mấy người lúc này chỉ còn lại bốn năm người. Xem như tổn thất lớn nhất, hai người Doãn Ngạc, Gia Cát Tây Phong cơ hồ đau lòng,
khóc không ra nước mắt. Mấy cường giả tán tu cũng đều có tu vi tôn cấp, mấy người vừa rồi trên người bị thương lúc này bị lan tới cũng đã biến mất trong không gian. Lúc này mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dưới cỗ lực lượng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa khiến cho lúc này mọi người có cảm giác như trọng sinh ở kiếp sau. Xem như nhặt lại được một mạng, lực lượng hủy diệt kinh khủng kia chỉ sợ ngay cả cường giả tôn cấp bát trọng một khi chạy không kịp cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Trong không gian vốn có các ngọn núi cực lớn thế nhưng lúc này đều biến mất không thấy. Ngay cả cặn bã cũng không còn, thâm uyên bao la cũng không tồn tại, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Thanh lôi huyền đằng đâu? Thanh lôi huyền đằng đâu rồi? Mọi người hồi phục tinh thần lại mới phát hiện ra thanh lôi huyền đằng kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian chung quanh không còn khí tức của thanh lôi huyền đằng kia. Siêu! Thân ảnh phong vũ tôn giả nhanh như thiểm điện bắn về phía trước, phí nhiều công phu như vậy, chết rất nhiều người nhất định phải thu được thanh lôi huyền đằng. Bằng không lần này không đạt được gà mà còn mất nắm gạo. Chúng ta cũng đi tìm. Lục Lâm Thiên cũng chưa từ bỏ ý định, thân ảnh quay đầu lại tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy phong vũ tôn giả và lão giả áo xanh tìm kiếm lần nữa cho nên cũng cắn răng đi thử thời vận. Chỉ là khiến cho mọi người thất vọng chính là thâm uyên cực lớn kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lục địa chung quanh hóa thành hư vô, đâu còn tìm được thanh lôi huyền đằng. Cũng không biết thanh lôi huyền đằng có bị nổ nát rồi hay không. Trong không gian tan vỡ, bên trong đống đá vụn tán loạn, mọi người tìm kiếm thật lâu thế nhưng đều thấy bất đắc dĩ, không còn dấu vết của thanh lôi huyền đằng. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân Gia Cát Tây Phong run lên, thân hình như nhũn ra. Nhìn qua bên người lúc này cũng chỉ còn lại có 5 người. Trên người ai cũng có thương thế. Hơn 10 vương cấp bị vẫn lạc. Đều là cường giả vương cấp cao giai a, đau lòng như thế nào không cần phải nói. Không những không có được thanh lôi huyền đằng mà còn hao binh tổn tướng khiến cho hắn vô cùng hối hận. Đều tay không mà về. Lạc Kiến Hồng nhìn không trung khẽ thở dài. Tuy rằng không có thanh lôi huyền đằng kia thế nhưng so với đám người Hóa Vũ Tông thì Nhật Sát Các xem như tổn thất ít nhất. Ít nhiều cũng có chút an ủi. Lại uổng phí. Lục Lâm Thiên tức giận dậm chân một cái. Huyết linh mẫu đơn không thu được thì không nói, ngay cả thanh lôi huyền đằng cũng không có được, tất cả đều uổng phí. Người không sao là được rồi, đừng nghĩ nhiều. Tử Yên an ủi Lục Lâm Thiên nói. Ai, vận khí dường như không được tốt lắm nha. Lục Lâm Thiên thở dài, bất đắc dĩ cười nói. Dứt lời Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn. Lúc này có mấy ánh mắt mang theo hàn ý đang nhìn mình, chính là đám người Hóa Vũ Tông. Thanh lôi huyền đằng không thấy, sao nào? Các ngươi muốn động tay động chân sao? Lão tử đang bực mình, có bản lĩnh cứ lên hết đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trường bào tung bay lạnh lùng nhìn đám người Hóa Vũ Tông. Trong lòng vốn cũng đang khó chịu, hiện tại động thủ Lục Lâm Thiên cũng không sợ, vừa lúc có thể xả giận một phen. Ánh mắt đám người Hóa Vũ Tông run rẩy, phong vũ tôn giả thì âm trầm, sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhìn Lục Lâm Thiên. Không phải là hắn e ngại thanh niên áo xanh này, mà lúc này bên cạnh có người cho nên hắn cố kỵ, tuyệt đối cố kỵ. Tiểu tử, núi xanh còn đó, Hóa Vũ Tông ta nhớ kỹ. Phong vũ tôn giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với mọi người sau lưng. Chúng ta đi. Sắc mặt đám người Hóa Vũ Tông vô cùng khó coi. Thế nhưng phong vũ tôn giả đã nói như vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không dám động thủ cho nên cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Nếu không có phong vũ tôn giả ở đây chỉ sợ bọn họ đã sớm trốn đi xa. Người của Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang cũng lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Lúc trước cũng bởi vì thanh niên áo xanh này mà cường giả trong môn tổn thất thảm trọng. Thế nhưng vì cố kỵ thực lực đối phương mà bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể cố chịu đựng. Lục Lâm Thiên nhìn đám người Hóa Vũ Tông rời đi, cũng không có ý tứ ngăn cản. Ánh mắt quét qua đám người Lan Lăng Sơn Trang, đặc biệt là người quen như Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt lóe lên, có sát ý thế nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Chỉ cần đám người này vẫn còn ở trong tử vong thâm uyên thì hắn vẫn còn có cơ hội ra tay. Giết một ít chấn nhiếp một ít, lúc này động thủ thì hiệu quả cũng không lớn, dù sao mấy người kia đã là cá nằm trên thớt. Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi. Lục Lâm Thiên truyền âm nói, thanh lôi huyền đằng biến mất, ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nhìn Tử Yên, hai người lập tức biến mất. Rốt cuộc là ai? Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nhìn qua thân ảnh kia lẩm bẩm nói.
chẳng lẽ là hắn sao? Không phải hắn thì còn có ai có thể có được phách lực cùng với thực lực như vậy? Người rất quen. Trong mắt Lạc Kiến Hồng lúc này cũng có chút nghi hoặc, chung quy hắn có cảm giác người thanh niên áo xanh này có chút quen thuộc, có cảm giác giống như từng quen biết. Thế nhưng hắn lại không có cách nào nhớ ra được, chỉ là rõ ràng hắn không biết người này khiến cho trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Lúc này ở sâu trong lòng đất không có một ai biết được, trong sơn động to lớn đang xảy ra một màn kỳ dị. Trong sơn động, Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi, trong mi tâm nàng đang bị mấy dây mây kia cắm vào. Dây mây óng ánh xanh biếc lúc này đã chuyển thành màu đen. Dây mây xanh biếc này vẫn còn đang nối với dây mây trong hồ nước bằng năng lượng kia, giống như Lục Tâm Đồng xuyên qua dây mây đang hấp thu năng lượng bên trong hồ nước kia vậy. Một lát sau quanh thân Lục Tâm Đồng được một cỗ quang mang trắng đen bao phủ. Quang mang xuất hiện, khí tức trên người Lục Tâm Đồng cơ hồ một đường kéo lên. Thông qua dây mây thôn vệ năng lượng trong ao khiến cho khí tức trên người Lục Tâm Đồng lúc này tăng vọt giống như hỏa tiễn. Sợ rằng dùng tốc độ khủng bố này thì không bao lâu nữa Lục Tâm Đồng lại có thể đột phá. Siêu siêu. Quanh thân Lục Tâm Đồng không biết từ khi nào có một dây mây màu xanh nhỏ giống như một con nhộng liên tục bao phủ Lục Tâm Đồng vào bên trong. Dây mây óng ánh này cũng dần dần chuyển thành màu đen, một cỗ khí tức bàng bạc đang không ngừng kéo lên. Tất cả chuyện này không có ai nhìn thấy. Sợ rằng nếu nhìn thấy sẽ tuyệt đối rung động. Lúc này thậm chí ngay cả bản thân Lục Tâm Đồng cũng không biết dưới cơ duyên xảo hợp mình đã đạt được một kiện trọng bảo. Thanh Lôi Huyền Đằng mà tất cả mọi người mơ tưởng, lại còn là Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí. Thanh Lôi Huyền Đằng đã có linh trí nhất định phải luyện hóa linh căn. Tất cả mọi người trên vực sâu đấu đá ngươi chết ta sống, thế nhưng không ai biết rõ bởi vì thiên linh hồn châm cho nên Lục Tâm Đồng đã trực tiếp phóng tới hang ổ của Thanh Lôi Huyền Đằng. Vốn dựa theo lẽ thường mà nói coi như Lục Tâm Đồng tới địa phương có linh căn này chỉ sợ cũng có đi mà không có về. Thực lực của Thanh Lôi Huyền Đằng đã đạt tới mức đáng sợ, đã phát triển ở nơi năng lượng hội tụ từ thượng cổ tới nay, bằng vào thực lực của Lục Tâm Đồng căn bản không thể đối phó. Thế nhưng lại vừa vặn Thanh Lôi Huyền Đằng còn phải đối phó với đám người Lục Lâm Thiên và Phong Vũ Tôn giả cho nên mới để cho Lục Tâm Đồng thừa dịp tiến vào. Trùng hợp là vốn hồn anh của Lục Tâm Đồng sẽ bị Thanh Lôi Huyền Đằng thôn phệ thành dinh dưỡng, thế nhưng không ngờ Lục Tâm Đồng lại tu luyện thành thiên độc hồn anh. Thế gian này thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, độc công tuy rằng không nhất định làm gì được Thanh Lôi Huyền Đằng, thế nhưng lại làm cho Thanh Lôi Huyền Đằng kiêng kỵ. Hơn nữa bên trên Lục Lâm Thiên và Phong Vũ Tôn giả lại ra tay với Thanh Lôi Huyền Đằng, Thanh Lôi Huyền Đằng bị trọng thương. Phối hợp với hồn anh của Lục Tâm Đồng và đế giả chi nguyên của sư tổ thiên độc tiên tử cho nên mới chế ngự được Thanh Lôi Huyền Đằng. Mà bây giờ Lục Tâm Đồng đang luyện hóa linh căn của Thanh Lôi Huyền Đằng, lần nữa thu được một ít chỗ tốt. Nếu như đám người Phong Vũ Tôn giả biết được chuyện này, bọn họ liều chết liều sống, hao binh tổn tướng, tổn thất thảm trọng mà không thu hoạch được gì. Tất cả chỗ tốt đều bị Lục Tâm Đồng thu được mà nói, sợ rằng sẽ tức tới mức phun máu. Có lẽ trong đám người ở trên vực sâu nếu biết được chuyện này chỉ có một mình Lục Lâm Thiên bật cười. Lại nói tất cả đều là trùng hợp cùng với cơ duyên. Tuy rằng nói không có Lục Lâm Thiên và Phong Vũ Tôn giả ở phía trên làm ảnh hưởng tới Thanh Lôi Huyền Đằng thì Lục Tâm Đồng cũng không có cách nào thu được linh căn. Thế nhưng nếu như không có Lục Tâm Đồng ở dưới mặt đất đối phó với linh căn của Thanh Lôi Huyền Đằng, bằng vào thực lực của Thanh Lôi Huyền Đằng cũng không chỉ có như Lục Lâm Thiên và Phong Vũ Tôn giả chứng kiến. Bởi vì hành động cùng với ảnh hưởng trong lúc vô tình cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống như vậy. Cũng có thể nói nếu không phải thời khắc cuối cùng Lục Tâm Đồng vừa vặn có thể ngăn chặn linh căn của Thanh Lôi Huyền Đằng thì có lẽ Lục Lâm Thiên cùng với Phong Vũ Tôn giả có dùng toàn lực cũng không nhất định có thể ngăn cản được Thanh Lôi Huyền Đằng. Đương nhiên tất cả chuyện này còn chưa ai biết được, Lục Lâm Thiên càng không biết được. Trên đường đi lúc này Lục Lâm Thiên còn đang vô cùng bất đắc dĩ. Huyết linh mẫu đơn cũng không thu được. Thanh Lôi Huyền Đằng cũng vậy. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra trước mặt Tử Yên, thế nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu không thôi. Thế cho nên trên đường đi Lục Lâm Thiên có tâm tình như vậy, lại đỡ upsilon.ng vào không ít tán tu không có mắt, còn muốn đánh chết Lục Lâm Thiên, chuyện giết người đoạt bảo trong này quá bình thường. Chỉ là kết cục của mấy tán tu này chính là thứ mà bọn hắn không ngờ tới. Còn chưa tới gần Lục Lâm Thiên đã trực tiếp bị miểu sát, không biết chết như thế nào. Một giây cuối cùng bọn họ mới biết được, bọn họ có mắt không tròng, gặp phải siêu cấp cường giả. Hai người một đường xuyên qua từng đám lục địa trôi nổi, cũng tìm được không ít linh dược.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên lo lắng tới hai người Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương quá, thế nhưng Tử Yên lại hoàn toàn không chút vội vã nào, thậm chí còn sợ hãi nếu như nhìn thấy người quen. Siêu siêu. Thân ảnh hai người xuất hiện trong một sơn mạch. Sơn mạch này tuy rằng không hùng vĩ, đồ sộ, thế nhưng lại bao la, không ít những đỉnh núi liên miên kéo dài tới phía xa, cũng xem như một khối lục địa cực lớn. Phanh phanh. Hai người vừa đáp xuống khối lục địa này lập tức nghe được âm thanh bạo liệt từ phía xa truyền đến. Lục Lâm Thiên và Tử Yên nhìn nhau, lập tức thả người phóng về phía trước. Từ trong âm thanh bạo liệt này hai người không khó nhìn ra mấy người đang giao thủ chính là cường giả tôn cấp, sợ rằng không phải chuyện bình thường, có lẽ lại có bảo vật. Một lát sau, trong một sơn cốc lớn, ba mặt bị núi vây quanh, lúc này trong sơn cốc có một cỗ năng lượng cực lớn lan tràn tới. Trước sơn cốc đã có không ít thân ảnh xuống lại, từ trang phục có thể đoán ra là người của không ít thế lực nhỏ và tán tu. Hỏa xí, đừng tưởng rằng gia nhập phi linh môn thì không kiêng nể gì cả. Ở trước mặt ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong sơn cốc một lão giả gầy gò mặc trường bào ánh mắt trầm xuống, thân đeo một thanh trường kiếm màu đỏ. Bàn chân đột nhiên đạp mạnh mặt đất, chân khí dưới chân lóe lên, phá không lách mình ra. Thân hình kéo theo một đám tàn ảnh trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn. Trước quyền ấn, không gian nứt vỡ từng khúc. Hỏa kiếm ở trước mặt ta ngươi hung hăng càn quấy cái rắm. Chả lẽ lão tử lại sợ ngươi? Một lão giả khuôn mặt đỏ bừng, trên người mặc áo choàng màu đỏ, còn có một bộ râu dài màu đỏ hét lớn một tiếng. Chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa tuôn ra, nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, trong tay đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỏng. Hai đạo quyền ấn đều mang theo năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc ầm ầm va chạm vào nhau. Không gian nứt vỡ, hỏa diễm bắn tứ tung, cả không gian to lớn run lên. Không ngờ ngươi cũng đột phá tới vũ tôn thất trọng, chỉ là còn chưa đủ. Lão giả gầy gò lưng đeo trường kiếm kia nhìn qua có chút đơn bạc thế nhưng lực lượng quanh thân lúc này lại khủng bố vô cùng. Quyền ấn vòng qua vòng lại, động tác nhẹ nhàng. Một cỗ lực lượng hung hãn nhanh chóng ngưng tụ mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời ầm ầm đánh về phía lão giả có râu đỏ. Lão tử sợ ngươi sao? Ánh mắt lão giả có bộ râu đỏ run lên, lần nữa đánh ra quyền ấn. Hai đạo quyền ấn cơ hồ cùng lúc va chạm vào nhau rồi phân ra. Nhanh như thiểm điện đã giao thủ hai chiêu. Phanh! Âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, thân hình lão giả râu đỏ run lên, lập tức lui lại, sắc mặt hơi biến đổi, dường như dưới chiêu này đã ăn một ít thiệt thòi. Siêu siêu! Thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên Tử Yên đáp xuống sơn cốc. Mắt nhìn trong sơn cốc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu biến hóa. Thân hình lão giả gầy gò nhóng lên một cái rồi lập tức ổn định, rõ ràng có thể thấy được lão giả này chiếm thế thượng phong, trong mắt hiện lên hàn ý. Lão giả lưng đeo trường kiếm kia đắc thế không tha người, thân ảnh lần nữa lao thẳng về phía trước lạnh lùng quát. Hỏa xí, vũ tôn thất trọng và vũ tôn thất trọng cũng có một khoảng cách lớn. Tuy rằng ngươi cũng là vũ tôn thất trọng, thế nhưng không thể chống lại ta. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút thực lực của thiên kiếm môn ta. Tiếng quát lạnh vừa dứt, lão giả gầy gò này đã xuất hiện trước người lão giả râu đỏ. Chân khí thuộc tính hỏa quanh thân tuôn ra. Khí tức nóng bỏng ngập trời hộ tụ. Thủ ấn nhanh chóng được kết. Bàn tay đánh ra một trường, trong không gian lập tức xuất hiện khe nứt đen kịt. Trường ấn mang theo khí tức chấn động khủng bố trong nháy mắt đánh về phía lão giả râu đỏ kia. Chẳng lẽ lão tử lại sợ ngươi sao? Lão giả râu đỏ này chính là hỏa xí tôn giả, lúc trước có tu vi vũ tôn lục trọng, sau khi gia nhập phi linh môn nhận được vô số thiên tài địa bảo cùng với nam thúc chỉ bảo, trong những năm này cũng đột phá tới tôn cấp thất trọng. Tiếng quát vang lên, đồng thời nhìn thấy công kích của hỏa kiếm tôn giả của thiên kiếm môn đánh tới, hỏa xí tôn giả tuy biết rõ mình mới đột phá không lâu, thực lực có chút chênh lệch. Thế nhưng cũng không có gì e ngại. Siêu! Mà trong khi hỏa xí tôn giả muốn ra tay chống lại thì bỗng nhiên có một thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, nhanh như thiểm điện. Đồng thời một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngươi nói đúng, giữa vũ tôn thất trọng với nhau cũng có một khoảng cách vô cùng lớn. Vậy hôm nay để cho ta biết được thực lực của thiên kiếm môn các ngươi đi. Âm thanh vừa dứt, đồng thời trên người thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hỏa xí tôn giả có quang mang tuôn ra. Không trung đã bắt đầu rạn nứt. Khi vừa dứt lời, trong tay thân ảnh màu xám kia có một đạo quang mang màu vàng lan tràn ra. Một đạo quyền ấn ầm ầm đánh lên trời. Siêu! Tất cả chỉ trong nháy mắt,
đại đa số người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quyền ấn này giống như thiên thạch va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm này, không gian liên tục vang lên tiếng nổ. Gợn sóng không ngừng lan tràn ra bốn phía. Phốc phốc, lão giả thân ảnh gầy gò gọi là Hỏa Kiếm Tôn giả của Thiên Kiếm môn kia dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi. Thân hình giống như diều đứt dây bị đánh bay về phía sau. Phanh, thân hình Hỏa Kiếm Tôn giả hung hăng bắn ngược về phía sau trên 100 mét, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, còn chưa thể đứng lên được. Thiên Kiếm môn cũng chỉ như vậy mà thôi. Trường bào trên người này tung bay, chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đội hình Thiên Kiếm môn. Một màn như vậy khiến cho vô số người trong sơn cốc nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người hít sâu một hơi, ánh mắt trong khoảnh khắc nhìn về phía thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện kia. Đại ca, ngoài sơn cốc, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Thân ảnh màu xám kia trừ đại ca Dương Quá của hắn thì còn có thể là ai? Lúc này nhìn thấy đại ca bình yên vô sự khiến cho Lục Lâm Thiên thở phào một hơi. Phiền muộn do không có được huyết linh mẫu đơn cùng thanh lôi huyền đằng bị quét sạch. Trong phi linh môn, đám người Hỏa Sĩ Tôn giả, Thanh Linh Tôn giả, Chấn Linh Tôn giả, Phích Lịch Tôn giả, Phong Linh Tôn giả kinh ngạc. Một chiêu đả thương Hỏa Kiếm Tôn giả của Thiên Kiếm môn, khiến cho đối thủ không có lực đáp trả, đây rốt cuộc là ai? Trọng Kiếm Vô Phong, Dương Quá. Là đại thiếu gia. Mọi người trong phi linh môn nhìn thấy người này lập tức kinh ngạc rồi từ chuyển thành sợ hãi và vui mừng. Người tới chính là đại ca của trưởng môn, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá. Một chiêu đả thương Hỏa Kiếm Tôn giả, thực lực như vậy cũng coi như tăng thể diện cho phi linh môn. Càng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là đại thiếu gia đã là Vũ Tôn thất trọng. Lúc này mới trôi qua mười mấy năm mà thôi, không ngờ đã có thực lực khủng bố như vậy. Hỏa Sĩ trưởng lão, ta tự tiện ra tay thử thực lực của Thiên Kiếm môn, mong Hỏa Sĩ Tôn giả đừng trách. Dương Quá quay đầu lại nhìn Hỏa Sĩ Tôn giả nói, trên đường đi tìm nhị đệ và tam muội, nhưng thật không ngờ lại gặp được người của phi linh môn. Thực lực của Hỏa Sĩ Tôn giả hoàn toàn kém hơn Hỏa Kiếm Tôn giả của Thiên Kiếm môn, chỉ là Hỏa Kiếm kia muốn đánh bại Hỏa Sĩ Tôn giả cũng không phải dễ. Nhưng vì muốn giáo huấn Thiên Kiếm môn này cho nên Dương Quá mới quyết định ra tay. Đại thiếu gia, người khách khí rồi. Giáo huấn người Thiên Kiếm môn một chút thì ai giáo huấn cũng được. Lại nói đại thiếu gia ra tay là tốt nhất. Hỏa Sĩ Tôn giả mỉm cười, cố ý lớn tiếng nói, đủ để tất cả mọi người chung quanh nghe được. Lúc này trong đội hình phi linh môn lại có mấy đạo thân ảnh nhìn về phía một thân ảnh mặc áo bào xanh, khí tức này vừa mới xuất hiện bọn họ đều có thể cảm giác được. Huyết Mị, Hắc Hùng, Xích Viêm, Mạc Lang, không được làm lộ thân phận của ta. Cứ coi như chưa phát hiện ra ta. Một âm thanh lập tức vang lên trong đầu bốn người. Ánh mắt kích động của bốn người lập tức biến mất. Mà bốn người này đương nhiên cũng là Huyết Mị, Hắc Hùng, Xích Viêm còn có Mạc Lang. Trong đầu bốn người đều có huyết hồn ấn cho nên chỉ cần chủ nhân ở gần là chúng tự giác cảm nhận được mối liên hệ. Lục Lâm Thiên còn không muốn nhanh như vậy đã bạo lộ thân phận, dù sao hiện tại đã như vậy, che giấu tung tích ở trong Tử Vong Thâm Uyên này cũng có một chút tác dụng. Âm thầm bảo vệ phi linh môn, nói không chừng đến lúc đó lại còn có tác dụng khác. Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá, không ngờ tu vi của ngươi đã tăng lên nhanh như vậy, chúc mừng. Trong đám người một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một đạo thân ảnh xinh đẹp tiến lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu tím, mắt ngọc mày ngài. Dưới bộ váy màu tím chính là thân hình thướt tha, mềm mại, đường cong linh lung. Nhìn qua có chút thanh nhã, khí tức quanh thân được thu liễm thế nhưng lại khiến cho mọi người run sợ. Đây chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm môn, đồn rằng trong đám người trẻ tuổi chỉ có một mình Nguyên Nhược Lan này mới có thể chống lại Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Thiên La Kiếm Nguyên Nhược Lan sao? Dương Quá nhíu mày nhìn nữ tử trước mắt nói. Thì ra là Nguyên Nhược Lan tiểu thư, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi chỉ sợ đã càng mạnh hơn rồi. Phốc phốc, Hỏa Kiếm Tôn giả được người khác dìu lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như cho tàn. Rất rõ ràng hắn đã bị trọng thương, vừa rồi Dương Quá cũng không lưu tình. Trực tiếp dùng một quyền đánh cho hắn trọng thương. Sắc mặt đám người Thiên Kiếm môn có chút khó coi. Dương Quá, ngươi dám làm bị thương người của Thiên Kiếm môn ta. Trong Thiên Kiếm môn, một người dường như có quan hệ không tệ với Hỏa Kiếm Tôn giả tiên lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Quá rồi nói.
Mộc kiếm, ngươi không phục thì cứ đi lên. Thiên kiếm môn thì sao? Phi linh môn ta chẳng lẽ phải sợ ngươi? Không đợi Dương Quá mở miệng nói chuyện, hỏa xí tôn giả, phích lịch tôn giả đã lên tiếng nói, chân khí tràn ra. Phi linh môn hiện tại không sợ bất luận một sơn môn nào. Coi như là hiện tại động thủ phi linh môn cũng không e ngại. Lần này tới tử vong thâm uyên chỉ cần so số lượng tôn giả thì tất cả sơn môn không nhiều bằng phi linh môn. Coi như là lúc này đám người hỏa xí tôn giả, phích lịch tôn giả, huyết mị, xích viêm. Hội tụ lại một chỗ, đội hình này tuyệt đối so với thiên kiếm môn còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng tu vi của đầu lĩnh thì hỏa xí tôn giả lại kém hơn thiên kiếm môn một chút. Phi linh môn thật hung hăng càn quấy. Người gọi là Mộc kiếm tôn giả kia âm trầm nói. Mộc kiếm trưởng lão, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhược Lan nói với Mộc kiếm tôn giả. Nhược Lan. Mộc kiếm tôn giả này dường như có ý định ra tay, Nguyên Nhược Lan thấy vậy nói. Mộc kiếm trưởng lão, chúng ta còn có chuyện cần phải làm. Hừ. Mộc kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng, trường bào tung bay. Kỳ thực nếu chính thức ra tay một mình hắn cũng không dám. Dương Quá kia chỉ cần dùng một chiêu đã đánh trọng thương hỏa kiếm tôn giả. Tu vi của hắn còn kém hỏa kiếm tôn giả a. Dương Quá, cáo từ. Lần sau gặp lại nếu có cơ hội nhất định ta sẽ lãnh giáo các hạ. Nguyên Nhược Lan nói, ánh mắt biến áo. Thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng rời đi, sau lưng nàng là cường giả thiên kiếm môn. Ta cũng rất muốn hỏi thăm tới ma kiếm của ngươi. Lần sau gặp mặt Dương Quá nhất định sẽ phụng bồi. Nhìn bóng lưng Nguyên Nhược Lan. Âm thanh Dương Quá vang lên. Lúc này thân ảnh Dương Quá cũng biến mất trong mắt mọi người thiên kiếm môn. Nhược Lan, Dương Quá kia đã thương hỏa kiếm trưởng lão, chúng ta sao có thể buông tha được chuyện này? Xa xa, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía trước. Thực lực của Dương Quá đã sớm không giống như lúc trước. Vô ảnh sư tổ đã cho chúng ta biết trước, ở trong này nếu không phải là phát hiện ra thứ gì trọng đại thì nên tránh những phiền phức lớn ra. Cho nên chúng ta cứ đi trước rồi nói sau. Nguyên Nhược Lan nói, thân ảnh màu tím tên không trung giống như điện mang xẹt qua không gian. Ha ha, thiên kiếm môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Thiên kiếm môn rời đi, đám người phi linh môn ầm ầm cười to. Trong lòng cực kỳ hả giận, nhớ ngày đó bọn họ là một tán tu, gặp đại môn đại phái như thiên kiếm môn, quản thực lực tương đương hay là mạnh hơn thì cũng phải né tránh một chút. Thế nhưng bây giờ có ba chữ phi linh môn. Bọn họ không hề sợ hãi nữa. Kỳ thật quan trọng hơn chúng cường giả đều hiểu rõ, phi linh môn hiện tại không sợ những đại môn đại phái kia là bởi vì tác phong gần đây của trưởng môn. Tất cả các sơn môn lớn vĩnh viễn không thể giống như phi linh môn. Phi linh môn có một cái hồn, chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chính là hạch tâm quan trọng nhất của phi linh môn. Tất cả mọi việc của phi linh môn đều dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm. Dùng tác phong trước sau như một của Lục Lâm Thiên. Người phi linh môn cũng liều lĩnh như vậy, vĩnh viễn không cúi đầu. Mà tất cả các sơn môn lớn không có cách nào giống như phi linh môn là bởi vì tất cả các sơn môn lớn đều dựa vào bảo hộ của tổ ấm do tổ tiên để lại. Tuy rằng nhiều cường giả, cũng không phải có tiếng mà không có miếng, thế nhưng khác biệt trong đó quá nhiều. Tranh đấu giành thiên hạ vĩnh viễn khác so với thủ hộ giang sơn. Chư vị, sao các người lại gặp phải người của thiên kiếm môn? Dương Quá nhìn bóng lưng Nguyên Nhược Lan biến mất lúc này mới hỏi chúng cường giả phi linh môn. Bẩm đại thiếu gia, chúng ta vừa mới tới đây đã gặp người của thiên kiếm môn. Ta cùng với hỏa kiếm tôn giả kia trước đó có chút ân oán nhỏ, không ngờ tên đó lại muốn gây phiền phức. Chỉ là hiện tại trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Hỏa xí tôn giả cười nói, trong lòng thoải mái không thôi. Chỉ bằng thương thế vừa rồi của hỏa kiếm tôn giả. Sợ rằng không có thời gian 5-3 năm đừng mong khôi phục. Đại thiếu gia, trưởng môn đâu? Không phải đại thiếu gia đi cùng trưởng môn và tiểu thư sao? Thanh linh tôn giả nhìn Dương Quá hỏi. Mắt thấy bên người Dương Quá không có trưởng môn và tiểu thư, sau khi tìm kiếm chung quan lập tức có chút nghi hoặc. Tất cả người của phi linh môn đều biết tiểu thư Lục Tâm Đồng, đại thiếu gia Dương Quá còn có trưởng môn đi cùng với nhau. Chúng ta thất lạc trong trận pháp, ta còn chưa tìm được bọn họ. Dương Quá nói, đại ca, đệ không sao, Tâm Đồng cũng bị thất lạc với huynh sao. Ngay khi Dương Quá vừa dứt lời một âm thanh lập tức truyền vào trong tai Dương Quá. Ánh mắt Dương Quá run lên, tìm kiếm bốn phía, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh phía xa, ánh mắt có chút nghi hoặc, trong mắt khẽ run lên, sợ rằng đã nhận ra Lục Lâm Thiên.
Đại ca, đệ còn chưa muốn bị người khác NS, như vậy cũng không tệ. Dương Quá đang muốn nói chuyện thì Lục Lâm Thiên đã lần nữa truyền âm nói với Dương Quá. Ồ, mọi người nghe thấy trưởng môn và tiểu thư bị thất lạc lập tức lo lắng. Chư vị yên tâm đi, nhị đệ và tam muội nhất định sẽ không có chuyện gì. Dương Quá nhìn người phi linh môn nói xong lại truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Nhị đệ sao bộ dáng của đệ lại thế này? Tam muội không ở cùng với đệ sao? Ta ra sau tìm hai người đều không gặp. Như vậy cũng thuận tiện hơn một chút. Có lẽ tâm đồng cũng bị thất lạc như chúng ta. Chúng ta không có chuyện gì nhất định tâm đồng cũng không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên truyền âm nói. Thấy đại ca Dương Quá không có việc gì hắn càng thêm xác định tâm đồng không có chuyện gì lớn. Cũng không biết tiểu ni tử kia hiện tại đang ở đâu. Phanh! Lúc này trong ngực Lục Lâm Thiên truyền ra âm thanh rạn nứt, Lục Lâm Thiên lập tức móc một vật trong ngực ra. Đây chính là một khối ngọc giản, chỉ thấy khối ngọc giản này đã bắt đầu rạn nứt, quang mang chói mắt bắn ra, quang mang trực tiếp phóng về phía bên trái giống như bị thứ gì đó dẫn dắt. Ngọc giản lập tức bị nghiền nát, mà đạo quang mang này chỉ lóe lên rồi biến mất cho nên cũng không thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Thiên lão phát hiện có nguy hiểm. Cùng một lúc trong tay hỏa xí tôn giả cũng xuất hiện một khối ngọc giản. Quang mang lóe lên rồi biến mất, ngọc giản lập tức bị nghiền nát. Đại ca, huynh ở cùng đám người hỏa xí tôn giả. Thiên lão có phát hiện trọng đại hoặc là nguy hiểm, chúng ta phải lập tức đuổi theo. Lục Lâm Thiên không kịp nói kỹ, sau khi truyền âm nói với Dương Quá xong lập tức bảo Tử Yên. Thân ảnh hai người nhanh chóng đi về phía bên trái. Cũng vừa vặn là phương hướng mà đám người Nguyên Nhược Lan vừa mới rời đi. Đại thiếu gia, thiên lão vừa có phát hiện trọng đại hoặc là phiền phức, chúng ta cùng đi chứ. Hỏa xí tôn giả nói với Dương Quá, ngữ khí cực kỳ khách khí. Tuy rằng bối phận không thấp thế nhưng vừa rồi hắn cũng đã biết được thực lực của Dương Quá, trước mặt thực lực tuyệt đối, có một ít bối phận cũng không thể quá kiêu ngạo. Được, vậy thì ta sẽ đi cùng mọi người. Dương Quá gật đầu. Vừa rồi hắn đã nghe thấy Lục Lâm Thiên sắp xếp. Chúng cường giả phi linh môn lục tục nhảy người đi về phía bên trái. Khí tức kia chỉ về phía bên trái. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên phá không lao đi. Sắc mặt có chút lo lắng. Ngọc giản vừa rồi khi mọi người tách ra ở trong tử vong thâm uyên thì Kim Lang tôn giả đã cho mọi người. Tổng cộng có 6 khối. Thiên địa nhị lão, hỏa xí tôn giả, thánh linh thiên tôn tập hạo nhiên. Kim Lang tôn giả cùng với cùng kỳ tô giả có một khối. Dựa theo ước định một khi gặp thứ gì đó hoặc là nguy hiểm thì sẽ bóp nát ngọc giản. Người khác sẽ biết được phương hướng mà tới tiếp viện. Lúc này Lục Lâm Thiên có chút bận tâm, thiên lão bóp nát ngọc giản không biết là gặp nguy hiểm hay là có phát hiện gì lớn. Chỉ mong không phải là nguy hiểm, nếu như là chuyện bình thường thì thiên lão cũng không tùy tiện bóp nát ngọc giản. Mang theo tâm tư bất định xuyên qua từng tòa sơn mạch cùng với lục địa lớn nhỏ đang lơ lửng, Lục Lâm Thiên nhanh chóng chạy đi. Bên trên ngọc giản cũng có khí tức cho nên cũng không cần trì hoãn tìm phương hướng. Cấp tốc phi hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong mấy thời thần không biết Lục Lâm Thiên đã bay qua bao nhiêu lục địa lớn nhỏ đang lơ lửng. Là trong này sao? Một đường đuổi theo, trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một khối lục địa lơ lửng cực lớn. Lục địa này vô biên vô hạn. Giống như là khối lục địa to lớn nhất trong tử vong thâm uyên này. Trên đại lục lơ lửng này phía xa có những ngọn núi sừng sững, cực kỳ xanh ngát, cây xanh thành rừng, có vách núi dựng đứng, trong đó dường như còn có sông. Dường như chính là nơi này. Lục Lâm Thiên nhíu mày, từ khí tức trên ngọc giản chỉ dẫn, thiên lão ở nơi này bóp nát ngọc giản. Siêu siêu, không có chút chậm trễ nào Lục Lâm Thiên tiến vào trong lục địa này. Biên giới lục địa này có không ít sườn đồi uốn lượn giống như cự long vòng quanh bên ngoài. Mây mù lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ mênh mông. Khí tức sát phạt thật mạnh. Ngay khi hai người vừa mới đáp xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên sững sờ. Vừa mới đáp xuống đất trên mặt đất đã có một cỗ khí tức sát phạt hội tụ. Ngoài lục địa hai người không có cách nào cảm giác được, giống như trên lục địa này có cấm chế vô hình cho nên khí tức sát phạt dị thường nồng đậm này không có cách nào tiết ra ngoài. Tử Yên cô nương, nàng có phát hiện ra khí tức trong này có chút quen thuộc hay không? Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, ánh mắt nghi hoặc, cỗ khí tức sát phạt này quá mức nồng đậm. Cực kỳ tương tự với khí tức sát phạt ở trong đại điện xanh đỏ mà chúng ta tiến vào. Tử Yên nói, chẳng lẽ có quan hệ sao?
Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được trong không gian này có một cỗ khí tức sát phạt, cơ hồ giống như đúc khí tức sát phạt trong không gian có thân hình đế giả. Trong lòng hắn không khỏi nhớ tới điều này. Đối với thân hình đế giả kia trong lòng Lục Lâm Thiên tuyệt đối cố kỵ, thứ đó vô cùng khó đối phó. Phía trước có người, chúng ta đi xem một chút. Tâm thần tràn ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Tại một chỗ rộng lớn phía trước có không ít thân ảnh rậm rạp tụ tập ở nơi này. Âm thanh náo động hội tụ lại từ từ khuếch tán ra chung quanh. Lục Lâm Thiên cùng với Tử Yên đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên lúc này ở nơi đây lại có 400-500 người hội tụ. Cả đám đều là cường giả, cơ hồ đều là vương cấp. Mà xuất cấp cao trọng cũng có rất ít, cường giả tôn cấp không ít. Ánh mắt quét qua, Lục Lâm Thiên có chút kinh hãi. Phía trước có không ít người của các sơn môn lớn, trong đó cũng không thiếu thân ảnh mà Lục Lâm Thiên không xa lạ gì. Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn, Vi Bang Ngạn của Quy Nguyên Môn, Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông cũng có mặt ở trong đó. Mặt khác khiến cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên chính là Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông cùng với hai tôn giả dùng kiếm và Lam Linh cùng với một trưởng lão tu vi vương cấp cũng xuất hiện trong đám người này. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tốc độ của Vạn Thú Tông này quả thực không kém. Ánh mắt hắn lại nhìn chung quanh, ngược lại cũng không nhìn thấy người của Lan Lăng Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông. Đoán chừng đám người này trên đường đi tách nhau ra. Trong đám người Nguyên Nhược Lan cũng có mặt, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Nguyên Nhược Lan rời đi khi trước, xem ra ý định của Nguyên Nhược Lan chính là đi tới chỗ này. Trong đám người, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm, Tiêu Giao Vương cùng với đám người Quân Lâm Hàn đều có mặt. Kỷ Diệu Tôn của Kiền Hiên Đảo, Trọng Nham Tôn Giả, Ô Trấn Vũ của Tinh Ngục Các cùng Kinh Hồn Tôn Giả. Mặt khác Lục Lâm Thiên còn nhìn thấy Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên cùng Thiên Phong Tôn Giả và chúng cường giả khác. Tất cả mọi người đều có mặt. Trước mặt đám người đang tụ tập này có một mảnh rừng rậm tràn ngập khí tức cổ xưa. Một đám khí tức sát phạ lan tràn ra, bên trong rừng rậm mơ hồ có sương mù trắng bao phủ. Rừng rậm này to lớn như vậy giống như là một đầu hung thú ngập trời giang phủ phục. Hung thú khổng lồ che khuất bầu trời khiến cho ánh mặt trời khó có thể chiếu vào bên trong khiến cho mọi người có chút sợ hãi. Chúng cường giả nhìn về phía trước, ở sâu trong rừng rậm này có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, trong lúc vô hình linh hồn run lên. Khí tức thật quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhìn rừng rậm này cũng không khỏi cảm thán một câu. Khó trách những cường giả này không dám đi vào lập tức. Thì ra là e ngại khí tức bên trong. Khí tức này nương theo khí tức sát phạt. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được bên trong chính là một hung địa. Lục trưởng môn, khí tức bên trong rừng rậm quá đáng sợ. Sợ rằng không phải địa phương bình thường. Tử Yên khẽ nói, nhìn mảnh rừng rậm to lớn trước mắt, linh hồn nàng run rẩy, khiến cho nàng có cảm giác nhỏ bé, chỉ sợ rừng rậm này đã tồn tại vô số năm rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, khí tức bàng bạc bên trong đương nhiên không phải địa phương bình thường. Siêu siêu, mặt đất run rẩy. Chúng cường giả dừng lại trước rừng rậm. Linh lực chân khí tuôn ra, từng đạo thân ảnh bắn về phía trước giống như chạy đi. Không thể chờ đợi được mà xông vào trong rừng rậm yên tĩnh mà tràn ngập khí tức sát phạt kia. Chúng ta cũng vào thôi, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên lo lắng có nguy hiểm, thế nhưng Thiên Lão đã bóp nát ngọc giản, hắn nhất định phải sớm tìm được Thiên Lão. Cũng chỉ có thể tiến vào bên trong. Siêu siêu. Hai người Lục Lâm Thiên tiến vào. Trên cơ bản tất cả mọi người đều tiến vào rừng rậm cổ xưa mà yên tĩnh này. Còn có không ít thân ảnh đang từ xa chạy đến khối đại lục này. Đám người này chỉ đứng bên ngoài nhìn một lát rồi cũng lập tức tiến vào bên trong. Là trong này. Cũng không bao lâu sau, không ít thân ảnh đáp xuống. Đây chính là đám người hỏa sĩ tôn giả và chúng cường giả phi linh môn nhanh chóng chạy tới đây. Chúng ta di vào, tất cả mọi người cẩn thận. Dương Quá nói xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Dẫn đầu hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám nhanh như thiểm điện lao về phía rừng rậm cổ xưa. Phía sau lưng hắn là hỏa sĩ tôn giả, phích lịch tôn giả cùng với đám người huyết mị, hắc hùng theo sát. Phanh! Lục Lâm Thiên xuất hiện trong rừng rậm này rậm rạp, ánh sáng bên trong này hiu hắt, giống như trong năm vô số năm đã không có ai đặt chân qua. Bên trong dày đặc cỏ dại và củi mục, trong không khí còn có một mùi khó ngửi. Lúc này chung quanh Lục Lâm Thiên là vô số thân ảnh đang tiến về phía trước, đồng thời cảnh giác người chung quanh. Quả thực hơi khó tìm. Lục Lâm Thiên chần chừ. Ngọc giản của Thiên Lão bị nóp nát ở phía đông.
Bọn họ phải đi vào trong rừng rậm này là bởi vì phía trên rừng rậm đều là xương trắng ngập trời. Phi hành trên không trung căn bản khó có thể nhận ra phương hướng. Mà trong rừng rậm này Lục Lâm Thiên không ngờ lại cũng có xương trắng nồng đậm, tầm mắt bị cản trở. Đi thôi. Chần chừ một chút, quang mang dưới chân Lục Lâm Thiên lóe lên, thân hình tiếp tục phóng về phía trước. Tử Yên theo đuôi, trên đường đi hai người cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là dưới cỗ khí tức sát phạt kia Lục Lâm Thiên cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Trong này tuyệt đối không thể có chuyện không có nguy hiểm. Cẩn thận lại lật thuyền trong mương. Siêu. Trong một rừng cây, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên dừng lại, nhíu mày, tâm thần dò xét bốn phía. Lại là khí tức quen thuộc. Tâm thần Tử Yên tràn ra bốn phía, dường như cảm giác được gì đó. Trong không gian này tràn ngập một cỗ khí tức này khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Cẩn thận! Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, cùng lúc có một đạo thân ảnh phá không xuất hiện. Một cỗ linh lực cường hãn trực tiếp đánh về phía trước giống như một đầu độc xà bắn về phía Tử Yên. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng tốc độ của Lục Lâm Thiên còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước mặt thân ảnh này. Một linh vương nho nhỏ không ngờ lại dám đánh lén, muốn chết. Dứt lời, Lục Lâm Thiên căn bản không thèm nhìn công kích của linh vương này. Một đạo trưởng ấn lập tức vỗ vào LNG ngực người này, trực tiếp đánh bay người này ngược về phía sau. Thân hình đập vào một cây đại thụ che trời. Trong nháy mắt đại thụ bị gãy đôi. Phốc phốc. Trong miệng kẻ đánh lén kia phun ra máu tươi, trong nháy mắt đứng lên lần nữa giống như là liều mạng. Di chuyển mục tiêu sang Lục Lâm Thiên. Ồ! Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, tuy rằng một trưởng này của hắn chỉ dùng một chút khí lực mà thôi. Thế nhưng dưới tình huống bình thường linh vương này đã sớm chết rồi. Thế nhưng tên linh vương này lại vô cùng quỷ dị. Lục trưởng môn, người này bị tà vật khống chế, đã mất đi lý trí. Tử Yên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, nhìn thấy linh vương đang lao tới. Lúc này khí tức trên người linh vương đang lao tới thô bạo, hai mắt đỏ rực, ánh mắt trống rỗng và ngốc trệ, khí tức sắc bén, sát phạt. Bộ dáng này rõ ràng là bị thứ gì đó khống chế. Quả thực đã bị khống chế. Lúc này Lục Lâm Thiên mới nhìn kỹ, khó trách một linh vương cũng dám tùy tiện đánh lén người khác. Thì ra là bị quỷ vật gì đó khống chế. Ánh mắt hắn trầm xuống, một đạo chảo ấn đột nhiên được đánh ra. Phanh! Dưới chảo ấn, không gian vặn vẹo, đạo chảo ấn này của Lục Lâm Thiên lập tức đánh vào trên vai linh vương kia. Trực tiếp đánh bay một cánh tay của linh vương kia. Tiếng xương cốt gãy vang vọng. Cánh tay bị đứt, chỗ cụt tay của linh vương kia lại không có máu tươi trào ra. Biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có chút gì giống như đau đớn. Lại lần nữa lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Một đạo trưởng ấn đánh ra, mỗi một đạo công kích đều toàn lực thi triển. Thật là quỷ dị. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, không phải là hắn ngưng trọng vì linh vương này mà là vì tình huống quỷ dị này mà cảm thấy ngưng trọng. Lục trưởng môn. Người này đã hoàn toàn bị khống chế hồn anh. Trừ phi đánh nát linh hồn hắn, bằng không coi như không còn thân hình thì hồn anh cũng sẽ công kích chúng ta. Tử Yên nói. Thật là quỷ dị, chết đi. Nghe vậy chân khí trên người Lục Lâm Thiên tràn ra, một cỗ lực lượng không gian vô hình lập tức bao phủ linh vương kia vào bên trong. Quang mang lóe lên, không gian ầm ầm nổ tung. Phanh! Kinh khí khuếch tán, thân hình linh vương kia chia năm xẻ bảy triệt để biến mất trong thiên địa. Tử Yên cô nương, người này bị vật gì khống chế vậy? Đánh chết linh vương này, Lục Lâm Thiên cũng không có để ý quá nhiều. Người này dám tiến vào trong tử vong thâm uyên cũng là bởi vì tham lam. Gặp nguy hiểm mà chết, đây cũng là chuyện thường. Ngược lại linh vương này bị quỷ vật gì khống chế mới là chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên cảnh giác. Ta cũng không biết. Ánh mắt Tử Yên biến ảo, nói với Lục Lâm Thiên. Cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong tử vong thâm uyên này mỗi một bước đi tới đều có nguy hiểm. Đoạn đường tới đây hắn cũng đã gặp nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng nhìn thấy không ít cường giả vẫn lạc ở bên trong này. A hát! Lúc này ở phía xa vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng hai người trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng phóng về phía trước. Một lát sau trước người Lục Lâm Thiên xuất hiện một rừng cây cao ngất, trong rừng cây lúc này có mấy thân ảnh kêu thảm, toàn thân đen kịt. Thất khiếu chảy máu, bộ dáng dữ tợn mà thê thảm. Mấy người này nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Tử Yên lập tức lao thẳng tới, thần thái trong đôi mắt đang chảy ra máu tươi kia giống như đang cầu cứu.
Mau lui lại, trong này có kịch độc. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, Lục Lâm Thiên lập tức nói với Tử Yên. Ở lâu cùng với thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, lúc này Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ mẫn cảm với độc vật. Thân hình hai người nhanh chóng lui lại, những người kia kêu lên thảm thiết, càng ngày càng thê lương. Cũng không bao lâu sau thân hình mấy người bắt đầu hư thối, toàn thân run rẩy ngã xuống mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, thống khổ không cần phải nói. Trong này có kịch độc, chúng ta cũng phải đi qua rừng rậm có kịch độc này mới được. Lục Lâm Thiên nói với Tử Yên, ánh mắt nhìn rừng cây trước mắt. Kịch độc này rất mạnh, những người kia lúc chết trong mắt còn hiện lên sự sợ hãi. Thân hình lúc này vẫn đang tiếp tục thối rữa. Độc khí thật lợi hại, nếu như Tâm Đồng ở đây thì tốt rồi. Tử Yên nói, độc khí kia vô hình lan tràn ra. Đối với loại độc vật này nàng cũng không dám động vào. Nếu như Tâm Đồng ở đây thì cũng không phải sợ đám độc khí này. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dùng độc công của nha đầu kia đối với đám độc khí này đương nhiên không cần ngại. Thế nhưng hiện tại không có nha đầu kia ở đây mà hai người phải xuyên qua rừng rậm. Hai người thương nghị một chút, vẫn quyết định đi qua. Một khi phát hiện tình huống không ổn thì lập tức nghĩ biện pháp khác. Hai người bố trí quang tráo hộ thân, lần nữa bước vào trong rừng cây. Hai người lập tức phát hiện ra một cỗ độc khí vô hình lan tràn đến. Thế nhưng đều bị hai người ngăn cản ở bên ngoài. Nói chung cũng có thể ngăn cản, dù sao thực lực của hai người đều không tệ. Trong rừng cây này trên đường đi hai người lần nữa gặp được mấy người bị độc khí ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khiến cho người ta sởn da gà. Khiến cho Lục Lâm Thiên và Tử Yên càng không dám khinh thường. Hai người cẩn thận từng tí một tiến lên phía trước, nguy hiểm ngăn cản những độc khí này đi ra khỏi rừng rậm to lớn. Lúc này độc khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người lập tức thu hồi quang tráo phòng ngự. Vừa rồi vì ngăn cản cỗ độc khí vô hình kia mà hai người đều tiêu hao không ít. Đi ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mặt hai người lại là một rừng cây khác. Khí tức sát phạt kia càng thêm nồng đậm, bên trong không gian cũng có xương trắng nồng đậm, tầm mắt hai người bị ngăn cản, không nhìn được xa. Có cấm chế áp chế năng lượng. Tử Yên ngưng trọng nói, trong lúc tâm thần tỏa ra nàng nhận ra bên trong rừng cây này có khí tức áp chế linh hồn, linh lực trong cơ thể trong lúc vô hình đều bị ảnh hưởng. Phanh phanh. Phía trước đó không xa vang lên âm thanh trầm thấp, chỉ là vì sương mù dày đặc cho nên hai người cũng không có cách nào nhìn thấy. Cẩn thận một chút, đi theo sát ta. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức chui vào trong sương mù dày đặc. Tử Yên nhìn lại, sương mù phía trước dường như ngày càng nồng đậm. Mà ở tổng sương mù dày đặc phía trước có một đạo thân ảnh đang kịch chiến với mấy đạo thân ảnh đỏ hồng. Từ thân ảnh này có thể nhận ra đây là một nữ tử uyển chuyển, đường cong động lòng người. Trong lúc chiến đấu một đạo lưu quang trong tay nữ tử này bắn ra. Một đạo lưu quang phóng lên trời. Lập tức hóa thành một đầu phi ưng màu đỏ khổng lồ. Đầu phi ưng khổng lồ vài trăm mét nay mang theo khí tức nóng bỏng che đậy không gian. Nhiệt độ trong không gian nhanh chóng kéo lên, mà ngay cả xương trắng trong không gian cũng bị chấn vỡ. Trong nháy mắt cả không gian sáng rõ, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ. Thân ảnh màu đỏ hồng kia là mấy đầu khôi lỗi, trên người mấy cỗ khôi lỗi này đều tràn ngập khí tức sát phạt. Yêu thú phi ưng này cũng đã đạt tới lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Yêu thú này vỗ cánh bay lên mang theo hỏa diễm cuồng bạo đánh về phía mấy đạo thân ảnh phía dưới. Siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh kia không lùi mà tiến tới, cùng đánh ra một đạo chảo ấn về phía phi ưng. Một cỗ kình khí mạnh mẽ xuyên thấu hư không, tiếng xé gió vang vọng tựa như đánh vỡ không gian. Chảo ấn trực tiếp xé rách không gian tạo ra vết nứt đen kịt trong không gian. Siêu siêu. Trong sát na đầu phi ưng cực lớn này bị mấy đạo chảo ấn đánh xuống. Lập tức bị đánh thành từng mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản công kích của mấy đầu khôi lỗi này. Phốc phốc, cơ hồ là cùng lúc trong miệng nữ tử có thân hình động lòng người kia cũng phun ra máu tươi, thân ảnh xinh đẹp lảo đảo bị đẩy lui. Siêu siêu, mấy đầu khôi lỗi đỏ hồng kia vẫn đuổi theo không bỏ. Chảo ấn lần nữa xé rách không gian bắn về phía nữ tử kia. Còn nữ tử này cũng đã không có lực chống lại. Biết rõ tòa kỵ không có cách nào ngăn cản những đầu khôi lỗi khủng bố này mà vẫn gọi ra yêu thú tòa kỵ. Siêu. Chỉ trong nháy mắt gợn sóng trong không gian trước người nữ tử này lóe lên, một đạo thân ảnh màu xanh hiện lên. Một mảnh quang mang bao phủ không gian. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này bốn đầu khôi lỗi đỏ hồng không có cách nào tiến lên phía trước nửa bước.
Phế phẩm sao? Người tới chính là Lục Lâm Thiên, mắt nhìn bốn đầu khôi lỗi này cùng với hung khôi trên người hắn cơ hồ giống như đúc. Thế nhưng khôi lỗi này chỉ là thất cấp, quan trọng hơn chính là không trọn vẹn, đều thiếu một cánh tay hoặc là thiếu chân, giống như là phế phẩm bị vứt bỏ. Đối với loại khôi lỗi này Lục Lâm Thiên xem như đã quen thuộc, thủ ấn được kết. Bốn đạo trưởng ấn đánh vào trong đầu bốn đầu khôi lỗi, dễ dàng bố trí ấn ký linh hồn của mình. Cũng không lâu sau bốn đầu khôi lỗi bị Lục Lâm Thiên thu vào trong nhẫn chữ vật. Thứ này tốt xấu gì cũng là khôi lỗi thất cấp trung giai, giữ lại cũng có chỗ dùng, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm nghi hoặc, những khôi lỗi này rốt cuộc là do người phương nào luyện chế, thế nhưng lại giống như luyện chế xong tiện tay vứt bỏ, không có bố trí thủ đoạn cấm chế gì cả. Phốc phốc! Sau lưng Lục Lâm Thiên, nữ tử có thân hình mềm mại động lòng người kia nhìn thấy thân ảnh mặc áo xanh xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc một hồi, toàn thân khẽ run lên. Trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, thân hình uể oải, chống một thanh trường kiếm trong tay xuống mặt đất thì mới có thể đứng vững thân hình. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn nữ tử này, trên người mặc một bộ y phục màu xanh da trời, thân hình nóng bỏng, vẫn khiến cho người ta nhìn thấy mà sôi trào. Lúc này nữ tử này bị trọng thương thế nhưng nhìn qua vẫn giống như một đầu mẫu báo bị trọng thương. Sau khi nhìn thấy đầu phi ưng cực lớn kia Lục Lâm Thiên đã nhận ra Lam Linh. Liệt hỏa yêu ưng kia chính là yêu thú bản mạng của Lam Linh. Vốn Lam Linh bị trọng thương, tăng thêm yêu thú bản mạng bị đánh chết, cho nên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Mắt nhìn Lam Linh, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, không biết Doãn Ngạc cùng với hai người khác của Vạn Thú Tông làm sao lại để cho Lam Linh đi một mình lúc này. Do dự một chút, Lục Lâm Thiên không nói gì, muốn quay người rời đi. Hiện tại Vạn Thú Tông cùng Phi Linh Môn cũng không còn giống như lúc trước. Sợ rằng không bao lâu nữa Vạn Thú Tông và Phi Linh Môn sẽ khai chiến, đây là chuyện khó tránh khỏi. Lúc trước ta đi cho nên bây giờ ngươi định báo thù sao? Lúc này thân hình mềm mại của Lam Linh đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, chảy xuống rãnh sâu trước ngực. Nhìn qua hấp dẫn tràn ngập dã tính. Bước chân Lục Lâm Thiên đang định rời đi lập tức dừng lại. Thân hình đứng lại một chút rồi xoay người nhìn qua Lam Linh, ánh mắt lóe lên, nói. Lam Tông Chủ nói gì vậy? Ta không hiểu. Thật không hiểu sao? Vậy thì ngươi đi đi. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng vẫn còn máu tươi tràn ra, thế nhưng vẫn nghiến răng đứng lên. Trên đôi chân thon dài lúc này cũng có dấu vết của chảo ấn, hiện lên vết máu nhàn nhạt. Thương thế của Lam Tông Chủ rất nặng a. Dùng đan dược này vào rồi điều tức một lát đi. Lục Lâm Thiên nói, chậm rãi đi tới trước mặt Lam Linh, đem một khỏa đan dược giao cho Lam Linh. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, hai con mắt khép lại, lập tức ngất đi. Lam Tông Chủ. Lục Lâm Thiên nhanh tay ôm Lam Linh vào trong lòng. Dưới sự hấp dẫn như vậy Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thủ ấn đánh xuống. Hắn phát hiện ra thương thế của Lam Linh quả nhiên không phải nghiêm trọng bình thường. Linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn, sợ rằng có liên quan tới việc yêu thú bổn mạng bị đánh chết. Tử Yên. Sau khi kiểm tra thương thế Lam Linh, Lục Lâm Thiên mở hàm răng của Lam Linh rồi nhét một khỏa đan dược chữa thương vào. Lúc này hắn mới phát hiện ra Tử Yên đã sớm không đi theo bên người mình, dọa cho Lục Lâm Thiên nhảy dựng lên. Trong lúc cấp bách Lục Lâm Thiên cũng không quản được nhiều, đem Lam Linh đang hôn mê ôm vào trong lòng, tìm kiếm Tử Yên chung quanh. Thế nhưng không thể tìm thấy thân ảnh của Tử Yên, khắp nơi đều là xương trắng nồng đậm, căn bản khó có thể nhìn ra xa. Phiền phức rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, địa phương quỷ quái này cũng quá quỷ dị, lặng lẽ lại biến mất người bên cạnh. Khó trách Thiên Dương Tôn Giả đã cố ý thông báo. Tất cả phải cẩn thận, bằng không người bên cạnh sẽ tùy thời thất lạc. Lục Lâm Thiên vô cùng cẩn thận, hắn nghi ngờ ở bên cạnh có trận pháp biến hóa. Bằng không dùng tu vi của Tử Yên không có khả năng lặng lẽ không một tiếng động mà thất lạc với hắn. Trong động sâu dưới lòng đất, trong dây mây màu xanh rậm rạp bao phủ, một cỗ khí tức bàng bạc đang tiếp tục kéo lên. Khí tức kéo lên, quang mang trắng đen quanh quẩn, khói độc lan tràn khiến cho gợn sóng trong không gian chuyển thành màu đen. Dây mây kia vốn toàn thân óng ánh lúc này đã sớm biến thành màu đen. Điện mang màu xanh nhạt cũng tràn ngập khói độc quanh quẩn, nhìn qua có cảm giác vô cùng quỷ dị. Khí tức kéo lên, trong không gian chung quanh lúc này không biết từ khi nào có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới. Năng lượng thiên địa quanh quẩn chung quanh dây mây tạo thành một cái kén nhộng, tất cả cực kỳ huyền ảo.
Theo thời gian trôi qua, trong dây mây màu đen, xuyên qua vô số khe hở nhỏ bắt đầu có quang mang trắng đen lan tràn ra. Ở bên trong quang mang trắng đen có độc khí quanh quẩn, tràn ngập khí tức khiến cho người ta rung động mà sợ hãi. Một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu kéo lên. Trong đám dây mây như kén nhộng này, Lục Tâm Đồng khoanh chân mà ngồi, chỗ mi tâm, năng lượng từ trong cái ao bằng năng lượng không ngừng thông qua dây mây trên mi tâm mà tiến vào cơ thể nàng. Khí tức trên người Lục Tâm Đồng càng ngày càng mạnh, khí tức tràn ngập khiến cho gợn sóng trong không gian sinh ra chấn động kịch liệt. Chấn động cũng không kéo dài bao lâu, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dùng thế trẻ che tăng vọt, một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực theo đó mà khuếch tán. Cả không gian run rẩy, dây mây như một cái kén nhộng cũng bắt đầu lay động. Năng lượng thiên địa bàng bạc vây quanh đám dây mây này điên cuồng rót vào bên trong. Một cỗ khí thế cường hãn theo thân hình Lục Tâm Đồng phóng lên trời. Phanh! Trong cái kén nhộng bằng dây mây vang lên âm thanh trầm dục, một cỗ khí thế dùng xu thế như trẻ tre lập tức trùng kích, đem bình chướng vô hình đánh tan. Cùng lúc này khí tức trên người Lục Tâm Đồng lập tức tiến lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trong sơn động khí tức kéo lên một lát sau mới ổn định. Hắc mang nồng đậm mang theo một cỗ khí tức quỷ dị dần dần bị một cỗ hấp lực trong đám dây mây thôn vệ vào. Siêu! Ước chừng nửa canh giờ sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái kén nhộn bằng dây mây màu xanh kia giống như hoa sen rơi xuống, từng đạo điện mang màu xanh bao phủ sơn động cực lớn. Trên khuôn mặt của Lục Tâm Đồng, dây mây hóa thành một đạo điện mang trực tiếp tiến vào trong mi tâm của Lục Tâm Đồng. Khói độc nhàn nhạt tiêu tán, thân hình Lục Tâm Đồng mới chậm rãi xuất hiện. Phù! Thủ ấn trên tay Lục Tâm Đồng biến hóa, hai con mắt sáng ngời đột nhiên mở ra. Hai đạo tinh quang bắn về phía trước. Tinh quang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó một ngụm chọc khí từ trong cơ thể nàng được thở ra. Ánh mắt nhìn bốn phía, Lục Tâm Đồng có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng thầm thở dài một hơi, lần này gặp đại nạn không chết, còn nhận được không ít chỗ tốt. Mắt thấy dây mây màu đen chằng chịt trên mặt đất, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Tâm Đồng hiện lên sự vui mừng. Tâm thần khẽ động, thủ ấn biến hóa. Vô số dây mây màu đen chẳng chịt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong mi tâm nàng rồi biến mất không thấy. Ở trong không gian giống như thời gian loạn, Lục Lâm Thiên nhìn một đạo thân ảnh xinh đẹp nằm trên mặt đất. Thân hình nóng bỏng, y phục mê người, khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn qua vài lần. Hắn đã gặp nàng cũng không thể cứ như vậy mà đi được. Lặng lặng nhìn nữ tử đang hôn mê, Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như trở lại thời điểm khi hắn còn tôi luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Năm đó hắn không phải là cái gì hết, từng bước một hắn mới có ngày hôm nay. Khục! Lam Linh ho nhẹ một tiếng, hai mắt từ từ mở ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt xa lạ kia, thế nhưng khí tức này rõ ràng lại quen thuộc, khí tức này khiến nàng vừa mới cảm nhận thì đã biết rõ. Ngươi tỉnh rồi sao? Thương thế của ngươi rất nặng, phải nhanh chóng điều tức, nhanh dưỡng thương đi. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Lam Linh nói. Ngươi còn chưa đi sao? Ta từng nghĩ ngươi không thèm quan tâm tới ta. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình giãy giụa cố gắng muốn ngồi lên, thế nhưng dường như lại không có một chút sức lực nào. Nhìn không gian chung quanh, gợn sóng loạn khiến cho nàng run sợ, nàng nói. Đây là nơi nào? Cũng không thể thấy chết không cứu, huống chi đường đường là tông chủ Vạn Thú Tông, nói không chừng đến lúc đó ta còn được hậu tạ một chút bảo vật. Lục Lâm Thiên cười cười. Nâng Lam Linh lên, nói. Đây là nơi rất an toàn. Tuy rằng ngươi cứu ta, thế nhưng ngươi cũng giết hôn phu của ta. Ngươi cảm thấy Vạn Thú Tông có thể hậu tạ cho ngươi bảo vật gì sao? Lam Linh khẽ tựa vào cánh tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt Lục Lâm Thiên. Gần trong gang tấc, cơ hồ hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Cũng không sao, chỗ tốt này ta không nhận cũng được. Dù sao ta cũng không nghĩ Vạn Thú Tông sẽ hào phóng như vậy. Lục Lâm Thiên nói, gần trong gang tấc hít mùi hương trên thân hình Lam Linh khiến cho trong lòng hắn có chút khó hiểu. Năm đó rõ ràng hắn đã biết nàng không phải là nữ tử bình thường, tốt nhất không nên trêu vào. Những năm gần đây, một nữ tử như nàng một đường từ đệ tử bình thường leo lên chức vị tông chủ Vạn Thú Tông, chuyện này không biết khó khăn tới bực nào. Ngươi nói thật dễ nghe, sợ rằng ngươi gây phiền toái lớn rồi. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nói. Tốt hơn ngươi nên chữa thương đi, để càng lâu đối với ngươi càng bất lợi.
Dứt lời Lục Lâm Thiên đỡ Lam Linh ngồi xuống. Không được thả tay ra. Thân hình Lam Linh tựa vào người Lục Lâm Thiên, đột nhiên hai tay nắm chặt thắt lưng Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên mang theo sự khẩn cầu nói. Ôm ta một chút, được chứ? Lam Tông Chủ, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, như vậy không được tốt lắm. Lục Lâm Thiên sững sờ, không biết vì sao lại ôm chặt nữ tử trong lòng hơn một chút. Ngươi không chịu thừa nhận ngươi là ai sao? Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, dưới khuôn mặt lạ lẫm này, ánh mắt kia, còn có khí tức này khiến cho nàng kết luận mình không nhận nhầm. Nàng mỉm cười, cổ tay trắng nõn dương lên, vuốt ve khuôn mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên muốn tránh đi, thế nhưng không biết như thế nào cuối cùng lại để cho bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt mình. Như ngươi bây giờ cũng rất tốt, nếu như đối mặt với bộ dáng vốn có của ngươi, có lẽ ta còn không có dũng khí đối mặt với ngươi. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lời nói của Lam Tông Chủ tại hạ càng lúc càng cảm thấy không hiểu. Lục Lâm Thiên nói. Nghe không hiểu thì không hiểu, ít nhất hiện tại ngươi có thể ôm ta cũng đã rất tốt rồi. Ta chưa từng nghĩ qua có một ngày có thể nằm trong ngực ngươi một lát. Lam Linh mỉm cười, sắc mặt trắng bệch khiến cho nụ cười giống như hoa hải đường. Lục Lâm Thiên cũng không nói gì. Trong lời nói này dường như hắn cũng hiểu ra một chút, trong lòng không khỏi run lên. Ngươi có biết không, có đôi khi ta thường hối hận những năm này làm tất cả quá dễ dàng. Lam Linh vuốt ve má Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chớp động, ánh mắt có chút phức tạp. Hối hận cái gì? Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi. Hối hận tất cả những thứ làm trước đây. Trước kia ta chỉ nghĩ muốn trở nên nổi bật, chứng minh mình so với mọi người còn mạnh hơn nhiều. Cho rằng chỉ cần ta muốn là có thể đạt được tất cả. Đạt được cả hạnh phúc, thế nhưng ta đã sai rồi. Lam Linh nói. Ngươi nói đúng, chỉ là lựa chọn của ngươi không đúng mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, mỗi người đều có con đường mà mình lựa chọn. Đường không giống nhau đương nhiên đích cũng không giống nhau. Ta sai, đến bây giờ ta mới biết được, ta sai vô cùng. Thứ ta đạt được kỳ thực không phải là thứ ta muốn. Một nữ nhân đạt được những thứ như hiện tại để làm gì? Hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Lam Linh cười khổ nói. Mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, thứ mất đi cùng với đạt được cũng vậy. Mỗi người lựa chọn một đường thì kết quả cũng sẽ khác nhau. Kết quả này cũng là kết quả trong giấc mộng của mỗi người thì đã là thành công. Mà một người nếu như gian khổ đi tới bước cuối cùng mới phát hiện ra kết quả không phải là thứ hắn muốn thì cũng chỉ có thể nói là ý trời. Ít nhất trước khi lựa chọn mỗi người đều được suy nghĩ, cho dù sai cũng không có cách nào hối hận. Lục Lâm Thiên nói, từ trong lời nói của Lam Linh trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy ý tứ mệt mỏi. Có lẽ những năm này nàng cũng mệt mỏi rồi. Lam Linh không nói gì, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn một hồi rồi nói. Nói cho ta biết, tại sao ngươi phải giết Công Tôn Xuân Thu? Ta nhìn ra được là ngươi cố ý, ta muốn biết nguyên nhân thực sự. Nếu như ngươi không muốn nói thì cũng đừng có trả lời qua loa với ta. Lục Lâm Thiên cười khổ, nữ nhân này vẫn sắc bén như thế. Luận tâm trí tuyệt đối không dưới Độc Cô Cảnh Văn và Tử Yên. Chỉ tiếc lại là người Vạn Thú Tông. Nếu như Vạn Thú Tông đeo quyền lực thật sự trao cho nàng, đối với Vạn Thú Tông lại là một chuyện tốt. Chỉ tiếc Vạn Thú Tông lại không làm như vậy. Khẽ thở dài, Lục Lâm Thiên nói. Nếu Lam Tông Chủ nếu không muốn ta trả lời qua loa thì ta cũng không cần trả lời. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi giết Công Tôn Xuân Thu có phải có liên quan tới ta hay không? Cho dù là một chút liên quan cũng được, ta muốn nghe lời nói thật. Lam Linh nói, ta không quen biết Lam Tông Chủ, chuyện này vô cùng đơn giản, Công Tôn Xuân Thu trêu chọc ta trước, bất kể như thế nào cũng đáng chết. Một lát sau Lục Lâm Thiên nói, thật sao? Ánh mắt Lam Linh biến ảo, dường như có chút thất vọng, đôi môi tái nhợt khẽ mở, nói. Nói cho ngươi biết một chuyện, chuyện này từ lâu đã chôn dưới đáy lòng ta. Những năm này ta cũng không thể nói với ai. Lục Lâm Thiên nói. Lam Tông Chủ cứ nói. Thân hình Lam Linh dường như có thể hoạt động một chút, nàng càng dán sát lên người Lục Lâm Thiên, nói. Rất nhiều năm trước ta đỡ Upsilon.ng phải một người trong sơn mạch Vũ Đô. Hắn rất kỳ lạ, cũng rất quái dị, chúng ta ở chung một đoạn thời gian rất dài. Cùng đi tầm bảo, cùng đề phòng người khác. Vậy sao? Lục Lâm Thiên nói,
Chuyện trong sơn mạch Vũ Đô khi trước lúc này dường như hiển hiện rõ mồn một trước mắt Lục Lâm Thiên. Về sau chúng ta tìm được bảo tàng, hắn cũng nằm trong tay ta. Lam Linh nói tới chuyện này khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Ta biết rõ cả đời này của hắn dường như chưa từng bị tính kế như vậy, thế nhưng lúc trước lại rơi vào trong tay ta, chỉ như vậy đã đủ rồi, ta cũng đã thỏa mãn. Chỉ sợ người này lúc trước đã quá coi thường Lam Tông Chủ. Lục Lâm Thiên cười nói, giống như hắn cũng trở về thời điểm đó. Về sau ta muốn giết hắn, thế nhưng ta mới phát hiện ra một chuyện, mình không hạ thủ được. Rất nhiều năm sau ta mới biết được nguyên nhân, chỉ là khi đó đã muộn rồi. Lam Linh nói, nguyên nhân gì? Lục Lâm Thiên hỏi, bởi vì trong lòng ta khi đó cũng đã có hắn. Ánh mắt Lam Linh khẽ đổi, lần nữa nhìn vào mắt Lục Lâm Thiên nói. Ta sợ về sau chúng ta sẽ không có cơ hội ở cùng một chỗ như vậy. Mặc kệ ngươi có thừa nhận ngươi là hắn hay không, ta đều muốn nói cho ngươi biết trong lòng ta luôn có ngươi. Lục Lâm Thiên sững sờ, nhìn nữ tử trong ngực, ánh mắt ngốc trệ một chút. Hắn thật không ngờ Lam Linh lại nói trắng ra như vậy. Nhiều năm trôi qua ta cũng không phải là nữ tử khi đó. Chỉ có hiện tại ở trước mặt ngươi ta mới có thể trở lại làm chính mình. Lam Linh mỉm cười. Thấy phản ứng của Lục Lâm Thiên, cười nói. Lâm Thiên đệ đệ, có phải đã bị tỷ tỷ dọa rồi không? Có đôi khi hỏi người khác cũng là tự hỏi bản thân mình. Chuyện này cũng chưa hẳn không phải là chuyện vui mừng. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, nhìn nữ tử trong ngực, giờ phút này tuy rằng nàng suy yếu thế nhưng vẫn mê người, tràn ngập dã tính như vậy, khiến cho người ta không nhịn được run rẩy trong lòng, hắn nói. Hiện tại Lam Tông Chủ nên điều tức đi. Thương thế của ngươi quá nặng. Lâm Thiên đệ đệ, có thể đồng ý với tỷ tỷ một chuyện được hay không? Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, người này giống như có ma lực khiến cho nàng không tự chủ được mà lún sâu vào bên trong, hấp dẫn nàng khiến nàng không thể rời khỏi. Đôi mắt này cũng với đôi mắt năm đó không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng lại càng làm cho nàng lún sâu vào không thể tự mình kiềm chế. Nói đi, có thể làm được thì ta sẽ không cự tuyệt. Lục Lâm Thiên không phủ nhận bản thân, cũng không có thừa nhận. Nhìn qua nữ tử trong ngực, đột nhiên trong lòng hắn có chút chua xót. Trong lúc mơ hồ cảm thấy mình thiếu nợ nàng thứ gì đó. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân gì đó mà hắn không nói rõ. Ngươi nhắm mắt lại là được. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên tinh mang, giống như có một loại lực lượng tuôn ra giống như lúc này nàng đã khôi phục được một chút. Lục Lâm Thiên sững sờ, lập tức nhắm hai mắt lại. Nhìn Lục Lâm Thiên đang nhắm chặt hai mắt, Lam Linh khẽ cắn môi, trong giây lát cũng không biết lấy sức lực từ đâu mà hai tay cuốn quanh cổ Lục Lâm Thiên, bờ môi tái nhợt hôn lên môi Lục Lâm Thiên. Bốn môi đờ upsilon.ng chạm, toàn thân Lam Linh run lên, không biết nên làm như thế nào nữa. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt to tròn của Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên. Dưới ánh mắt này không biết nàng sợ hãi hay là gì mà trở nên ngốc trệ, không biết nên làm gì. Lục Lâm Thiên nhìn Lam Linh, ánh mắt có chút ngốc trệ này, tuy rằng không nói một lời nào thế nhưng tất cả ngôn ngữ đã thành thứ dư thừa. Ánh mắt Lam Linh đã nói cho hắn biết tất cả. Ta! Lam Linh phục hồi tinh thần lại, giống như chim sợ cành cong, cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Ôm nữ tử này vào trong ngực, hương thơm nhu hòa truyền vào chung mũi. Lục Lâm Thiên ôm eo Lam Linh. Cảm giác đỡ upsilon.ng vào da thịt mềm mại khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Bộ dáng của Lam Linh lúc này vô cùng nhu thuận, tim đập thình thịch, hai má tái nhợt lúc này cũng trở nên đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn. Khóe miệng Lục Lâm Thiên run run, muốn nói câu gì đó thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu hôn lên môi nữ tử trong lòng. Toàn thân Lam Linh run lên. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Lâm Thiên, cùng Lục Lâm Thiên triền miên hôn. Đôi môi tái nhợt cũng vì vậy mà trở nên ướt át, mềm mại. Hương thơm tràn ngập khiến cho Lục Lâm Thiên say mê. Hôn sâu như vậy khiến cho Lam Linh từ lạ lẫm tới quen thuộc, một lát sau Lam Linh thở hồng hộc đẩy Lục Lâm Thiên ra. Hai mắt si ngốc nhìn Lục Lâm Thiên trong chốc lát, hai má Lam Linh ửng đỏ, nghiến răng, trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên thò tay cởi dây tóc trên đầu. Mái tóc giống như thác nước rũ xuống. Tán loạn trên vai. Sợi tóc phất phơ mang theo mùi thơm ngát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, Lam Linh ngồi xuống, hai tay cởi bên hông. Cởi bộ y phục màu xanh da trời ra.
y phục chút xuống, đường cong linh lung kia xuất hiện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, bộ y phục màu xanh của Lam Linh rơi xuống, trên người chỉ còn bộ sa y màu trắng. Nhìn xuyên qua tầng lụa trắng mỏng kia, Lục Lâm Thiên lờ mờ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của Lam Linh. Thân hình lồi lõm, cân xứng, da thịt mềm mại, toàn thân tản ra khí tức thành thục, dã tính 10 phần, đồng thời tản ra hương thơm mềm mại. Lục Lâm Thiên nhìn tới ngây ngốc thân hình linh lung, không mập, không gầy, mỗi một chỗ, mỗi một tác đều vô cùng hấp dẫn, tuyệt đối là vưu vật trời sinh. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lam Linh khẽ đổi, gò má đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng, diễm lễ không gì sánh được, nói. Lâm Thiên, yêu ta, tuy rằng thanh danh của ta không được tốt lắm. Thế nhưng thân hình tuyệt đối thanh bạch. Nhìn Lục Lâm Thiên, Lam Linh nói. Dứt lời thân hình khẽ giãy giụa, đem sa y trên người cùng với y phục chút xuống. Động tác hấp dẫn tới cực điểm. Khi tiết khố rơi khố, thân hình mềm mại tuyệt mỹ xuất hiện hoàn toàn trước mắt Lục Lâm Thiên. Toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, thân hình này tuyệt đối hoàn mỹ. Vòng eo nhỏ nhắn, dã tính giống như một đầu mẫu báo. Bờ mông ngạo nghễ, cặp đùi thon dài, tăng thêm đôi ngọc thỏ cao ngất trước ngực, dưới không gian loạn lúc này càng thêm động lòng người, không gì sánh được. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình không hề có chút che giấu nào mà đứng thẳng trước mắt Lục Lâm Thiên, kiêu ngạo biểu lộ ra tất cả những thứ mình có. Ánh mắt mê ly, thân hình cực kỳ gợi cảm. Nhìn thân hình này, ánh mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu mê ly, toàn thân như bị thứ gì đó bao phủ, ánh mắt mê ly bắt đầu có chút nóng bỏng. Yêu ta! Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, không có chút ngại ngùng nào, không giữ lại một chút nào. Lục Lâm Thiên si ngốc nhìn thân hình hoàn mỹ của Lam Linh, lập tức đứng dậy kéo thân hình này vào trong lòng. Thân hình mềm mại của Lam Linh run rẩy dữ dội, ngã nhào vào trong ngực Lục Lâm Thiên. Hô hấp Lục Lâm Thiên dồn dập, đôi môi không ngừng rơi vào khuôn mặt của Lam Linh, từ đôi môi, chóp mũi, cái má, cái cổ trăng nõn. Càng hôn càng có lực, càng hôn càng điên cuồng. Hai tay tùy ý xoa nắn trên thân hình hoàn mỹ. Lam Linh cơ hồ hít thở không thông, hai tay ôm chặt lấy Lục Lâm Thiên, cũng không giãy giụa, cũng không làm gì, bàn tay thon thả càng ôm càng chặt. Một lát sau trong lòng hai người đều cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, Lục Lâm Thiên cởi bỏ y phục trên người, xách thương ra trận. Độc Long ngưng đầu tiến vào thân hình thành thục kia. A hát! Trong cổ họng Lam Linh kêu lên một tiếng đau đớn khi chấm dứt đời xử nữ. Chỉ là trong lòng nàng lại thỏa mãn. Hai tay siết chặt lấy thân hình Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chậm rãi di động, Lam Linh rốt cuộc cũng cảm nhận được tư vị khổ tận cam lai, lúc này Lục Lâm Thiên mới giống như dã thú bắt đầu điên cuồng di chuyển. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, tiếng thở dốc vang lên liên tục, xuân sắc khôn cùng, mãi một lúc lâu sau tất cả mới trở nên yên tĩnh. Trong sơn mạch, không ít thân ảnh xuất hiện, khí tức thu liễm. Thế nhưng trong lúc vô hình lại cực kỳ cường hãn, không ít tán tu chung quanh cảm nhận được cỗ khí tức này lập tức tránh xa. Trong hai người đi đầu có một thanh niên mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt sáng như sao, một nữ tử có mái tóc màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ, dung nhan không chút son phấn, có chút vũ mị cùng với khí chất giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt hai người cơ hồ giống nhau như đúc, chính là hai huynh muội Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền. Hai vị thiếu chủ. Phía trước có độc khí, coi chừng. Một lão giả nhìn rừng cây trước mắt lập tức nói với hai người Lăng Thanh Tuyệt. Quanh thân lập tức được một đạo quang cháo bao phủ. Tin tức phát ra ở phía trước, nhất định có phát hiện lớn, chúng ta phải mau chóng tới đó. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, quanh thân xuất hiện một đạo quang cháo, thân ảnh lóe lên lập tức lách mình đi vào trong rừng cây, đám người phía sau lập tức theo đuôi. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyệt khẽ đổi. Vẫn lặng lẽ theo sau, trên đường đi không có quá nhiều lời. Trong thiên trụ giới, hai thân ảnh ôm lấy nhau, Lam Linh dựa vào LNG ngực của Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhúc nhích, trong mắt có chút ướt át, tham lam cảm nhận dư vị ở trong LNG ngực này. Tại sao nàng phải làm như vậy? Lục Lâm Thiên vuốt ve mái tóc dài của Lam Linh, khẽ thở dài. Vừa rồi bị lửa nóng lấn át lý trí, hiện tại tính tâm lại Lục Lâm Thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đây là do ta tình nguyện, chỉ là không muốn bản thân phải hối hận mà thôi. Đây coi như là năm đó ta thiếu nợ ngươi đi, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Lam Linh ngồi dậy, mái tóc rũ xuống, đem đôi ngọc thỏ trước ngực che lại, như ẩn như hiện, càng thêm mê người. Nàng đã sớm không nợ ta, bây giờ là ta thiếu nàng.
Lục Lâm Thiên nhìn Lam Linh nói. Hừ. Lam Linh đặt ngón tay lên môi Lục Lâm Thiên, nói. Đừng nói nữa, đây là mạng của ta, từ giờ trở đi ngươi là ngươi bây giờ cũng được mà là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên cũng được, đều không có liên quan tới ta. Ta vẫn là tông chủ Vạn Thú Tông, chúng ta không quen biết, chưa từng có liên quan. Lam Linh nói xong lập tức xoay người, bóng lưng động lòng người dưới ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức mặc từng kiện y phục. Đem thân hình hoàn mỹ, mê người này che lại, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt của Lam Linh chảy xuống. Ngay khi sắp rơi xuống đất thì bị Lam Linh lén lút dùng tay đón, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Ta tới mặc cho ngươi, về sau cũng không còn cơ hội nữa. Lam Linh xoay người lại, dấu vết nước mắt trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không đợi Lục Lâm Thiên đồng ý mà mặc y phục cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt, nhất thời trong lòng ngổn ngang cảm xúc, càng không biết nên nói gì cho phải, ánh mắt run run, nghẹn lời. Chúng ta đang ở chỗ nào? Ngươi cũng nên đi ra ngoài đi, theo ta đoán, trong này hẳn có phát hiện cực lớn, ngươi đừng làm mất cơ hội của mình. Thay Lục Lâm Thiên sửa sang y phục, Lam Linh nhẹ nhẹ phủ cho bụi trên người Lục Lâm Thiên, giống như đôi vợ chồng già, ánh mắt bình tĩnh không có chút ba động gì. Trong này không cần lo lắng về vấn đề thời gian. Lục Lâm Thiên nói, thương thế của ta quá nặng, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục, sẽ làm ảnh hưởng tới ngươi. Ngươi đi trước đi. Sau khi sửa sang lại y phục cho Lục Lâm Thiên, Lam Linh nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt, mỉm cười nói. Trung Quy vẫn cảm thấy bộ dáng này không đẹp bằng trước kia, ta vẫn thích bộ dáng vốn có của ngươi hơn. Ta đi ra ngoài trước, trong này nàng có thể yên tâm chữa thương. Đến địa phương an toàn ta sẽ cho nàng ra ngoài. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. Lam Linh nói. Sau khi dùng đan dược này xong lập tức điều tức đi. Đối với thương thế của nàng sẽ có trợ giúp. Trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một bình ngọc, lập tức đưa cho Lam Linh. Đây là mấy khỏa đan dược thất phẩm bất phàm, đan dược phát phẩm Lam Linh muốn dùng cũng không được. Lam Linh do dự một chút, cũng không có cự tuyệt mà tiếp nhận bình ngọc. Dưỡng thương cho tốt, trong này vô cùng an toàn. Lục Lâm Thiên nói xong nhìn qua Lam Linh, thân ảnh lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, Lam Linh nhìn tới thất thần, trong hốc mắt có chút ướt át. Siêu! Trong một sơn động, Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, sau khi thu thiên trụ giới vào trong tay hắn cũng thu cấm chế trong sơn động. Trong sơn mạch bị xương trắng bao phủ, chuyện của Lam Linh Lục Lâm Thiên tạm thời để một bên. Hiện tại cũng chỉ xe tô thể ra ngoài rồi nói sau. Tìm bốn phía, Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi liệu đây có phải là một ảo trận hay không. Cẩn thận tìm kiếm chung quanh, thế nhưng cũng không phát hiện ra dấu vết của ảo trận. Siêu siêu. Trong khi Lục Lâm Thiên đang tìm đường ra, trong không gian vang lên tiếng xé gió. Sau đó có hơn 20 đạo thân ảnh phá không xuất hiện. 20 đạo thân ảnh xẹt qua, trong lúc vô tình có một cỗ khí tức cường hãn tiết ra ngoài. 20 người xuất hiện trong không gian, khí tức trong lúc vô hình chấn động đánh tan không ít sương mù dày đặc. Mọi người đáp xuống đất, ánh mắt đảo qua không trung, cũng cảm giác được sự tồn tại của Lục Lâm Thiên. Ánh mắt đảo qua trên người Lục Lâm Thiên. Mà Lục Lâm Thiên nhìn hơn 20 đạo thân ảnh này ánh mắt lập tức biến đổi, đặc biệt là lúc nhìn đôi nam nữ dẫn đầu. Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hai người này cũng không phải là ai khác. Cho dù hóa thành cho Lục Lâm Thiên cũng nhận ra. Chính là hai huynh muội Lăng Thanh Tuyền cùng với Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới, chung quanh hai người đều là người của Linh Vũ Giới. Đối với người của Linh Vũ Giới trong mắt Lục Lâm Thiên lập tức hiện lên sát ý. Gia gia Lục Vũ chết cũng là bởi vì người Linh Vũ Giới, chỉ bằng việc này cũng làm cho Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Giới không chết không thôi. Cái gọi là cừu gia gặp mặt lập tức đỏ mắt, hiện tại tình huống của Lục Lâm Thiên chính là như vậy. Thiếu chủ, trong này có chút quỷ dị, mọi người không nên phân tán, bằng không rất dễ xảy ra chuyện. Một lão giả cung kính nói với Lăng Thanh Tuyệt, trong này đã sớm khiến cho bọn họ chú ý. Mau chóng tìm lối ra, thời gian chúng ta không còn nhiều. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt như sao, cao quý mà ưu nhã. Ánh mắt chỉ liếc nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng cũng không quá để ý. Ngược lại Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên, mắt thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút hoài nghi.
Nam tử áo xanh này tạo cho nàng một loại cảm giác khó hiểu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào trên người Lăng Thanh Tuyền. Mắt nhìn Lăng Thanh Tuyền, dung nhan tuyệt mỹ không trang điểm giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, đối với người của linh vũ giới này chỉ có Lăng Thanh Tuyền trước mắt là sự tức giận của Lục Lâm Thiên giảm bớt đi một chút. Nhớ tới chuyện trong mật thất lúc trước, trong lòng hắn phảng phất có chút bất an. Tất cả đều là do nàng tự mình chuốc lấy, người linh vũ giới đều đáng đời. Trong lúc bất an, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng lần nữa có chút giận dữ. Tiểu tử, nhìn gì vậy? Còn không mau cút cho ta. Một đại hán áo đen của linh vũ giới nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhìn thiếu chủ, ánh mắt hiện lên hàn ý, lớn tiếng quát. Bảo ta lăn, người có tư cách này sao? Lục Lâm Thiên nhìn đại hán áo đen kia, tu vi vũ vương thất trọng so với hắc quỷ thiên vương còn mạnh hơn không ít. Không linh vương khi trước cũng chỉ là linh vương bát trọng mà thôi. Hừ, tiểu tử hung hăng càn quấy. Lục Lâm Thiên nói vậy khiến trong mắt đại hán áo đen này xuất hiện sát ý. Tiếng quát vừa dứt, chân khí dưới chân léo lên, thân ảnh đánh về phía trước kéo theo một đám tàn ảnh tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Đi tìm chết. Cùng lúc thủ ấn trong tay đại hán áo đen biến hóa. Trên tay phải có một đạo trưởng ấn nóng bỏng được đánh ra, cả không gian đột nhiên tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức cường hãn áp bách, trực tiếp bao phủ không gian. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý, nhìn thấy người linh vũ giới hắn không còn chút khách khí nào, miệng quát. Thân hình dùng tốc độ không biết còn nhanh hơn tốc độ của đại hán áo đen này bao nhiêu lần, bàn tay như sấm sét đánh vào trên đầu đại hán áo đen này. Phanh! Trưởng ấn đánh xuống, trong mắt đại hán áo đen hiện lên vẻ kinh hãi. Thế nhưng có hối hận cũng không kịp, huyết vụ lập tức bắn tứ tung. Vũ Tôn! Giờ phút này đám người linh vũ giới mới biết được người thanh niên áo xanh trước mắt không ngờ đã tới tôn cấp. Thậm chí tu vi của người này bọn họ cũng không thể nhìn ra. Cho nên càng khiến cho mấy cường giả này kinh ngạc. Tiểu tử, báo danh đi. Một lão giả mặc bạch y lập tức nhảy ra, dường như một người chết ở bên cạnh cũng không khiến cho mọi người bận tâm. Từng ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn qua. Trong nhóm người linh vũ giới này tăng thêm Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt thì có tổng cộng 21 người. Có 7 tôn giả. Ngoại trừ Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, tu vi của 5 tôn giả đều không yếu. Khí tức trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận ra trong 5 người này có một người là vũ tôn nhị trọng, một vũ tôn tam trọng. Một linh tôn ngũ trọng, còn có một vũ tôn thất trọng. Còn lão giả áo xám kia khí tức trên người đều được thu liếm, Lục Lâm Thiên cũng không khó phán đoán chuẩn xác. Chỉ là không thể nghi ngờ thực lực của người này mạnh nhất. Thực lực rất mạnh cũng đủ thấy được sự bảo hộ của linh vũ giới đối với Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt. Chỉ là loại thực lực này của linh vũ giới đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói đã không tạo thành uy hiếp quá lớn. Muốn biết ta là ai ngươi còn không xứng. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn lão giả mặc áo bào trắng kia, một vũ tôn tam trọng mà thôi, Lục Lâm Thiên cũng không cố kỵ. Cấp đống tôn giả. Giết tiểu tử kia, chúng ta tiếp tục tìm lối ra. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên, chậm rãi nói. Nói giết một người giống như là giết chết một con kiến, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Vâng, thiếu chủ. Lão giả áo trắng đáp, thân ảnh lập tức bắn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía Lục Lâm Thiên. Đồng thời đẩy thủ ấn ra, trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí thuộc tính thủy xoay tròn, bỗng nhiên cả không gian đóng băng. Tiểu tử chán sống. Người chết chắc rồi. Tiếng quát lạnh lùng vang lên, lão giả áo bào trắng này trực tiếp xé rách không gian, khí tức lạnh lẽo ập xuống, một cỗ khí tức khủng bố, lạnh thấu xương giống như bài sơn hải đảo lan tràn ra, bao phủ Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Trong không gian, một đạo băng chùy đột nhiên phóng ra. Băng chùy trực tiếp xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh tới mi tâm Lục Lâm Thiên, trước băng chùy, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Phanh. Trong khoảnh khắc này, băng chùy giống như mũi tên rời cung đột nhiên dừng lại trước mi tâm Lục Lâm Thiên. Lực đạo khủng bố trong nháy mắt khi tới trước mi tâm Lục Lâm Thiên trực tiếp biến mất không còn tung tích. Lập tức hóa thành năng lượng thuộc tính tiêu tán không thấy. Không tốt. Lão giả mặc áo bào trắng biến sắc, thực lực của đối phương không ngờ lại mạnh tới mức này, hắn trực tiếp lui lại. Chết đi. Cùng lúc, khi lão giả áo bào trắng kia muốn lui lại, thân ảnh vừa mới động thì đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trước người hắn,
không để ý tới lực cản của không gian mà trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn lên đỉnh đầu hắn. Trong sát na này, lão giả áo bào trắng mới biết được trước mặt thanh niên áo xanh này chân khí của hắn trong nháy mắt đình trệ. Tu vi của đối phương hoàn toàn chính là hai tầng thứ khác nhau. Chỉ tiếc hắn biết thì đã muộn. Hỗn trướng, dừng tay. Trong sát na, cơ hồ tất cả tôn giả của linh vũ giới biến sắc. Phanh! Quang mang trong tay lóe lên, một đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh vào trên đầu của lão giả kia, lão giả áo bào trắng này căn bản không thể đào tẩu. Phanh! Lão giả áo bào trắng này không thể phản kháng, cũng không có thời gian phản kháng. Tất cả chỉ trong chớp mắt, lập tức thân hình lão giả áo bào trắng trực tiếp bị một đạo trưởng ấn đánh nát đầu, có cùng kết cục với đại hán áo đen kia. Vũ Tôn tam trọng, hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ cần lật tay cũng có thể tiêu diệt, đánh chết giống như một con kiến. Trong lòng có ý định giết người linh vũ giới cho nên Lục Lâm Thiên cũng không nương tay. Một khi ra tay trực tiếp lấy mạng của đối phương. Siêu siêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.